Thân thế, hai người chưa phát giác cùng nhau quát to một tiếng, sau đó liền song song giận tái mặt đến, Mạnh Hiểu Phong càng là hung tợn nói, ngươi, đến tột cùng biết chút ít cái gì? Ta biết, không có bao nhiêu, nhưng cũng đầy đủ dùng, hắc hắc. Gian Trá cười một tiếng, Trác Phàm chợt cao giọng lên, trăm năm trước, thiên hữu dị tượng, tất có bất phàm báo hiệu. Trùng hợp lúc này, trên trời rơi xuống Khuynh Thành xuất sinh, ngay tại Đan Hà Tông phụ cận. Diễm Hoàng mắt sắc, lập tức dò xét, biết nàng này người khoác mây ngũ sắc, tuyệt không liền quả thực là cướp đi, thu vì đệ tử. Bởi vì quan hệ trọng đại, đối với biết nàng này thân thế người, tất cả đều chảm thảo trừ căn, giết chết bất luận tội, bao quát nàng cha mẹ ruột. Ôi! Không khỏi giật mình, ngoài tường Sở Khuynh Thành bỗng dưng che lên miệng, lộ ra vẻ không thể tin được. Diễm Hoàng hai người thì là sắc mặt càng ngày càng nặng, trong mắt cũng tản ra kinh khủng, mắng to, Trác Phàm, ngươi đừng muốn nói bậy, không có chuyện này. Diễm Hoàng đại nhân cắt chớ gấp, đợi ta sau đó tường bẩm. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm tiếp tục, về sau Diễm Hoàng đại nhân vụng trộm đem Khuynh Thành ôm vào trong tông nuôi dưỡng, đối trong tông người ba im miệng. Mà lại rất thức thời, đem việc này báo cáo cho chính mình chỗ dựa, đệ Lục Thánh Sơn chủ nhân. Mà khi biết sau chuyện này, Sơn chủ cân nhắc đến nếu là vô duyên vô cớ nhặt về một bé gái, tất nhiên gây nên người khác chú ý. Cho nên liền an bài chính mình nhi tử, trăm năm sau nhân duyên. Lấy xuất ngoại kết nhân thân phận, đem nữ hài tiếp nhập thánh núi, làm lại không người hoài nghi. Dù sao yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu a, ha ha ha. Da mặt ngăn không được run run, Mạnh Hiểu Phong hơi vung tay, quát to, nói bậy nói bạ. Chúng ta vì sao muốn đối Khuynh Thành hạ lớn như vậy công phu? Bởi vì các ngươi chỉ sợ khi đó liền đã tra được một số thượng cổ ghi chép, biết nàng cùng đế cảnh có quan hệ, trong mắt ngưng tụ, Trác Phàm quát to. Thân thể ngăn không được chấn động, Mạnh Hiểu Phong bất khả tư nghị chỉ hắn, ngươi. Làm sao ngươi biết? Thánh Sơn có sách cổ, chẳng lẽ ta trong nhà liền không có sao? Không có khả năng, lấy Thánh Sơn sách cổ. Chúng ta cũng chỉ là tra được đôi câu vài lời, các ngươi lạc ra một cái ủy thân ma hoàng tiểu gia tộc, tại sao có thể có? Mạnh công tử. Thế mà, hắn chưa nói xong, đã là bị một tiếng bén nhọn hét lớn gọi lại, quay đầu nhìn lại, lại chính gặp Diễm Hoàng một mặt lo lắng đánh lấy ánh mắt. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm chế nhạo nói, ta liền nói a, Thánh Sơn thái tử gia nhóm, trừ chỗ dựa lớn một chút bên ngoài, có thể có cái gì tiền đồ? Chẳng lẽ ngươi không biết vừa mới một câu, thì chứng minh ta lúc trước sở thuyết là thật sao? Hiện tại còn muốn chống chế sao? Ngươi, ngươi cái thằng nhãi con, dám âm ta. Hung hăng chỉ Trác Phàm, Mạnh Hiểu Phong tức giận đến toàn thân run rẩy, trên thân sát khí càng là ngăn không được phát ra, hiện tại coi như Sở Khuynh Thành cũng bảo vệ không ngươi, ngươi biết quá nhiều, đi chết đi. Vừa dứt lời, hắn liền muốn động thủ, nhưng là Trác Phàm lại không để bụng. Nói khẽ ấu chí thái tử ra a, lần này ngươi lại sai. Biết được nhiều, không có nghĩa là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ngươi hôm nay để cho ta ra không âm thanh, ta cam đoan ngày mai tin tức này, tan họp bước đến thánh vực các ngõ ngách. Đến thời điểm tranh đoạt Sở Khuynh Thành người, hội nối liền không dứt. Các ngươi đệ Lục Thánh Sơn, tính được cái gì? Ngươi đem còn lại 6 tòa Thánh Sơn cao thủ, lại thả ở đâu? Ha ha ha. Một đám vây ở thánh giả đỉnh phong đám lão già này, đột phá đế cảnh bí mật, thế nhưng là đủ để cho bọn họ liều mạng giả. Kít! Thân thể lắc một cái, Mạnh Hiểu Phong vọt tới trước thân thể, rốt cuộc không động đậy. Chỉ là hung hăng chừng lấy Trác Phàm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Diễm Hoàng thì là chăm chú nhìn Trác Phàm, sắc mặt nặng nề, cảm thấy thầm kêu một tiếng lợi hại. Liền Bát Hoàng gặp thánh giả đều muốn nơm nớp lo sợ. Nhưng tiểu tử này đạo hạnh tầm thường, thế mà dựa vào ngang dọc mưu lược, đem cái này thánh giả vồ chết chết, thật sự là không phải hạng người bình thường a. Chỉ là bắt thánh giả tay cầm, giống như nắm lấy một mực thiêu đốt bom, không thể nói được lúc nào thì sẽ đem mình nổ thịt nát xương tan, tiểu tử này hôm nay nói ra, cũng là đang liều mạng. Tuy nhiên nhất thời bảo trụ tính mạng mình, nhưng sau này lại là vô tận tai họa. Đệ Lục Thánh Sơn là không biết bỏ qua, nhất định sẽ liền lạc ra cùng một chỗ. Đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, đến bảo hộ bí mật này. Nghĩ tới đây, Diễm Hoàng tiếp tục nói, năm đó ta làm việc làm được tương đương bí ẩn, ngươi lại là như thế nào biết được. Lời vừa nói ra, Diễm Hoàng cũng tương đương với thừa nhận hết thảy. Ngoài tường Sở Khuynh Thành nghe đến, ngô một tiếng, liền muốn kêu lên,
nhưng lại bị Lệ Kinh Thiên vững vàng che lên miệng, nhưng trong mắt đã là tràn ngập nước mắt. Nàng luôn luôn xem sư phụ như mẹ như cha, không nghĩ tới đúng là diệt tộc cửu nhân. Hừ, năm đó ngươi làm được cũng không phải là rất sắc bén rơi, có người giả chết trốn qua, Khuynh Thành để cho ta giúp nàng cha thân thế, ta lại tìm đến hắn. Mỉm cười, Trác Phàm đầy miệng nói dối. Thực hắn một chút chứng cứ không có, tất cả đều là suy đoán, nhưng đoán đúng, liền để hai người nhất thời chính mình bàn giao tất cả. Kể từ đó, hắn đối Khuynh Thành có bàn giao, cũng có thể buông tay đối phó nàng những thứ này người nhà mẹ đẻ, không cần lưu tình. Mi mắt thật sâu nhíu lại, Diễm Hoàng vẫn như cũng nghi hoặc, không có khả năng a, ta lúc đó làm được nước không lọt, tại sao có thể có cá lọt lưới? Vậy khẳng định là ngươi lơ là sơ suất, hoặc là hắn làm sao lại biết nhiều như vậy? Không khỏi giận mắng một tiếng, Mạnh Hiểu Phong vừa nhìn về phía Trác Phàm cả giận, ngươi đến tột cùng muốn thế nào, mới bằng lòng đem bí mật nát tại trong bụng. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm tà cười một tiếng, hiện tại chưa nghĩ ra, về sau nói cho ngươi. Nhưng là, ta không hy vọng chúng ta lạc ra cùng Ma Hoàng đại nhân, lần này Thánh Sơn quyết ý bên trong, có cái gì liên lụy. Nói, Trác Phàm đã là quay người rời đi, trước khi ra cửa trước mồm, vẫn không quên cười to ba tiếng, chế nhạo một chút bên trong hai người. Ngu ngốc, thánh giả thì thế nào? Cùng ta đấu, ngươi kém xa đâu? Đáng chết! Đụng! Hung hăng vung quyền, đem cái bàn đánh đến nát bét, Mạnh Hiểu Phong nộ hống lên tiếng, ta đường đường đệ lục Thánh Sơn thiếu chủ, thế mà cầm một con kiến hôi không có biện pháp nào, thực sự buồn cười. Đúng vậy a, tiểu tử này thật đáng sợ. Diễm Hoàng cũng là ngăn không được than thở, đợi nhìn thấy Mạnh Hiểu Phong cái kia như muốn ăn người ánh mắt lúc, mới vội vàng chỉ đầu lâu mình, rực rỡ cười nói, chỉ có đầu mà thôi, còn lại cái gì địa phương cũng không sánh nổi ngài. Da mặt ngăn không được co lại, Mạnh Hiểu Phong thân thể run lên, khóe miệng đúng là chảy ra một tia đỏ thẫm máu tươi. Em gái ngươi, hắn có tư cách so với ta sao? Không biết vuốt mông ngựa đồ vật. Sư phụ, việc lớn không tốt. Bỗng nhiên, từng tiếng gấp rút hò hét vang lên, một tên nữ đệ tử vội vã đi vào hai người trước người, khom người bái hạ, khởi bẩm sư phụ, trong tông các đều bị người đánh lén, ngất đi, có tới hơn 50 người. Không biết người nào gây nên. Cái gì, hơn 50 người bị đánh tối tăm, một điểm động tĩnh đều không có. Người này thực lực nhất định cao thâm mà chắc, truyền lệnh xuống, lập tức toàn tông điều tra. Vâng. Mãnh liệt gật đầu một cái, người kia đi xuống, nhưng rất nhanh lại có một người đệ tử tiến vào, bái ăn vào, sư phụ, việc lớn không tốt, trên tuyết phong, Mai sư thúc bị người đánh bất tỉnh, Khuynh Thành sư muội cũng không thấy. Thân thể ngăn không được lắc một cái, hai người cùng nhau quá sợ hãi, Mạnh Hiểu Phong càng là hung hăng khẽ cắn môi, hét lớn, Sở Khuynh Thành là chúng ta đệ lục Thánh Sơn dưỡng 100 năm bảo bối, hiện tại muốn thành thục, bị người mang đi, quả thực buồn cười. Bất kể là ai, bổn công tử đều muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Vừa dứt lời, Mạnh Hiểu Phong đã là hưu một tiếng, không thấy tăm hơi, Diễm Hoàng muốn ngăn đều ngăn không được. Vù vù. Một mảnh che lấp trong rừng rậm, Trác Phàm tại địa điểm chỉ định chờ đã lâu, chợt hai đạo tiếng xé gió vang lên, Lệ Kinh Thiên cùng Thủ Viêm Rong Biển lấy Sở Khuynh Thành nhất thời xuất hiện tại Trác Phàm trước mặt, cung kính bái hạ Trác quản gia. Không cần đa lễ. Vội vã khoát khoát tay, Trác Phàm liền không nhìn tới bọn họ, mà chính là quay đầu nhìn về phía đã là một mặt hưu quạnh Sở Khuynh Thành, minh bạch trong nội tâm nàng cảm thụ, hơi hơi trầm ngâm về sau, trấn an nói, Khuynh Thành. Sự tình đã như thế, ngươi thì không cần khổ sở, đều đi qua. Đỏ bừng hai mắt nhìn về phía hắn, Sở Khuynh Thành nhất thời trong lòng một trận ủy khuất, bỗng nhiên bổ nhào vào Trác Phàm trong ngực, hai con ngươi đã ẩm ướt, Trác Phàm, ta hiện tại không có thân nhân, vốn là không cha không mẹ, hiện tại sư phụ lại thành diệt tộc hung thủ, ta, tốt, khác khổ sở, cái này còn không có ta đây a. Vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng, Trác Phàm thở phào một hơi. An ủi một hồi, cái kia lão cô bà, vốn là đạo đức giả, người có thể thấy rõ chân tướng, rời đi nàng là chuyện tốt. Người về sau muốn làm sao đối phó nàng, ta đều toàn lực ứng phó giúp người đạt thành, như thế nào? Thân thể trì trệ, Sở Khuynh Thành có chút do dự, lại là không nói gì. Minh bạch trong nội tâm nàng suy nghĩ, coi như Diễm Hoàng đối nàng không có hảo ý, nhưng tốt xấu là trên trăm năm dưỡng dục tri ân cùng tình thầy trò. Để cho nàng một hơi phân rõ giới hạn cũng không có khả năng. Bất quá,
có thể làm cho các nàng sư đồ cảm tình vỡ tan, Trác Phàm liền đã mục đích đạt tới. Trước đó làm phiền Sở Khuynh Thành hiện tại cùng Diễm Hoàng quan hệ, Trác Phàm hành động không khỏi cản tay, từ lúc này bắt đầu, lại là không còn có cái này lo lắng. Về sau Trác Phàm cho dù đem lão thái bà kia giết chết, Sở Khuynh Thành mặc dù không ủng hộ, nhưng cũng sẽ không phản đối. Nghĩ tới đây, Trác Phàm lại vỗ một cái Sở Khuynh Thành sau lưng, liền đem nàng giao cho Lệ Kinh Thiên các nàng, trấn an nói, người bây giờ trước tùy bọn hắn đến chúng ta Lạc Gia an thân a, miễn cho bị cái kia tính mạnh tiểu tử phát giác, cưỡng ép đem ngươi mang về. Khẽ gật đầu, Sở Khuynh Thành chống đỡ hết nổi âm thanh, nhưng lại rất thuận theo. Dù sao, hiện tại Trác Phàm đã là nàng duy nhất dựa vào. Các ngươi đem Sở cô nương an toàn hộ đưa trở về, không được sai sót. Vâng. Sau cùng lại căn dặn một chút Lệ Kinh Thiên hai người, bọn họ liền lần nữa khom người cúi đầu, nhẹ nhàng dìu lên Sở Khuynh Thành cánh tay, siêu một tiếng, liền mang lấy nàng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, rời đi nơi này. Nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng dần dần biến mất, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua hài lòng nụ cười. Một phút sau, đám mây bên trong một đạo lưu quang xẹt qua, Mạnh Hiểu Phong bốn phía tìm kiếm lấy linh áp dấu vết, cắn chặt hàm răng, đầy mặt phẫn nộ, đáng chết hỗn đản, cố ý vòng quanh, muốn mê hoặc bổn công tử. Hừ, bổn công tử có thể sẽ không mắc lừa, nhất định đem bọn ngươi bắt được, chém thành muôn mảnh về sau, lại đoạt lại Khuynh Thành. Bạch. Thế mà, trong miệng hắn lẩm bẩm một đường tiến lên, lại là một địa một đạo hắc ảnh lóe qua, nhất thời ngăn ở trước người hắn. Thân thể bỗng nhiên một trận, dừng lại, thả mắt nhìn đi, đã thấy người kia không là người khác, chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ, khóe miệng còn mang theo một tia không hiểu ý cười. Thánh giả đại nhân, đây là muốn đi đâu ha? Cung kính ôm một cái quyền, Trác Phàm hì hì cười một tiếng. Da mặt hung hăng run run, Mạnh Hiểu Phong mắng to lên tiếng, đồ hỗn trướng, cút ngay cho ta, cái này không có ngươi sự tình. Vì thánh giả đại nhân cống hiến sức lực, là chúng ta việc trong phận sự. Đại nhân không ngại nói một chút đến tột cùng có chuyện gì quan trọng, có lẽ ta có thể giúp ngài đâu. Bổn công tử chính là thánh giả, toàn bộ thánh vực bên trong hô phong hoán vũ, còn cần đến ngươi giúp. Nhanh lên lăn đi, không phải vậy ta thì không khách khí. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi cầm lấy chúng ta một chút tay cầm, liền có thể tại lão tử trước mặt vinh váo tự đắc. Lão tử mặc dù không nhất định giết chết ngươi, nhưng để ngươi sống không bằng chết phương pháp có thể có rất nhiều cái nào. Hả, dạng này a, vậy tại hạ còn thật sự muốn mở mang kiến thức một chút, mở mang tầm mắt, ha ha ha. Ta dị cười một tiếng, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua giọng mỉa mai, hai tay vây quanh phía trước, cứ như vậy bình thản ung dung địa lập ở không trung, cản trở hắn, không cho hắn thông qua. Mi mắt hung hăng run run, Mạnh Hiểu Phong đã là tức giận đến gân xanh nổi lên, tốt, đây chính là ngươi tự tìm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết, hừ. Hô! Vừa dứt lời, gió dục mây vần. Mạnh Hiểu Phong thân thể bỗng nhiên lắc một cái, Mạnh đại thánh giả khí thế liền phảng phất núi cao nguy nga giống như, hung hăng hướng Trác Phàm đè tới. Cái kia cỗ kinh khủng uy áp, cho dù là thiên địa cũng vì đó rung động, đồng dạng hoàng giai cao thủ đụng phải, đều muốn bị đụng gân mạch đứt từng khúc, nội phủ trọng thương không thể. Thế nhưng là... Trác Phàm nhưng như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên mặt vĩnh viễn treo bình tĩnh nụ cười. Trên thân một đạo hắc khí như vòng xoáy đồng dạng lưu chuyển, cái kia thánh giả trọng áp uy thế liền trong nháy mắt tiêu tán không thấy, dường như bị hấp thu giống như. Sao, làm sao có thể? Trong mắt ngăn không được hung hăng co rụt lại, Mạnh Hiểu Phong giật nảy cả mình, chỉ là một con kiến hôi, thế mà có thể. À, ngươi không phải tụ khí cảnh sao? Làm sao có thể lăng không phi hành? Ta cười một tiếng, Trác Phàm cũng không giấu giếm nữa, khoan thai tự đắc nói, nếu là thật sự tụ khí cảnh lời nói, đừng nói lăng không phi hành, cho dù là ngài nửa phần uy thế cũng đỡ không nổi, càng không nói đến là vừa vặn Thái Sơn áp đỉnh uy áp, sớm đã thịt nát xương tan, đâu còn có tánh mạng ở chỗ này cùng ngài nói rông dài đây, ha ha ha. Ngươi, một mực tại ẩn giấu thực lực. Cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, Mạnh Hiểu Phong ngăn không được giật nảy cả mình, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Như vậy ngươi đến tột cùng là tu vi bực nào? Dễ nói, hoàng giai đỉnh phong. Hừ hừ, thì ra là thế, tuy nhiên đã không thấp, nhưng ở bổn công tử trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Nghe được lời này, Mạnh Hiểu Phong trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều, sau đó lại lộ ra kiệt ngao ngông cuồng chi sắc, khoát tay chặn lại,
hét lớn, vậy ngươi còn dám ở chỗ này cản đường, nhanh cho bổn công tử lăn đi. Nói, Mạnh Hiểu Phong đã là hung hăng một bước chân, hướng Trác Phàm phóng đi, toàn thân khí thế cuồng bạo, tựa như muốn đem trước mặt hết thảy, đụng thành phấn vụn đồng dạng. Lấy thánh giả công lực, cùng hoàng giai tu giả trọi cứng, tuyệt đối là ưu thế áp đảo. Đáng tiếc, hôm nay hắn gặp phải cũng không phải bình thường hoàng giai cường giả. Phốc, một tiếng vang trầm, Mạnh Hiểu Phong mãnh liệt va chạm, dường như đè vào một cái tường đồng vách sắt phía trên, thân thể bỗng dưng liền dừng lại, một phân một hào đều không xông qua được. Trong mắt hung hăng lắc một cái, Mạnh Hiểu Phong cảm thấy hoảng hốt, nhấc mắt nhìn đi, lại chỉ thấy hắn một cái cánh tay phía trên, chính vững vàng nắm lấy một mực thiết chảo, mà cái kia thiết chảo chủ nhân, cũng là trước mặt hắn cái kia hoàng giai cường giả, Trác Phàm. Làm sao có thể? Mạnh Hiểu Phong cảm thấy hò hét, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị run run. Chỉ dùng một cái tay liền đem bổn công tử thân thể ngừng lại, cái này tuyệt không phải hoàng giai có thể làm được. Đụng. Thế nhưng là, còn không đợi hắn suy nghĩ xong, Trác Phàm cái kia kỳ lân tí chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái, liền trong nháy mắt đem hắn đánh bay ngoài ngàn mét, trên không trung lật lăn lộn mấy vòng, mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng là, hắn nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, lại càng thêm nặng nề rất nhiều. Ngươi, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lạc gia đại quản gia, Trác Phàm, nhếch miệng lên, Trác Phàm vĩnh viễn bình tĩnh như vậy tự tin, thậm chí ngay cả hắn bốn phía, đều dường như bị hắn cảm nhiễm, như không gió mặt nước giống như, chìm đắm vào cực hạn trạng thái tĩnh. Bất quá đây hết thảy, rơi vào Mạnh Hiểu Phong trong mắt, lại càng thêm đáng sợ. Như thế mây trôi nước chảy đem chính mình cản tại cái này địa phương, thực lực coi là thật thâm bất khả chắc. Trước kia, thật đúng là xem thường hắn. Mi mắt ngăn không được địa run rẩy, Mạnh Hiểu Phong nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng là trở thành nghiêm túc, song quyền siết chặt, rốt cục muốn nghiêm túc. Thánh thân, cảm thấy hét lớn một tiếng, Mạnh Hiểu Phong thân thể bỗng nhiên lắc một cái, nhưng gặp từng đạo chói mắt bạch quang sáng lên, một cái 100 trượng bóng người cự hình đại hán, liền bỗng nhiên xuất hiện giữa thiên địa, sau lưng 8 thanh thần kiếm, tản ra phách thiên liệt địa phong duệ chi khí. Mạnh Hiểu Phong cao ngạo địa truyền cái đầu, đứng ở người khổng lồ chỗ mi tâm, chăm chú nhìn phía dưới Trác Phàm không thả. Thương lang một tiếng, leng keng nổ tung. Người khổng lồ hai tay từ phía sau lưng bỗng nhiên quất ra hai thanh chớp động lên dạng rỡ quang huy thần kiếm, dài chừng 10 trượng ngắn, rất nhiều phong lôi chi thế. Xa xa nhìn lại, như thiên thần lâm thế đồng dạng. Vừa mới thu xếp tốt bị đánh tối tăm đệ tử Diễm Hoàng, xa xa nhìn về phía nơi này tình hình, cũng là ngăn không được giật mình, đạp mạnh cước bộ, liền dẫn người vội vã chạy đến. Thánh giả đại nhân thế mà ngay cả mình ngưng luyện thánh giả cự thân thể đều ra, xem ra bắt đi khuynh thành đối thủ, bay hạng người bình thường a. Bạch, một kiếm giống như bổ ra đám mây, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng Trác Phàm chỗ đó, nếu ngươi là hoàng giai đỉnh phong, liền hẳn phải biết thánh giả cùng hoàng giai chênh lệch. Ngươi cái kia hoàng cực thiên ấn, tại ta thánh thân trước mặt không có nửa điểm tác dụng. Thức thời liền đem Sở Khuynh Thành giao về đến, không phải vậy có thể để ngươi cùng toàn bộ Lạc gia còn có cái kia ma hoàng im miệng phương thức, bổn công tử có thể nhiều nhiều vô số kể. Há, thật sao? Chố mắt nhìn, Trác Phàm chưa phát giác suy cười một tiếng, chậm rãi nhấc từ bản thân kỳ lân tí, trong mắt chiến ý đã là cháy hừng hực lên, như vậy xin lỗi, tuy nhiên chúng ta không cừu không oán, nhưng dám nhìn chằm chằm Khuynh Thành người, vẫn là xử lý sớm thì tốt hơn. Có lẽ ngươi chính mình cũng không biết, thực ban đầu ở Minh Hải, ta liền có ý xử lý ngươi, chỉ tiếc một mực không có cơ hội. Nhưng bây giờ, ha ha, ngươi thật đúng là đưa tới cửa a. Song đồng lắc một cái, Mạnh Hiểu Phong khó thở ngược lại cười, xử lý ta. Khẩu khí thật là lớn, vậy bản công tử cũng muốn nhìn một cái, ngươi cái này hoàng giai làm sao xử lý ta cái này thánh giả. Oanh! Vừa mới nói xong. Mạnh Hiểu Phong đã là không chút lưu tình đem hai thanh cự kiếm hung hăng hướng Trác Phàm chán đánh xuống, uy danh mạnh, hủy thiên diệt địa. Giữa thiên địa gió dục mây vần, che hư không che lấp mặt trời, một mảnh tận thế loạn hưởng. Thế nhưng là, rất kỳ quái là, Trác Phàm bốn phía một mẫu ba phần đất lại là vẫn như cũ bình tĩnh, dường như mảy may không bị bên ngoài quấy nhiễu giống như. Chờ cái kia hai thanh lưỡi kiếm đã tất cả đều đi vào Trác Phàm mặt lúc, hắn mới tròng mắt ngưng tụ. Nhẹ nhàng một quyền, cấp tốc hướng về phía trước nhất kích. Kỳ lân phách quyền, diệt. Ầm ầm. Một quyền ra, thiên địa diệt, thiên địa làm vỡ nát.
Mạnh Hiểu Phong cái kia hai cái mũi kiếm vừa mới đụng phải Trác Phàm quyền kình, liền tại một đạo chói mắt hồng quang dưới, nhất thời nổ bể ra tới. Mũi kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, nương theo lấy bốn phía không gian từng mảnh sụp đổ, đen nhánh vết nứt không gian như sóng biển giống như hướng bốn phía dâng trào, cái kia cỗ kinh khủng quyền kình cũng trong nháy mắt đi vào Mạnh Hiểu Phong cự thân thể trước đó, tại hắn chả không có kịp phản ứng trước, liền đụng một tiếng, không có chút nào trì trệ địa xuyên qua. Chỉ một thoáng, cái kia thánh thân ở ngực một đến bị mặc một cái bán kính ngàn mét hang lớn. To lớn thân thể lay động một chút, cũng là soạt một tiếng, tứ tán ra, biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Hiểu Phong phốc một tiếng, phun ra một miệng đỏ thẫm, vô lực ngã xuống hướng chỗ, trên mặt đã một mảnh trắng bệch. Mạnh Hiểu Phong ngã rầm trên mặt đất, toàn thân cao thấp xương cốt đứt gãy, bất quá cái này còn không phải điểm chết người nhất. Trọng yếu nhất là hắn thánh thân bị hủy, dẫn tới hắn thần hồn cùng nội phủ toàn diện trọng thương, không có cái 8 năm 10 năm là tuyệt khó khôi phục, mà bây giờ càng như tàn phế mảy may không còn khí lực, cùng con kiến hôi không khác. Giờ này khắc này, chỉ sợ đừng nói là tụ khí cảnh, liền xem như người trúc cơ kỳ oa oa, cầm đem ra dáng binh khí, liền có thể tùy tiện đem hắn vẽ. Hô! Từng đạo gió mát quét, Trác Phàm chậm rãi rơi xuống, nhìn hướng phía dưới cái kia tay trói gà không chặt thánh giả đại nhân, khóe miệng xẹt qua tà dị tiếu dung. Mạnh Hiểu Phong nhìn về phía hắn ánh mắt, thì là đầy mặt kinh khủng, rừng không ngừng run rẩy lấy bờ môi nói, ngươi! Ngươi không phải người, là quái vật, là linh thú, là long tộc. Ta là thánh giả, nhân loại mạnh hơn, làm sao có thể không dùng hoàng cực thiên ấn, không dùng thánh giả chi thân thì hủy ta thánh thân đâu. Ha ha ha, ngươi chính xác, lại có chút bất công. Mỉm cười lấy lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ta trên thực tế là nửa thú, bất quá ta cái kia đồng dạng thú thân cũng không phải bình thường linh thú hoặc long tộc có thể so sánh. Ta toàn thân cao thấp bị thánh thú phần thiên long tổ lấy hắn long lân luyện thể, kim cương không có. Cái này cánh tay phải cũng là thánh thú ngút trời kỳ lân một cái kỳ lân cước biến thành, tại Minh Hải lúc lại phải bá đế dạy bảo dùng lực chi pháp. Ngươi nói đối phó ngươi như thế cái thánh giả sơ kỳ tiểu tử, ta cần phải nhiều như vậy nhiều kiểu sao? Ta cơ sở thực lực thì hơn xa ngươi, có được hay không? Cái gì? Trong mắt không khỏi hung hăng run run, Mạnh Hiểu Phong chưa phát giác quá sợ hãi. Sau lưng ngươi thế mà có nhiều như vậy thượng cổ cao thủ chỗ dựa, ngươi đến tột cùng là ai? Ban đầu thánh vực bát hoàng, ma hoàng Trác Nhất Phàm, hiện lạc gia quản gia, Trác Phàm. Mỉm cười, Trác Phàm lúc này đỡ ra, đến mức ta cái này ma hoàng, như thế nào khởi tử hoàn sinh, lại ngóc đầu trở lại, cũng không cần phải theo ngươi nói thêm nữa đi. Ừng ực, nuốt ngụm nước bọt, Mạnh Hiểu Phong cảm thấy lo sợ, tự lẩm bẩm, ma hoàng Trác Nhất Phàm. Nghe nói hắn từng chiếm được cửu U Ma Đế công pháp, chẳng lẽ bởi vậy tránh né lần trước tiêu diệt tai họa? Chính xác, đáng tiếc thì đã trễ. Ngươi muốn làm gì? Trong lòng lắc một cái, Mạnh Hiểu Phong dọa đến co rúm lại không ngừng. Tà tiếu liên tục, Trác Phàm chăm chú nhìn hắn, trêu ghẹo nói ta muốn làm gì? Ngươi không biết sao, vừa mới ta đối với ngươi nói, đều là ta lớn nhất đáy lòng bí mật, ngươi biết người ta nhiều chuyện như vậy, không nên có điểm biểu thị sao? Bề ngoài, biểu thị. Đúng a, thật tốt đem chính mình miệng che lại, cũng là to nhất biểu thị. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm nhẹ nhàng nâng tay, trên tay bốc lên cuồn cuộn hắc khí, hướng hắn chán chộp tới, ta hướng ngươi lõa lổ nội tâm, thì cho thấy ngươi nha chết chắc. Dù sao, người chết miệng mới là lớn nhất nghiêm, vĩnh biệt, thánh giả đại nhân. Hy vọng ngươi lần sau đầu thai, còn có thể ném tốt thai, tập trung thánh sơn ôm ấp. Khác giống như ta. Ném sai thai, đến theo tầng dưới chót nhất từng bước một bò lên. Bất quá ta cũng không để ý, bởi vì hiện ở ta nơi này cái ném sai thai, có thể chính đưa ngươi cái này ném đối thai đi lại đầu thai đây, ha ha ha. Không muốn, không muốn, a. Một tiếng hét thảm, vang vọng chỗ rừng sâu, nương theo lấy từng đạo hắc khí trùng thiên, tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chờ Trác Phàm đứng dậy, nhìn hướng phía dưới lúc, cũng chỉ có một đống bụi bay. Bãi rơi một chỗ, còn có vài miếng không có tan toàn quần áo vải vóc, xen lẫn tại cái kia biết bay bên trong, nghênh phong lắc lư. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm âm thầm khen, không hổ là thánh giả a, công lực cũng là thâm hậu. Rất lâu không dùng cái này thiên ma đại hóa quyết, lần này trở về được thật tốt tiêu hóa mấy ngày. Nếu không luyện công quá độ, làm đến cùng Triệu Thành cái kia nghiệt đồ một dạng, có thể liền được không bù mất,
ha ha ha. Siêu siêu siêu. Chợt, từng đạo tiếng xé gió lên, Trác Phàm lỗ tai khẽ nhúc nhích, đã là rõ ràng hết thảy, xoay người một cái, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Đến vừa vặn, cho đệ Lục Thánh Sơn báo tang đi thôi, hừ hừ. Bạch, một cái lắc mình, Diễm Hoàng thân ảnh nhất thời rơi tại cái này địa phương, hai bên dò xét một phen, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, kỳ quái, vừa mới nhìn thấy thánh giả đại nhân thánh thân, xác thực cũng là xuất hiện ở đây a, làm sao lại bỗng nhiên thì không thấy đâu. Sư phụ, lúc này, lại là mấy đạo tiếng xé gió vang, Đan Hà Tông các đệ tử cũng là ào ào đến đông đủ, không người nói, chúng ta tại phụ cận xem, không có phát hiện khả nghi đám người. Hơi hơi gật gật đầu, Diễm Hoàng vừa đi vừa về bồi hồi một chút, chẳng lẽ là bởi vì đánh xong, cho nên mỗi người tán sao? Nơi này giống như không có người nào thi thể, nói cách khác, cái kia bắt đi khuynh thành người, là liền thánh giả đều không cản được người. Đây chẳng phải là nói, đối phương cũng là thánh giả. Phốc, vừa kinh vừa nghi, Diễm Hoàng dưới chân đá một vật, cúi đầu xem xét, lại chính gặp đó là một đống bụi bay, chỉ là tại cái kia bụi bay bên trong, kẹp lấy mấy món lẻ tẻ vải vóc toái phiến, lại là như thế quen thuộc. Đây là, tỉ mỉ xem một chút, Diễm Hoàng mới ngăn không được trong mắt co rụt lại, kêu lên sợ hãi, đây là thánh giả đại nhân quần áo tấm vải. Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, thánh giả đại nhân gặp nạn? T. Ngăn không được hít sâu một hơi, Diễm Hoàng nhất thời dọa đến đầy mặt trắng bệch. Hai chân mềm nhũn, thì bỗng dưng ngã ngồi trên mặt đất, hoàn toàn ngây người. Cái này ra đại sự, đệ Lục Thánh Sơn thiếu chủ, chết thảm tại chúng ta Đan Hà Tông trong lĩnh vực, cái kia Sơn chủ không biết giận chó đánh mèo chúng ta đi. Người tới, lập tức chuẩn bị một chút, đem những thứ này cực kỳ thu thập lên, chúng ta cùng đi đệ Lục Thánh Sơn báo cáo. Nửa tháng sau, đệ Lục Thánh Sơn, ý kiến cổ kính trong thư phòng, một tên treo hai liếc rear map trung niên nam tử, tay nâng lấy một đống bột mịn, còn có phía trên kia quen thuộc quần áo vải vóc, hai con người đã đỏ bừng một mảnh. Ngay sau đó, oanh một tiếng, nam tử toàn thân khí thế đại phóng, trong thư phòng tất cả mọi thứ, bút mực giấy nghiên, án thư quầy đều bị trong nháy mắt chấn thành bụi phấn. Một mực tại phía dưới sợ hãi rụt rè Diễm Hoàng, cũng là hô bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, một miệng đỏ thẫm ngăn không được phun ra mà ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đi xuống. Đến tột cùng là ai làm? Vì sao con ta chỉ bất quá đi cái bát hoàng khu vực, đều sẽ bị loại độc này tay? Trung niên nam nhân ngửa mặt lên trời gào thét, song quyền nắm chặt, quyền đầu bên trong rắc vang lên, trong mắt chỗ sâu đều là sát ý, chờ nhìn thấy cái kia vừa mới bỏ lên Diễm Hoàng lúc, lại một cái bước xa trong nháy mắt đi vào trước mặt nàng, một phát bắt được nàng tóc dài, đối với nàng lỗ tai chính là nộ hống liên tục, kém chút đem nàng màng nhĩ đều chấn mặc, Diễm Hoàng, người đến cho bổn tọa giải thích một chút, cuối cùng chuyện gì xảy ra, con ta tại sao lại tại các ngươi Đan Hà Tông bên trong xảy ra chuyện. Sơn chủ bớt giận, thiếu chủ đại nhân sự tình không có quan hệ gì với chúng ta, không phải chúng ta làm a. Nói nhảm, lão tử đương nhiên biết không phải là các ngươi có bản sự kia sao? Đụng, lại là đẩy, đem Diễm Hoàng ném bay đến trên tường, lại ngã xuống, nam tử kia tiếp tục nổi giận, ta chỉ hỏi ngươi, con ta chết tại các ngươi tông môn phụ cận, làm sự kiện này người đến tột cùng là ai, các ngươi đến cho ta một cái công đạo. Nếu không mà nói, lão phu vài phút để ngươi Đan Hà Tông theo thánh vực biến mất. Sơn chủ bớt giận, chúng ta nhất định hoàn toàn tra tới cùng, cho Sơn chủ một cái công đạo. Vội vàng quỳ dạp trên đất, cuống quýt dập đầu, Diễm Hoàng dọa đến sợ chết khiếp, sắp khóc đi ra. Trung niên nhân kia nhưng cũng là thương tâm địa vịn cái trán, nghẹn ngào, Phong Nhi, người bị chết thật thê thảm a, mà ngay cả toàn thây không có một cái nào. Phong Nhi a, vốn định ngươi cùng cái kia Sở Khuynh thành toàn chuyện tốt. Đối ngươi ngày sau lĩnh hội đế cảnh có chỗ tốt, ai ngờ lần này cha con chúng ta từ biệt, liền thành vĩnh hằng. Đúng, người đệ tử kia đâu? Phong Nhi chết, nàng thế nào? Nếu là nàng thương tâm quá độ, bổn tọa có thể cho nàng lấy quá phụ thân phận tiến vào Thánh Sơn. Ách, nàng, chưa phát giác trì trệ, Diễm Hoàng đầy mặt đắng chát. Mi mắt lắc một cái, người kia trên mặt dần dần trở nên lạnh, nàng làm sao? Có phải mấy ngày nay nàng cùng Phong Nhi cảm tình không sâu, Phong Nhi chết nàng không có cảm giác? Hừ, thật sự là buồn cười, Thánh Sơn thiếu chủ đối nàng lọt mắt xanh, nàng còn có cái gì bất mãn? Thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, cũng được, đã không có cảm tình, tốt xấu cùng Phong Nhi chung đụng một trận,
lão phu nhận nàng cái này con dâu, đem nàng tiếp nhập thánh núi cũng có thể. Bất quá, người muốn để nàng diễn xuất trò vui, ruột gan nứt từng khúc, dạng này mới có thể đại động lão phu, đem nàng làm tiến đến mới hợp tình hợp lý, sẽ không khiến cho hắn sáu núi lão gia hỏa nghi ngờ, biết không? Sơn chủ, cái này, đây không phải trọng điểm. Ra mặt lắc một cái, Diễm Hoàng trở nên càng thêm khổ bức. Kỳ quái nhìn nàng một cái, người kia một mặt quái dị, đây không phải trọng điểm, cái gì là trọng điểm? Ta đều không muốn cầu nàng đối với con của ta có thật cảm tình, diễn cái kịch, lường gạt một chút người khác được thôi, cái này đều không đạt được. Người sư phụ này, nhiều năm như vậy là làm sao làm, liền cái đồ đệ đều không quản được. Không không không, Sơn chủ bất giận, nàng là đồ đệ của ta, quản giáo nhiều năm như vậy, ta đương nhiên biết rõ nàng bản tính, cũng dễ dàng dạy bảo, chỉ là cái gì, chỉ là cái tiền đề này là, nàng người đến tại a. Trong lòng nhịn không được run lên, người kia bỗng dưng chuyển một cái bài, nhìn về phía Diễm Hoàng, hoàn toàn ngây người, quét qua vừa mới bi thương, ngạc nhiên nói, người cái này có ý tứ gì, cái gì gọi là người đến tại a, chẳng lẽ nói. Cúi thật thấp đầu, Diễm Hoàng không dám đáp lời, chỉ có thể kiên trì chờ lấy lại bị phê bình. Chẳng lẽ nói, bọn họ không phải cảm tình nhạt nhẽo, mà chính là quá nồng nặc, biết Phong Nhi tin chết, nàng tự tử. Người kia não động mở rộng, nhất thời nghĩ tới chỗ này. Diễm Hoàng cũng là sững sờ, da mặt hung hăng rút rút. Tự tử, Khuynh Thành cùng nhi tử kia của ngươi mới nhận thức bao lâu, tuẫn cái gì tình. Ngươi đối ngươi nhi tử mị lực cũng quá đề cao đi. Bất quá, gặp Diễm Hoàng một mực không có trả lời, hắn còn tưởng rằng đoán đúng, tức bực dậm chân, càng là mắng to liên tục, ngươi a, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Ngươi đồ đệ, ngươi sao có thể không nhìn cho thật kỹ đâu. Nàng là chúng ta dưỡng 100 năm bảo bối, coi như nhi tử ta chết, nàng cũng không thể có bất kỳ sai lầm nào a. Ngươi cái này chết bà nương, nhanh bồi ta bảo bối. Nói, người kia đã là một phát bắt được Diễm Hoàng cái cổ, tức giận đến hai mắt dữ tợn. Hóa ra Sở Khuynh Thành mệnh, so hắn nhi tử mệnh chân quý hơn a. Sơn chủ, người nghe ta nói. Khuynh Thành nàng, không có việc gì. Phảng phất là trong cửa gạt ra thanh âm, Diễm Hoàng cắt khàn giọng nói. Không khỏi sững sờ, cái kia người mừng rỡ trong lòng, nắm thật chặt thiết chảo cũng dần dần buông ra, thở dài một hơi, vậy ngươi nói nàng người không tại. Ta còn tưởng rằng, nàng xác thực người không tại, bởi vì nàng bị người bắt đi. Ngay sau đó, Diễm Hoàng chặn lại nói. Nghe được lời này, người kia ra mặt lắc một cái, vừa mới chậm cùng khuôn mặt, lần nữa trầm xuống, cái kia thiết chảo lại siết chặt, nắm Diễm Hoàng cái cổ, mà lại lần này so với lần trước càng chặt rất nhiều. Khụ khụ khụ, hung hăng đánh lấy cái kia băng lãnh móng vuốt, Diễm Hoàng khô khốc một hồi ho khan, đều sắp không thở nổi, sơn chủ. Tha mạng a. Đáng chết xú bà nương, thành sự không có, bại sự có dư. Hung hăng nhìn chằm chằm nàng, người kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, con ta tại ngươi nơi đó xảy ra chuyện cũng liền thôi, liền dưỡng 100 năm bảo bối đều để ngươi cho mất. Ngươi nói, ngươi nên như thế nào bồi ta, hả? Chăm chú bưng bít lấy cổ, Diễm Hoàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lắp bắp nói, núi. Sơn chủ cho bẩm, Khuynh Thành tuy nhiên không tại. Nhưng tốt xấu không chết, tìm trở về không là được sao? Dù sao cũng so chết, vĩnh viễn không tìm về được tốt a. Hừ, tốt cái rắm. Đụng, một thanh lại đưa nàng ném ra, ngã trên mặt đất, người kia mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, cái kia Sở Khuynh Thành nếu là vì con ta tự tử, tốt xấu ta cũng có cái vui mừng. Hiện tại nàng không thấy, con ta cũng chết, không ngừng cả người cả của đều không còn, liền cảm tình ký thác đều không có. Ngươi có thể trải nghiệm ta trong lòng chênh lệch sao? Ngài không phải thực lợi chủ nghĩa người a, từ đâu tới cảm tình ký thác? Trong lòng một trận oán thầm, nhưng Diễm Hoàng lại không dám nói thế với, chỉ là khom người quỳ gối, nhìn Sơn chủ nén bi thương. Bớt nói nhiều lời, cuối cùng chuyện gì xảy ra, Khuynh Thành là làm sao ném, chân tướng, một năm một mười cho ta nói rõ, nếu không đầu người dâng lên, hừ. Hung hăng vung tay lên, cái kia người quát lớn nói. Hơi khẽ khom người, Diễm Hoàng lĩnh mệnh, sau đó liền đem Mạnh Hiểu Phong chiêu Trác Phàm đến đây cảnh cáo, lại bị Trác Phàm lấy bí văn áp chế một chuyện toàn bộ nói ra, về sau cái kia Trác Phàm đi không lâu, chúng ta phát hiện đệ tử trong tông bị người đánh bất tỉnh,
Khuynh Thành cũng bị bắt đi, sau đó thiếu chủ lòng căm phẫn phía dưới thì vội vàng đuổi theo. Ai ngờ cái này từ biệt nhất định thành vĩnh biệt, thiếu chủ thiên tư tung hoành, hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, cứ như vậy rời đi, thật là khiến người tiếc hận a. Ô ô ô. Tốt, đừng khóc. Diễm Hoàng che mặt thút thít, cái kia sơn chủ lại là hét lớn một tiếng lần nữa đánh gãy, quát mắng nói, nhi tử ta cái gì phẩm tính ta biết, cái nào dễ dàng như vậy lung lạc nhân tâm. Ngươi ở chỗ này khóc tang, còn không phải cho ta nhìn. Có chút xấu hổ xoa lau nước mắt, Diễm Hoàng không khỏi cười khan một tiếng, sơn chủ tuệ nhãn, bất qua thiếu chủ thực vẫn là có không ít khiến người ta kính phục chỗ, ha ha ha. Làm như không nghe thấy cái này mông ngựa chi ngôn, người kia chỉ là đôi mắt trầm thấp, tỉ mỉ suy nghĩ, người nói là cái này tất cả mọi thứ, đều là tại cái kia Trác Phàm đi vào trước sau đó phát sinh. Có thể hay không sự kiện này, thì cùng bọn hắn có quan hệ. Ách, không thể nào, chưa phát giác trì trệ, Diễm Hoàng suy nghĩ một chút, rực rỡ cười lắc đầu. Trong mắt tinh mang lóe lên, người kia hỏi lại, vì cái gì? Khởi bẩm sơn chủ, cái kia Trác Phàm là ma hoàng tay trái tay phải, mưu trí vô song, làm cho người khen phục. Nhưng là luận đến thực lực, thật sự là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, bất quá đoán cốt cảnh mà thôi, không có việc gì là không được. Nếu không phải hắn địa vị cao thượng, bên người có một đám người bảo hộ lời nói, sớm đã bị người chặt thành toái phiến. Thiếu chủ thế nhưng là thánh giả, hắn chết sao có thể cùng cái kia con kiến hôi có quan hệ đâu. Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng a. Cái kia, bên cạnh hắn người đâu? Ánh mắt nhẹ nhàng xuyệt híp mắt, cái kia sơn chủ tiếp tục hỏi thăm. Nghĩ một lát, Diễm Hoàng vẫn như cũ lắc đầu, sơn chủ loại bỏ, bọn họ toàn bộ lạc ra, đều là tìm nơi nương tựa ma hoàng, trong thủ hạ có thể có cái gì cường giả. Như thế nào đi nữa cũng tất cả đều tại ma hoàng triệu thành trở xuống. Thế nhưng là cái kia bắt đi Khuynh Thành người, vừa ra tay như phong lôi chi nhanh chóng, sư muội ta Mai Tam cô liền phản ứng cơ hội đều không có, liền bị đối phương chế trụ đánh bất tỉnh. Phần này thực lực, mảy may không kém bát hoàng, lại làm sao có thể là cái kia khuất phục ma hoàng lạc ra gây nên đâu. Mà lại, hơn nữa lúc ấy ta tại trong tông, lung lay nhìn thấy thiếu chủ sử xuất Thánh Sơn, nhưng là tại chúng ta đuổi đi đâu về sau, lại là hoàn toàn không thấy đối phương bóng dáng. Cái này chỉ có thể nói rõ, người kia đánh với thiếu chủ một trận, ngay tại trong chốc lát. Sơn chủ có thể nghĩ một chút, có thể trong nháy mắt miểu sát thiếu chủ, chỉ có thánh giả a, lại làm sao có thể là bát hoàng trong lĩnh vực người đâu. Nghe được lời này, cái kia sơn chủ khẽ gật đầu, đúng vậy a, người nói hết thảy đều hợp tình hợp lý, phân tích cũng không tệ. Thế nhưng là, đến tột cùng là ai làm đến đâu? Có thể đem Phong Nhi một chiêu miểu sát, tối thiểu thánh giả trung kỳ cao thủ. Hoặc là, không thể nào. Sơn chủ, ngài nghĩ đến cái gì sao? Có thực lực như thế, còn có một cái thế lực, cũng là Long tộc thánh giả. Ánh mắt hơi hơi suýt híp mắt một chút, sơn chủ lẩm bẩm nói, chỉ là thất thánh sơn cùng Long tộc tuy có oán phẫn, nhưng đã bao nhiêu năm không có giao thủ, mọi người tận lực tránh cho ma sát, bọn họ như thế nào lại đối nhi tử ta động thủ. Cũng hứa thiếu chủ tâm cao khí ngạo, trêu chọc bọn hắn đây. Không có khả năng. Ta cảnh cáo qua hắn, gây ai cũng chớ chọc cái kia đám xúc sinh. Nghe đến Diễm Hoàng lầm bầm, cái kia sơn chủ đối xử lạnh nhạt nhìn nàng một cái, tiếp lấy vừa nghi nói, nếu không phải Long tộc lời nói, cũng là hắn thánh sơn, hoặc là nhàn tản thánh giả. Chẳng lẽ nói, Sở Khuynh Thành bí mật bị người biết được, mới rước lấy người khác cướp đoạt. Lời vừa nói ra, hai người liếc nhìn nhau, đều có chút tán đồng gật đầu. Trước mắt đến xem, khả năng này tối cao. Tuy nhiên Trác Phàm cướp người động cơ mạnh nhất, nhưng hắn không có bản sự này a, cho nên hai người liền đem hắn tùy tiện bài trừ. Như vậy sau đó sự tình, thì trở nên càng thêm phức tạp, nhiều cao thủ như vậy thế lực, ai mới là lần này tránh thức hậu trường hắc thủ đâu. Bọn họ đã tin tưởng, Mạnh Hiểu Phong chết, tuyệt đối cùng Sở Khuynh Thành bị bắt có quan hệ. Đối phương khẳng định là bị Mạnh Hiểu Phong phát hiện bí mật, cho nên mới giết người diệt khẩu. Phong Nhi. Ta tuyệt đối sẽ tìm ra giết người hung thủ, đem Sở Khuynh Thành bảo bối này cướp về. Song đồng hung hăng ngưng tụ, sơn chủ cắn răng thề. Diễm Hoàng gặp, lại sâu xa nói, vậy bây giờ đã cái này bí mật đã bị hắn thế lực thu hoạch được, Trác Phàm đối với chúng ta áp chế, còn có tác dụng sao? Có tác dụng. Liếc mắt liếc một cái nàng, sơn chủ nhẹ hừ một tiếng, thản nhiên nói, chỉ muốn bí mật này, không phải tất cả mọi người biết bí mật, nó thì có tác dụng.
không có người sẽ cùng người khác chia sẻ bí mật này, chúng ta không biết, những cái kia bắt đi Sở Khuynh Thành người cũng không hội sợ bằng vào chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường, đem Sở Khuynh Thành cướp về, vững vàng giữ tại trong tay chúng ta mới được. Không sai gật đầu, Diễm Hoàng lại nói, như vậy. Còn để hắn như thế làm sằng làm bậy xuống dưới. Không quan trọng, không phải liền là đoạt địa bàn nhi sao. Tuy nhiên cứ như vậy, có thể sẽ để đi xuống những cái kia Thánh Sơn đệ tử tiếp một cái cục diện rối rắm, nhưng chỉ cần hắn có thể giữ kín như bưng, ta mặc cho hắn hổ nháo cũng được. Khinh thường bĩu môi, Sơn chủ từ chối cho ý kiến, lần này thất Thánh Sơn liên danh hành động, nói trắng ra cũng là đám kia lão đầu tử lo lắng trăm năm trước dị tượng, hội là cường giả xuất thế dị triệu, lo lắng cho mình thất Thánh Sơn địa vị hội bị dao động, cho nên mới bắt đầu vững bước nắm chặt tư nguyên quyền khai thác lực, để mà lũng đoạn cao thủ tầng thứ. Liền xem như lại yêu nghiệt thiên tài, thượng cổ thập đế như thế tuyệt thế tồn tại, muốn nếu không có tài nguyên tu luyện thì tấn thăng thánh giả hàng ngũ. Quả thực nói chuyện viển vông, hừ. Cảm thấy run lên, Diễm Hoàng khẽ gật đầu. Đây hết thảy thật đúng là bị tiểu tử kia nói trúng, Thánh Sơn thật là muốn lũng đoạn cao tầng tu giả. Cứ như vậy, về sau hạ tầng tu giả thì lại không ngày nổi danh. Ai? Cùng một thời gian, Trác Phàm cũng yên ổn trở lại Thiên Ma Sơn phía trên. Có thể là vừa vặn đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy một đám áo đen thị vệ mặt mũi tràn đầy lo lắng ở nơi đó chờ lấy. Chào đón đến Trác Phàm về sau, mới đuổi bước lên phía trước, khom người cúi đầu, Trác quản gia, ngài rốt cục trở về. Thế nào, đều tụ ở chỗ này làm gì? Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm nghi nói. Liếc nhìn nhau, mọi người hiển thị rõ lo lắng, sau đó một tên đại biểu đuổi vội vàng khom người, Trác quản gia có chỗ không biết. Gần nhất chúng ta đối ưng hoàng hai người lãnh địa thế công, một mực rất thuận lợi. Nhưng là hiện tại, cái kia nhị hoàng đã ra mặt, chúng ta người đều đánh không lại bọn hắn a. Cho nên tiền tuyến truyền về cấp báo, muốn mời ma hoàng đại nhân ra mặt ứng đối. Có thể đại nhân hắn một mực bế quan không thấy, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Tiếp tục như vậy nữa, tiền tuyến thương vong thảm trọng, cũng đánh không lại cái kia nhị hoàng thần uy a. Hả, dạng này a. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm không sai cười cười, các ngươi yên tâm đi, ta đi gặp ma hoàng đại nhân, khuyên hắn xuất chiến. Vừa dứt lời, Trác Phàm liền tại mọi người liên tiếp cảm kích bái tạ dưới, đi vào hậu viện ngoài mật thất, hơi hơi đẩy đẩy quyền đạo, ma hoàng đại nhân, tại hạ có việc bẩm báo. Ầm ầm, cẩn trọng cửa đá nhất thời mở ra, Trác Phàm thẳng đi vào, lại chính gặp cái kia mặt mũi tràn đầy hắc khí, trong mắt sát ý hiển thị rõ Triệu Thành. Chính hung hăng nhìn hắn chằm chằm, cũng không còn trước kia anh vĩ. Ta tài liệu luyện công đây, đưa tới không có. Từng ngụm thở hổn hển, ma hoàng một mặt đói khát nói. Mỉm cười, Trác Phàm không để bụng, ma hoàng đại nhân, chỉ sợ ngài tài liệu luyện công đưa không đến. Cái gì, vì cái gì? Gần đây ưng hoàng quỷ hoàng hai người xuất chiến, chúng ta chiến sự bị ngăn trở, bắt không được tù binh liền không có tài liệu luyện công. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, Triệu Thành hung hăng vỗ giường đá, đem chọn cái đầu giường đều đập thành phấn vụn, mắng to lên tiếng, quả thực buồn cười, hai cái này lão già kia, ngại ta chuyện tốt, lão tử sẽ không bỏ qua bọn họ. Tiền tuyến đến báo, thỉnh cầu ma hoàng đại nhân xuất chiến, đem cái kia nhị hoàng diệt trừ. Mà lại, bát hoàng công lực thâm hậu, dùng bọn họ thân thể đến luyện công, tất nhiên nâng cao một bước. Lạnh lùng nhìn lấy hắn, Trác Phàm nhếch miệng cười nói. Trong mắt nhất thời lóe qua một đạo điên hồng mang, Triệu Thành không cần nghĩ ngợi, bỗng dưng cười to lên, ha ha ha. Tốt, đem bọn hắn đều hút, ta thì có thể đột phá thánh giả. Vừa dứt lời, Triệu Thành đã là mạnh mẽ thực sự chân, hưu một tiếng, liền từ Trác Phàm bên người lướt qua, thẳng hướng 9 ngày bay đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Nhìn lấy cái kia xa xa biến mất bóng lưng, Lệ Kinh Thiên đem Sở Khuynh Thành đưa về Lạc Gia về sau, lại trở lại Trác Phàm bên người. Ngạc nhiên nói, Trác quản gia, ngươi để hắn luyện cái gì công, làm sao bây giờ điên điên khùng khùng, không giống nhân dạng. Điên là lòng hắn, cùng công pháp có dám quan hệ. Chưa phát giác suy cười một tiếng, Trác Phàm thật dài phun ra một ngụm chọc khí, lộ ra tà dị tiếu dung, cái này ma hoàng xuất động, một đám chó điên rốt cục muốn cắn, thì cùng năm đó Thiên Ma Sơn một dạng, ha ha ha. Trác quản gia, chúng ta lúc nào động thủ? Lúc này... Lệ Kinh Thiên lại xoa xoa bàn tay, một mặt mong đợi nói, ngài là không biết, gần nhất các huynh đệ đều ngứa tay vô cùng. Ưng hoàng xuất thủ về sau,
rất nhiều người đều hận không thể đi lên lãnh giáo một chút cái này bát hoàng thực lực, chỉ là không có ngài mệnh lệnh, không dám tùy ý xuất thủ. Không phải vậy, chúng ta Lạc gia quân xuất động, Ưng Hoàng cùng Quỷ Hoàng địa bàn sớm bị chúng ta cầm xuống, hắc hắc hắc. Nhìn các ngươi cái kia chút tiền đồ. Hung hăng nguyết hắn một cái, Trác Phàm trong mắt lóe lên nói đạo tinh mang, Lạc gia cao thủ, là muốn cùng Thánh Sơn khai chiến, trước đó, tuyệt không thể tùy tiện rơi vào bất luận kẻ nào tầm mắt. Nếu không mà nói, có Thánh Sơn trợ trận bát hoàng, chúng ta sẽ rất khó tùy tiện cầm xuống mảnh này từ thánh vực hạ tầng cao thủ chỗ cộng đồng thủ hộ khu vực. Rầm rầm rầm, từng tiếng bạo hưởng liên tiếp, ưng gáy chói tai, quỷ ảnh gào thét. Tại Ưng Hoàng cùng Quỷ Hoàng hai người liên thủ phản kích dưới, trước kia bị Ma Hoàng đại quân từng bước xâm chiếm song phương lãnh địa, cũng tại cái này liên quân hợp lực phản công bên trong nháy mắt bị đẩy trở về. Mà lại, còn bị người ta phản cầm 5 tòa thành trì. Cái này tất cả mọi thứ, đều là bởi vì Quỷ Hoàng hoàn toàn bỏ xuống lãnh địa mình, mang theo còn sót lại nhân mã tránh thức cùng Ưng Hoàng sát nhập. Tuy nhiên đi qua lần trước đại chiến, hai người bọn họ sở thuộc đều là tàn binh bại tướng, nhưng liên thủ lại, uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Huống chi đây là từ hai vị bát hoàng, chỉ huy phản công đâu. Trong tai nghe lấy cái kia đạo đạo kêu cha gọi mẹ kêu thảm, Ưng Hoàng chân đạp thần ưng, một ngựa đi đầu, hướng về một bên Quỷ Hoàng đẩy đẩy quyền, cười nói, Quỷ huynh, khó được ngươi lần này có thể để xuống chính mình địa bàn không để ý, trước tới giúp ta, vô cùng cảm kích. Ưng huynh khách khí, đã chúng ta một cây chẳng chống vững nhà, cũng chỉ có bện thành một sợi dây thừng, toàn lực ứng phó. Đợi đem Ma Hoàng tất cả lĩnh vực đánh hạ, chúng ta lại phân mà ngón trỏ chi, há không tốt hơn. Ngắn hạn tổn thất, không quan trọng. Bên người từng mảnh màu xám tầng mây bao phủ, Quỷ Hoàng không khỏi cười lớn một tiếng, không chút phật lòng, Ưng Hoàng nghe đến, cũng là tán đồng địa gật gật đầu, Quỷ huynh ánh mắt độc đáo, tại hạ bội phục. Chúng ta nhị hoàng hợp lực, coi như hắn Ma Hoàng đích thân đến, cũng không làm gì được chúng ta. Mà lại, lần này ta cùng hắn các hoàng đô đánh tốt bắt chuyện, sẽ không đi như lần trước một dạng, bị bọn họ tìm tới viện quân. Đúng, lần trước cũng là cái kia Trác Phàm từ đó cản trở. Lần này chúng ta chia cắt Ma Hoàng địa bàn về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn cái kia quân sư quạt mó giết chết, nếu không nói không chừng ngày sau còn có cái gì yêu thiêu thân. Trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý, Quỷ Hoàng trầm thấp tiếng nói. Ưng Hoàng cũng là ngăn không được gật đầu, khóe miệng xẹt qua một đạo tà tiếu. Tiểu tử kia xác thực giàu hoạt, để hắn lưu tại Ma Hoàng thân thể một bên Đông Sơn tái khởi, thực sự không yên lòng. Đụng! Nghĩ như vậy, Ưng Hoàng hai người đạp lên khắp nơi thi hài, đã là mang theo đại quân đi vào một cái nguy nga trước cửa thành, hai người cùng nhau vung tay lên, trước mặt đại trận cùng toàn bộ cổng thành liền tại một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang bên trong nổ tung lên. Hai người liếc nhìn nhau, đều là lộ ra nụ cười đắc ý. Cứ như vậy, Ma Hoàng thứ 6 tòa thành trì liền cầm xuống, vẫn chưa tới một ngày, thật nhanh a, ha ha ha. Hiu! Thế mà, đúng lúc này, tiếng xé gió lên. Một cỗ mang theo cực kỳ khí tức tà ác cường hãn uy áp, đột ngột hướng mọi người tiến tới gần. Những cái kia vừa muốn hướng trong thành phóng đi liên quân, chợt khí tức trì trệ, lại là hai chân mềm nhũn, không hiểu có loại tim đập nhanh cảm giác, không còn dám trước. Mi mắt nhìn không được lắc một cái, Quỷ Hoàng quay đầu nhìn Ưng Hoàng liếc một chút, trong mắt đều là khó có thể tin kỳ dị cái này. Đây là Ma Hoàng khí tức. Không thể nào, mới bao lâu không gặp. Khí thế của hắn sao sẽ trở nên như thế âm trầm cường hãn? Mí mắt liên tục nhảy hai lần, Ưng Hoàng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn lại cẩn thận phân biệt, cái kia đạo khủng bố uy áp đã là càng ngày càng tiếp cận, cường đại áp bách lực cũng là khiến đến hai người bọn họ tâm ngăn không được vì sợ mà tâm rung động động. Đồng thời, cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ồn ào thanh âm, đột nhiên mà vang vọng ở chỗ này tất cả mọi người bên tai trước, ha ha ha. Ưng Hoàng, Quỷ Hoàng, hai người các ngươi lão quỷ, thật đúng là dám ngăn trở đại sự của ta, toàn diện nạp mạng đi đi. Thật sự là Ma Hoàng. Nhìn không được đại kêu ra tiếng, hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại chính gặp một đạo tóc tai bù xù, toàn thân bốc lên nồng đậm hắc khí người quỷ dị ảnh, giống như điên, bỗng nhiên hướng hai người bọn họ xông lại, nhất thời đem bọn hắn dọa đến giật mình, hắn làm sao biến thành bộ dáng như vậy. Bất quá, giờ này khắc này, bọn họ cũng không đoái hoài tới ngạc nhiên,
bởi vì Triệu Thành nhất trưởng đã là không chút do dự nhất trưởng hướng bọn họ đánh tới, thiên ma trưởng. Bá bá bá. Vừa dứt lời, đầy trời bay tán loạn đen nhánh trưởng ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, có tới hơn ngàn nhiều, phảng phất là 9 ngày nện xuống thiên thạch giống như, rầm 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 hướng khắp nơi đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt, những liên quân kia còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đã là tại từng tiếng trong tiếng kêu thảm, tứ phân ngũ liệt, chết không toàn thây. Phi ưng lược không, quỷ ảnh già thiên, ưng hoàng hai người gặp này, cũng là vạn vạn không dám thất lễ, cảm thấy hét lớn một tiếng, cùng nhau ra chiêu. Một chỗ, nhưng gặp từng cái phi ưng gào thét, tràn ngập thương khung, quỷ ảnh tung bay, thần hồn nát thần tính. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng có mấy trăm chi chúng, không có không chỉ trệ địa thì đụng vào những cái kia bàn tay lớn màu đen. Thế nhưng là, tại từng đạo bạo hưởng bên trong, bọn họ chiêu số lại là đều bị bàn tay khổng lồ kia vỗ mà tán. Hai người cũng là thân thể bỗng nhiên lắc một cái, bị cái kia lực phản chấn động đến thẳng tắp hướng về sau bay rớt ra ngoài, đợi dừng thân, đã là cổ họng ngòn ngọt, phốc một tiếng, liền nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi tới. Nhìn về phía trước cái kia giống như người điên Triệu Thành ánh mắt, cũng đầy là vẻ sợ hãi. Cái này, làm sao có thể? Liếc nhìn nhau, hai người miệng mở lớn, đều có thể bỏ vào 10 quả trứng vịt đi, lấy một địch hai, hắn thế mà dễ dàng như vậy thì áp chế chúng ta. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Công lực của hắn không nên mạnh như vậy à? Toàn thân hắc khí càng thêm mãnh liệt, Triệu Thành thấy mình chỉ là hơi vừa ra tay, liền đem trước kia còn kiêng kỵ ba phần nhị hoàng đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Trong mắt vẻ hưng phấn càng là khó tự kiềm chế, nhịn không được cười to lên, ha ha ha. Hai cái lão già kia, hiện tại các ngươi biết ta ma hoàng Triệu Thành lợi hại à, sang năm hôm nay, thì là các ngươi tử tế, chịu chết đi. Bạch, một đạo gào thét, Triệu Thành lần nữa hướng hai người phóng đi. Ma hoàng, người chớ có ngông cuồng, đều là bát hoàng, muốn lấy lực lượng một người cầm xuống hai người chúng ta. Hừ hừ, người còn không có tư cách kia. Ngươi cho rằng ngươi là sư phụ ngươi Trác Nhất Phàm, lúc trước bát hoàng đứng đầu sao? Xùy cười một tiếng, ưng hoàng hai người tuy nhiên cảm thấy hoảng sợ, nhưng còn chưa tới nhận sợ cấp độ, ấn quyết trong tay vừa bấm, nhưng gặp hai đạo kim mang từ trên người bọn họ bay ra, một cái 100 trượng kim ưng cùng một đạo cao mấy chục trượng kim sắc quỷ diện liền đột ngột đến xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại là hai người đem chính mình hoàng cực thiên ấn phóng xuất, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Khóe miệng tà dị càng liệt càng lớn, Triệu Thành không khỏi cười lớn một tiếng, ngông cuồng hiển thị rõ, sư phụ ta năm đó là bát hoàng đứng đầu, bây giờ ta Triệu Thành một dạng có thể làm đến, mà lại, ta sẽ làm được càng tốt hơn, siêu việt địa vị hắn. Từ nay về sau, mọi người nâng lên mạnh nhất ma hoàng, không phải cái kia Trác Nhất Phàm, mà là ta ma hoàng Triệu Thành, ha ha ha. Hiu, hét dài một tiếng, Triệu Thành cũng là thân thể lắc một cái. Một đầu tản ra một chút ánh vàng hắc long liền trong nháy mắt bay thẳng 9 ngày. Mà lại cái kia hắc long cùng trước kia khác biệt, trên thân trừ ánh vàng, càng quỷ dị lại là trở thành tà mị màu đen, khiến người ta thấy một lần, liền ngăn không được trong lòng run rẩy. Chuyện gì xảy ra, hắn hoàng cực thiên ấn dường như trước kia có chỗ khác nhau, càng hắc khí kia, để người trong lòng bất an. Mi mắt lắc một cái, ưng hoàng quay đầu nhìn về phía quỷ hoàng, trên mặt thần sắc lo lắng. Chăm chú khẽ cắn môi, quỷ hoàng hung ác nói, hiện tại chú ý chẳng phải nhiều a, mặc kệ hắn hoàng cực thiên ấn đến tột cùng ra biến hóa gì, chúng ta đều muốn hủy nó, hừ. Nói xong, quỷ hoàng một kết ấn quyết, quỷ kia mặt liền gào thét một tiếng, hướng hắc long phóng đi. Ưng hoàng gặp này, cũng là cắn răng một cái, chỉ huy phi ưng đi sát đằng sau, chỉ là sát cái kia công phu, ba đạo bát hoàng cao thủ hoàng cực thiên ấn liền hung hăng đụng vào nhau. Đụng. Trong điện quang hỏa thạch, một tiếng vang thật lớn mãnh liệt phát ra, chấn nhiếp thiên địa. Ưng hoàng hai người chợt cảm thấy một cỗ đại lực thẳng chạy lên não, phốc phốc hai tiếng, hai đạo huyết tiễn đã là trong nháy mắt phun phun ra, đăng 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 địa lui về phía sau thất bước, mới đặt mông ngã ngồi xuống, sắc mặt trắng như giấy tuyên thành. Làm sao có thể? Trong mắt hung hăng co lại, hai người cái này mới chính thức kinh hãi. Làm sao liền hắn hoàng cực thiên ấn đều cứng như vậy? Hai người bọn họ hai đạo hoàng ấn đi đụng, đều đụng không qua. Còn đem chính mình làm trọng thương. Dương mắt nhìn lên, quả nhiên, hai người bọn họ phi ưng cùng quỷ diện, cũng là ngã lộn nhào hướng về sau bay đi. Hai người tâm, cũng tại ngăn không được chìm xuống.
Lần này Triệu Thành lại ra mặt, thực sự để bọn hắn quá sợ hãi. Tuy nhiên đều là bát hoàng, nhưng cái này thực lực sai biệt, quả thực không thể tính theo lẽ thường. Chẳng lẽ nói, hắn đã thật đạt tới năm đó, sư phụ hắn chắc nhất phàm trình độ. 3. Thế mà, còn không đợi bọn hắn xác định trong lòng nghi hoặc, một đạo thanh thúy tiếng vang phát ra, hai người bọn họ thân thể lại là cùng nhau lắc một cái, một trái tim cũng giống như bị bắt lại bỗng dưng siết chặt, giống như mệnh môn bị người ta tóm lấy đồng dạng. Mí mắt ngăn không được liên tục vượt, hai người lần nữa ngẩng đầu mới thình lình phát hiện, chẳng biết lúc nào, bọn họ cái kia một mực hướng về sau bay ngược hoàng ấn, đã bị một đầu đen nhánh cái đuôi hung hăng quấn cùng một chỗ, rốt cuộc không thể động đậy. Mà đầu kia cái đuôi chủ nhân, cũng là đầu kia hắc long, Triệu Thành chỗ ngưng tụ hoàng ấn không thể nghi ngờ. Ma hoàng, người muốn làm gì? Cảm thấy chấn động, Ưng Hoàng hoảng hốt, vội vàng uống kêu đi ra. Hoàng ấn chính là mình thần hồn biến thành, tuy nhiên cường đại, nhưng vạn không thể có mảy may sơ suất. Lúc này chính mình hoàng ấn bị đối phương bắt lấy, lại là nhất thời làm hai người bất an. Bất quá, mặc kệ hai người như thế nào kết động ấn quyết, cái kia phi ưng cùng quỷ diện cũng là dãy giụa như thế nào không ngừng, nhưng như cũng khó có thể tránh thoát na long đuôi mảy may. Trong lúc nhất thời, Ưng Hoàng hai người trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, một trái tim cũng hung hăng nắm lại đến, rung động không thôi. Giống. Một tiếng long ngâm, cái kia hắc long lại chuyển vài vòng, đem phi ưng cùng quỷ diện quấn càng chặt hơn, ta dị song đồng nhìn về phía hai đạo hoàng ấn cũng là tràn ngập trần trụi dục vọng, cùng chủ nhân hắn đồng dạng. Chỉ bất quá, Triệu Thành ánh mắt, tại trong dục vọng, càng nhiều lại là điên cuồng. Muốn làm gì, hắc hắc hắc. Tà dị mà nhìn xem hai người, Triệu Thành không nhịn được chà chà khóe miệng ngụm nước, si ngốc cười nói, hai cái lão già kia, dám ngăn trở ta thu thập tài liệu luyện công. Đã như vậy lời nói, các ngươi coi như ta tài liệu luyện công tốt. Bát Hoàng A, các ngươi công lực đối với ta nhất định đại bổ, ha ha ha. Không biết hắn đang nói cái gì, nhưng là từ cái kia điên cuồng ánh mắt bên trong, trong lòng hai người cũng là không lý do địa phát lên hoảng sợ. Ưng Hoàng càng là nhịn không được hét lớn lên tiếng, Ma Hoàng, ngươi chớ làm loạn, cái này tất cả mọi chuyện có thể đều là ngươi bốc lên đến, chúng ta bất quá thích hợp tự vệ thôi, nếu không chúng ta cùng nói đi. Vài ngày trước Thánh Sơn thế nhưng là vừa truyền đến tin tức, để cho chúng ta ổn định chút, gần nhất phải có người thay thế Bát Hoàng, ngươi sẽ không phải muốn ở thời điểm này nháo sự, bị người thay thế thay đi. Thánh Sơn, lông mày nhíu lại. Triệu Thành bỗng dưng cười ha hả, Thánh Sơn tính toán cái quái gì? Đợi ta thần công đại thành, ta sẽ đem bọn hắn để vào mắt. Muốn cho người thay thế ta? Hừ hừ, rất nhanh ta sẽ để những cái kia cao cao tại thượng các lão đầu tử, toàn đều cho ta lăn xuống tới. Bọn họ tại ta trong mắt, cái rắm cũng không bằng, ha ha ha. Điên! Nghe được lời này, hai người quả thực khó mà tin được, cái này Ma Hoàng lại dám như thế cuồng vọng tự đại. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng cũng là như uống say điên điên khùng khùng. Liếc nhìn nhau, hai người cảm thấy nhất định, lần nữa kết động ấn quyết. Ưng lông nhẹ nhàng, quỷ ảnh bay tán loạn. Hai người thấp giọng thì thào, cái kia to lớn kim ưng liền một trận hào quang tỏa sáng, bỗng dưng hóa thành từng mảnh kim sắc lông vũ, như cùng một con mũi tên giống như, trong nháy mắt tứ tán bay tán loạn. Con quỷ kia mặt cũng là từng tiếng gào thét vang lên. Từng đạo màu xám tàn ảnh theo quỷ diện lỗ thủng bên trong hướng chung quanh bay đi. Mà theo đây hết thảy phát sinh, cái kia to lớn thân ưng cùng quỷ diện, cũng là dần dần thu nhỏ, thân hình cũng bắt đầu hư huyễn, dường như biến mất đồng dạng. Lại là hai người đem hoàng ấn chia thành tốp nhỏ, đào thoát chi pháp. Trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo tinh mang, Triệu Thành cười lạnh, khinh thường bĩu môi, hừ, tại trước mắt ta đùa nghịch loại này trò vặt, các ngươi tìm nhầm người. Ma Long thôn thiên, song đồng ngưng tụ, Triệu Thành trong tay cũng là nhất thời đánh ra tầng tầng ấn quyết. Sau một khắc, nhưng nghe cái kia hắc long rít lên một tiếng, liền hô một tiếng hóa thành một đoàn hắc khí, tựa như một cái ác ma bỗng nhiên mở ra miệng lớn, trong nháy mắt liền đem những cái kia tứ tán kim vũ cùng bóng xám lần nữa thôn phệ đi vào. Ách, thân thể không khỏi trì trệ, Ưng Hoàng hai người sắc mặt đều dị thường khó coi. Còn tưởng rằng tinh thần hắn thất thường. Bọn họ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đào thoát đây, không có nghĩ rằng lại bị hắn khóa vào đi. Nhìn lấy cái kia như một cái viên cầu giống như hắc khí lượn lờ, phảng phất lồng giam đồ vật, hai người lẫn nhau đối thủ liếc một chút, sắc mặt càng thêm trở nên nặng nề. Tà tà cười cười, Triệu Thành chăm chú nhìn bọn họ,
lộ ra trêu chọc chi sắc, ưng hoàng, quỷ hoàng, các ngươi cái này hai cái lão gia hỏa đã không phải là đối thủ của ta, lại giãy giụa cũng vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn làm ta thức ăn gia súc đi. Đợi bản đế đạp vào đế cảnh thời khắc, cũng coi như các ngươi một phần công lao, ha ha ha. Âm Minh Quyết. Vừa dứt lời, Triệu Thành hét lớn một tiếng, lần nữa trong tay kết ấn. Chỉ một thoáng, ào 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 hắc khí đột ngột đến tràn ngập toàn bộ bầu trời, riêng là cái kia hắc khí, càng là đen nhánh đến giống như đêm mặc. Ưng hoàng hai người, thì là ngăn không được thân thể lắc một cái, toàn thân không ngừng co rút lên. Cái này, đây là có chuyện gì, vì sao chúng ta cảm thấy như thế suy yếu thống khổ? Hắn tại đụng đến bọn ta hoàng ấn. Da mặt hung hăng lay động, quỷ hoàng hung hăng nhìn chăm chú về phía Triệu Thành, mắng to lên tiếng, ma hoàng, người đến tột cùng tại đối với chúng ta hoàng ấn làm cái gì? Hơi hơi nhún nhún vai, Triệu Thành cười nhạo nói, không có gì, bất quá đang hấp thu các ngươi hoàng ấn năng lượng thôi. Chờ hút xong, các ngươi hoàng ấn cũng nên tán. Đồng dạng, các ngươi cũng không có khí, khặc khặc khặc. Nhịn không được giật nảy cả mình, ưng hoàng hai người càng thêm kinh khủng, hai tay run run liên tục kết ấn, muốn chỉ huy chính mình hoàng ấn xông ra cái kia khủng bố địa phương, lại là vô luận như thế nào đều không có cách nào. Dù sao, bọn họ hiện tại lực lượng từng bước một yếu bớt, mà Triệu Thành lại quá mạnh, bọn họ đã là đợi làm thịt cừu non, lại không hồi thiên chi lực. Bịch bịch, hai tiếng nhẹ vang lên, hai người từng cái đổ vào băng lãnh trên mặt đất, toàn thân co rúm lại run rẩy, sinh mệnh lực tại kịch liệt sói mòn, sắc mặt cũng đang từng bước trắng bệch đi xuống. Triệu Thành nhìn lấy đây hết thảy, cảm thụ lấy thể nội lực lượng mãnh liệt chi thế bổ sung, khóe miệng cuối cùng lộ ra tùy tiện nụ cười, một mặt hưởng thụ địa nhắm lại hai con ngươi. Không hổ là đế cảnh cao thủ công pháp, quả nhiên thần kỳ bá đạo. Chỉ cần bản hoàng tiếp tục không ngừng tu luyện, không ra bao nhiêu ngày, liền có thể nhất thống thánh vực, ha ha ha. Tức, thế mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một tiếng bén nhọn kêu to vang lên, trên 9 tầng trời, một đạo màu nâu bóng người lại là bỗng dưng lóe hiện ra, phốc một tiếng liền hung hăng đụng vào cái kia hắc cầu phía trên, nhất thời liền phá tan một vài 10 trượng bán kính hang lớn. Thân thể lắc một cái, Triệu Thành còn không có kịp phản ứng, cái kia đạo màu nâu bóng người đã là lại một cái lấp lóe, bay ra ngoài, lại là một cái màu nâu cự ưng. Nó cự chảo phía dưới còn đang nắm hai cái kim sắc quang ảnh, một con kia quỷ diệt, một cái kim ưng, lại không phải ưng hoàng hai nhân hoàng ấn, lại là vật gì? Bảo bối tốt, làm được tốt. Hoàng ấn giải phóng, ưng hoàng hai người thân thể một đến đầy ánh sáng, tuy nhiên còn có chút suy yếu, nhưng đã có thể đứng lên. Đợi nhìn thấy cái kia màu nâu phi ưng bóng người, ưng hoàng càng là nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Quỷ hoàng cũng là hai mắt tỏa sáng, khí tức nói, đó là ngươi dưỡng linh sủng sao. Thật sự là tới quá kịp thời. Nói vớ vẩn nói ít, vội vàng đem hoàng ấn thu hồi đi. Không có trả lời, ưng hoàng chỉ là vội vàng kết ấn, quỷ hoàng gặp này, cũng là không cần phải nhiều lời nữa, đồng dạng kết ấn. Vù vù. Trong chốc lát. Hai đạo hoàng ấn nhất thời hóa thành hai đạo kim quang, trở lại trong cơ thể của bọn họ. Từ đó, bọn họ cũng cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, an tâm. Sắc mặt trầm xuống, Triệu Thành chợt cảm thấy giận dữ, nhìn lấy cái kia làm xong việc nhi liền cấp tốc bay khỏi chạy tứ tán cự ưng, trong mắt sát ý lóe lên, nhất trưởng đánh ra, đáng chết xúc sinh, xấu ta chuyện tốt, muốn chết. Thiên ma trưởng, oanh, dài chừng 10 trưởng cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Cái kia cự ưng giật mình, vừa muốn một cái vung đuôi, thay đổi thân hình chạy trốn, lại là đã muộn. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt công phu, bàn tay khổng lồ kia liền đã bắt lấy nó cái kia khổng lồ thân hình, sau đó nói hắc khí lưu chuyển, tại ưng hoàng hai người cái kia kinh khủng ánh mắt bên trong nháy mắt hóa thành một mảnh biết bay, biến mất không thấy gì nữa. T. Ngăn không được hít sâu một hơi, hai người lưng vù vù bốc lên khí lạnh, khó có thể tin. Cái này ma hoàng đến tột cùng từ chỗ nào học được cái này tà môn công phu, quá kinh khủng đi. Đem cái kia hắc long gọi trở về thể nội, Triệu Thành lại quay đầu nhìn về phía hai người, tà thiếu liên tục, vừa mới có chỉ xúc sinh cứu các ngươi nhất mệnh, nhưng cũng tiếc các ngươi không có cơ hội thứ hai, hừ hừ hừ. Cười lạnh một tiếng, Triệu Thành mạnh mẽ dậm chân, bỗng nhiên hướng hai người phóng đi. Thấy tình cảnh này, hai người cũng không dám lại địch, cơ hồ là không hẹn mà cùng. Bọn họ hết sức ăn ý một bước cước bộ, liền xoay người co cẳng mà chạy, tốc độ quá nhanh, có thể xưng bình sinh chỉ có.
cái này ma hoàng là cắn thuốc a, làm sao lại bỗng nhiên trở nên biến thái như vậy đâu. Cái này thời điểm, mình đánh thì đánh bất quá, chỉ có thể trốn. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn chạy ra bao xa, hưu một tiếng, tiếng xé gió lên, cái kia thân ảnh quen thuộc đã là trong nháy mắt đi vào phía sau bọn họ, nhất trưởng đánh ra, ha ha ha. Lấy các ngươi tốc độ, còn muốn theo bản hoàng trong tay đào thoát. Quả thực nói chuyện viển vông, ha ha ha. Tốc độ của hắn làm sao cũng nhanh như vậy, như trước kia tưởng như hai người a. Trong mắt ngăn không được lắc một cái, ưng hoàng không khỏi kêu lên sợ hãi. Quỷ hoàng hai đôi mắt xem xét xung quanh, nhìn ưng hoàng liếc một chút, bỗng nhiên nhất trưởng đánh ra, chính bên trong ưng hoàng đầu vai, xin lỗi, ưng huynh. Ta sẽ nhớ kỹ người đối tiểu đệ ân tình, ngày sau nhất định giết Triệu Thành, báo thù cho ngươi. Đụng, một cái không có kịp phản ứng, bị chính mình người ám toán, ưng hoàng nhất thời một cái lảo đảo, thân thể trì trệ, liền trong nháy mắt bị đằng sau Triệu Thành bắt lấy cái cổ. Đồng thời hai người thân thể, cũng tạm thời định trụ. Đáng chết quỷ hoàng, lấy ta làm con mồi, người chết không yên lành. Đã là tức giận đến hai mắt đỏ bừng, ưng hoàng nhìn lấy quỷ hoàng cấp tốc tăng tốc bóng lưng, mắng to lên tiếng. Thế nhưng là quỷ hoàng lại giống như không nghe thấy giống như, khuôn mặt trầm ngưng, liền quay đầu nhìn một chút công phu đều không có, chỉ là tại cấp tốc chạy trốn. Ưng huynh, xin lỗi, một người chết dù sao cũng so hai người chết tốt, người hy sinh không biết uổng phí. Hiu, cảm thấy mặc niệm. Quỷ hoàng một cái vụt sáng, đã là biến mất không thấy gì nữa. Ưng hoàng thì là ra mặt lắc một cái, sắp khóc đi ra. Triệu Thành nắm thật chặt cổ hắn, khóe miệng tràn đầy khinh miệt đường cong, đây chính là các ngươi đồng minh a, thật đúng là làm cho người cảm động tình nghĩa a, khặc khặc khặc. Ma hoàng, người đừng giết ta, ta làm trâu làm ngựa, báo đáp ngươi. Bạch, ưng hoàng run run rẩy rẩy, vẻ mặt cầu xin cầu tình, nhưng là không đợi hắn nói xong. Một đạo hắc khí đã là ầm vang một tiếng đem hắn hoàn toàn chìm ngập. Đại khái một phút sau, hắc khí lui tán, Triệu Thành trước mắt cũng chỉ có một mảnh bột mịn mà thôi. Hừ hừ, cho ta làm trâu làm ngựa, ngươi cho ta giống như ngươi ngu xuẩn, sẽ tin tưởng bát hoàng lời nói sao? Ha ha ha, từng trận tà dị cười to vang vọng thương khung, ưng hoàng chết thảm, quỷ hoàng trọng thương đào vong, ma hoàng đại thắng, lập giữa thiên địa, chấp trưởng thương khung. Vừa mới còn bị đánh cho quân lính tan rã ma hoàng thế lực, nhìn thấy lão đại của mình thần uy đại hiển, cũng là ào ào đi ra, phất cờ hò reo, reo hò không ngừng. Có điều rất nhanh, ma hoàng liền quay đầu lạnh lùng xem bọn hắn liếc một chút, bỗng dưng vung tay lên, đem mấy trăm người cuốn vào trong hắc khí, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mọi người thấy một lần, trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt thì dọa đến không dám lên tiếng. Lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Ma hoàng nổi giận nói, một đám phế vật, cho ta đánh, cầm xuống càng nhiều địa bàn, thu thập càng nhiều tù binh nô lệ, không phải bọn họ chết, thì là các ngươi vong, ta muốn càng nhiều tài liệu luyện công, nghe đến không có. Ây, nghe đến ma hoàng đại nhân, run rẩy địa gật đầu, mọi người câm như hến, sau đó liền cùng nhau tiếp tục hướng phía trước công phạt. Chỉ bất quá giờ này khắc này, trong lòng bọn họ lại là không có lúc trước sục sôi, mà chính là hoảng sợ. Dù sao, trước kia bọn họ vì ma hoàng chiến đấu, là vì kiến công lập nghiệp. Nhưng bây giờ, bọn họ lại là vì cho ma hoàng thu thập khẩu phần lương thực. Nếu là thu thập không đến, bọn họ thì sẽ trở thành khẩu phần lương thực. Phảng phất săn dưới thân người chó săn, đánh không đến săn, chính mình liền sẽ bị hố, liền nhìn nhà thủ viện giá trị đều không có. Nhìn lấy đây hết thảy, Triệu Thành lộ ra tà mị nụ cười, hai mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời thét dài. Nơi xa, Trác Phàm tại một chỗ ngóc ngách bên trong nhìn lấy đây hết thảy, bật cười lắc đầu, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Một bên Lệ Kinh Thiên cũng là khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, Trác quản gia, cái này ma hoàng càng ngày càng ngốc, giết người luyện công loại sự tình này, thật đúng là dám ra bên ngoài nói a. Hắn đây không phải ngốc, là điên cuồng. Mỉm cười, Trác Phàm trong mắt chớp động lên đạm mạc tinh mang, thiên ma đại hóa quyết khiến thực lực điên cuồng tăng trưởng. Để hắn đã quên tiết chế. Vì hấp thu càng nhiều lực lượng, hắn chuyện gì cũng có thể làm ra. Thiên nhược muốn ngươi vong, trước phải làm ngươi cuồng, các loại cuồng tới trình độ nhất định, thì không coi ai ra gì, cái gì cũng không để ý. Chờ xem, Thánh Sơn người cái kia tìm tới cửa, chúng ta chờ hắn thoái vị đi. Gật gật đầu, Lệ Kinh Thiên mỉm cười. Còn có,
Long tộc bên kia có tin tức sao? Chợt, Trác Phàm lại quay đầu hỏi. Lắc lắc đầu, Lệ Kinh Thiên khom người nói, Trác quản gia, còn không có hồi âm, làm sao, ngài cũng chờ không nổi. Không phải đợi không kịp, là còn phải chân tay co cóng một trận, tiếp tục ẩn nhẫn. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm thở dài một hơi, biến mất trong nháy mắt bóng người. Cái gì, Ma Hoàng một người đại bại Ưng Hoàng Quỷ Hoàng hai người, mà lại Ưng Hoàng còn bị hắn giết. Đan Hà Tông bên trong, Diễm Hoàng tiếp vào vừa mới truyền đến Ngọc Giản, kinh ngạc không hiểu, mí mắt rừng không ngừng run rẩy, cái này sao có thể. Ưng Hoàng lão gia hỏa kia thực lực ta thế nhưng là trước đây không lâu mới đọ sức qua, làm sao lại bị tùy tiện giết đây, vẫn là hai chọi một tình huống dưới. Mà lại Quỷ Hoàng cũng là cùng Kiếm Hoàng hơn trăm nhận người, không có yếu như vậy a. Bờ môi nhấp nhẹ, Mai Tam cô cũng là trăm bề không hiểu được, sư tỷ nói rất đúng, nhưng sự thật lại là Ưng Hoàng chết thật, Quỷ Hoàng bại trốn, không biết tung tích. Hiện tại bọn hắn hai nhà địa bàn, bị Ma Hoàng một đường chẻ tre, trong khoảnh khắc cầm xuống. Hiện tại Ma Hoàng đã là toàn bộ bát hoàng bên trong, địa bàn thế lực lớn nhất, không thể khinh thường. Vậy liệu rằng là cái kia Trác Phàm, lại ra cái quỷ gì dễ dàng, đem Ưng Hoàng âm chết đâu? Sắc mặt hơi nặng nề, Diễm Hoàng lại nghi ngờ nói. Chậm rãi lắc đầu, Mai Tam cô thản nhiên nói, sư tỷ, ta muốn khả năng này không lớn. Đến một lần ba người giao chiến, trước mắt bao người, trên chiến trường, không giả được. Thứ hai bát hoàng thực lực, cũng không phải âm mưu quỷ kế gì có thể bù đắp được. Liền xem như tiểu tử kia ra tính bố bẫy dập, cũng tuyệt không có khả năng làm cho Ưng Hoàng hai người liên thủ đều không có chạy trốn chi pháp. Đúng vậy a, vậy chuyện này thì kỳ quặc, chẳng lẽ cái kia Ma Hoàng ăn cái gì thuốc đại bổ, thật lợi hại như vậy. Chố mắt nhìn, Diễm Hoàng trong lòng càng nghi. Nhưng suy nghĩ một chút về sau, lại là không kiên nhẫn phất phất tay, ai, tính toán, thiếu chủ tại chúng ta chung quanh đây bị tập kích sự tình còn không có kết quả, Khuynh Thành cũng không biết bị phương nào bắt đi, ta đâu còn có lòng dạ thanh thản để ý tới bát hoàng ở giữa ân oán. Sư tỷ nói đúng, hơi khẽ khom người, Mai Tam cô đồng ý nói. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng bước chân vang lên, một tên đệ tử tiến lên cung kính trình lên Ngọc Giản nói, sư phụ, có một phần Ngọc Giản truyền đến. Phía trên linh áp rất mạnh, chúng ta khó có thể xem, chỉ sợ là chỉ rõ sư phụ thân mang ra. Quỷ linh ấn. Cầm qua Ngọc Giản, xem một chút, Diễm Hoàng chưa phát giác giật mình, là Quỷ Hoàng truyền đến. Nói, Diễm Hoàng đã là ngưng lông mày trầm tư, phốc một tiếng, xông mở Ngọc Giản phong ấn, tỉ mỉ xem xét xem ra, sau đó bỗng dưng giật mình, kêu lên, Quỷ Hoàng mời chúng ta bát hoàng tề tụ Quỷ Trúc Lâm, có chuyện quan trọng thương lượng. Hẳn là liên quan tới lần này ba nhà đại chiến, Mai Tam cô ở một bên nói. Hơi hơi gật gật đầu, Diễm Hoàng bỗng dưng đứng dậy, liền đi ra ngoài, Tam cô, đi theo ta, dù sao hiện tại Khuynh Thành cùng thiếu chủ sự tình đều không đầu mối, chúng ta thì đi xem một chút cái này Ma Hoàng kỳ quặc đi. Nói, Diễm Hoàng đã là lăng không bay lên, Mai Tam cô cũng là vội vàng đuổi theo. Một tháng sau, Diễm Hoàng hai người rơi xuống một mảnh âm khí cực nặng trong rừng trúc. Ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác, mộ phần cỏ dại, xen vào nhau tinh tế địa san sát ở giữa. Diễm Hoàng một đường thông suốt địa đi vào một gian mới đình bên cạnh, chỗ đó sớm đã ngồi đấy một đám quen thuộc bóng người, trừ chủ nhân Quỷ Hoàng bên ngoài, Kiếm Hoàng các loại bát hoàng cao thủ, cũng ngồi xuống ở giữa. Diễm Hoàng đại nhân, ngài rốt cục đến, nhìn thấy hai nữ tới đây, Quỷ Hoàng đuổi vội vàng đứng dậy ôm quyền. Khoát tay chặn lại chỉ một bên ghế trống nói, mời ngồi. Cũng không khách khí, Diễm Hoàng chậm rãi ngồi xuống, nhưng vừa mở miệng liền thẳng vào chủ đề, hôm nay Quỷ Hoàng đại nhân mời chúng ta đến đây, có thể là bởi vì lúc trước Ma Hoàng giết Ưng Hoàng sự tình. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Quỷ Hoàng cái kia nặng nề sắc mặt, trong mắt cũng lộ ra vẻ hỏi thăm. Dù sao, sự kiện này quá mức kỳ quặc, không thể không khiến trong lòng bọn họ suy nghĩ quá nhiều. Đúng vậy a, hôm nay triệu tập chư vị tới trao đổi, thì vì chuyện này. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Quỷ Hoàng ngăn không được ai thán, Ưng Hoàng lão huynh bị chết thảm a, liền cái thi thể đều không có. Thế nào, người muốn cho chúng ta cùng một chỗ, giúp hắn báo thù. Trong mắt tinh mang lóe lên, Kiếm Hoàng sâu xa nói. Chậm rãi lắc đầu, Quỷ Hoàng nghiêm mặt, không phải vậy, thực bát hoàng ở giữa ân oán, từ xưa đến nay, không ai nói rõ được. Hôm nay là bằng hữu, ngày mai sẽ là địch nhân, vô luận người nào chết tại trên tay người nào,
đều là gieo gió gặt bão, không có gì có thể báo không báo thù. Chỉ bất quá, lần này Ưng Hoàng lão huynh bị chết lại là kỳ quặc. Như là không thể cởi ra bên trong mê mang, đoán chừng tất cả chúng ta đều sẽ trở thành cái kia người điên thức ăn gia súc, chết không yên lành. Thân thể bỗng dưng chấn động, tất cả mọi người là giật mình. Thế nào, Ma Hoàng thật như vậy mạnh, nghe đồn hai người các ngươi lấy hai địch một đều không phải là đối thủ của hắn, Ưng Hoàng còn bởi vậy chết thảm, là thật sao? Bên trong có duyên cớ gì hay không? Cái nào có duyên cớ gì? Quang Minh chính đại đọ sức, chúng ta xác thực không phải hắn địch. Nhìn Diễm Hoàng liếc một chút, Quỷ Hoàng bất đắc dĩ thở dài, nói ra thật xấu hổ, chúng ta coi là thật tài nghệ không bằng người, bị giết hết toàn chuyện đương nhiên. Sắc mặt nghiêm một chút, mọi người lần nữa liếc nhau, một trái tim cũng theo chặt lên. Riêng là Kiếm Hoàng, lão mắt nhíu lại, lộ ra càng ngưng trọng. Dù nói thế nào, dạng này thực lực, đã uy hiếp được hắn Bát Hoàng đứng đầu địa vị. Cái kia nếu như đúng như này, cho dù lão phu hôn lên, cũng chưa chắc thắng được hắn. Kiếm Hoàng. Nghe được lời này, Quỷ Hoàng không khỏi suy cười một tiếng, tha thứ tại hạ nói thẳng, ngài có thể thắng được năm đó chắc nhất phàm sao. Thân thể lắc một cái, Kiếm Hoàng sắc mặt chợt biến, vì sao lại nhắc lên người này. Đều đã mấy ngàn năm trôi qua, chúng ta không phải tự mình đều có chung nhận thức, không còn xách hắn tục danh sao. Đúng vậy à, chúng ta ai cũng không muốn xách cái kia đáng giận Ma Hoàng, tránh thức có thể lấy một địch bảy tám hoàng đứng đầu. Tuy nhiên hắn lúc trước một thân một mình, độc lai độc vãng, lại là để bất kỳ một cái nào Bát Hoàng không dám khinh thường, một người có thể ngăn cản ngàn vạn binh. Thật sâu hút khẩu khí, Quỷ Hoàng đầy mặt phiền muộn, nhưng là bây giờ, không đề cập tới không được, dù sao lại một cái chắc nhất phàm muốn đứng lên, chúng ta như còn không đối mặt hiện thực, sau cùng ăn thiệt thòi chỉ có thể là chính chúng ta. Mí mắt cùng nhau nhảy một cái, Kiếm Hoàng chăm chú nhìn hắn không thả, người nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cái kia Triệu Thành bây giờ có thể so ra mà vượt sư phụ hắn, chắc nhất phàm. Hừ hừ, cái này sao có thể? Năm đó chắc nhất phàm thiên phú, tại trừ Thánh Sơn bên ngoài người bên trong, khắp thế gian đều kinh ngạc. Có người từng nói, hắn như xuất thân Thánh Sơn, tối thiểu nhất cũng là thánh giả đỉnh phong cao thủ, càng có khả năng đạt tới chuẩn đế, thậm chí đế cảnh. Thì Triệu Thành tiểu tử kia ngộ tính, nhiều năm như vậy liền sư phụ hắn 1/10 công lực đều không đạt tới. Làm sao có thể? Hừ, Kiếm Hoàng, người thật đúng là khác không tin, trước kia không có đạt tới, không đại biểu hiện tại không có, hơn nữa còn càng khủng bố hơn đâu. Trong mắt chỗ sâu chớp động lên vẻ kiêng dè, Quỷ Hoàng trầm thấp tiếng nói. Mọi người gặp này, nhìn hắn không giống đang nói đùa, sắc mặt cũng là theo chân ngưng trọng lên. Quét mọi người liếc một chút, Quỷ Hoàng tiếp tục, lần này gặp lại Triệu Thành tiểu tử kia, như trước kia coi là thật tưởng như hai người. Hắn trước kia âm hiểm bá đạo, nhưng còn có thu liếm, nhưng bây giờ lại là điên cuồng, cái gì cũng không để ý, cùng người điên không có hai loại, không đem chúng ta để vào mắt cũng liền thôi, liền Thánh Sơn đều chẳng thèm ngó tới, còn nói rất nhanh liền bình thánh núi. Thì hắn, khả năng sao? Hừ hừ, khinh thường bĩu môi, mọi người đều là từ chối cho ý kiến địa giao động cái đầu. Quỷ Hoàng lại là nhếch miệng cười một tiếng, nghiêm túc dị thường nói, hắn dám nói câu nói này. Cũng không phải vô duyên vô cớ, nếu như các ngươi gặp qua hắn hiện tại bộ dáng, cũng nhất định có loại cảm giác này. Cái tên điên này, là có cái này lực lượng, dù nói thế nào, hắn nhưng là thời gian ngắn bên trong thì đem công lực đề cao đến miểu sát Ưng Hoàng cấp độ, đuổi sát năm đó chắc nhất phàm A. Thế nào, người có đầu mối gì? Các ngươi đến xem. Mọi người nghi vấn, nhìn về phía hắn, Quỷ Hoàng trong nháy mắt thế xuất ra một bao quần áo, tại trên bàn đá một đám. Nhất thời giơ lên một mảnh cho bụi, khóe miệng xẹt qua thần bí nụ cười, các ngươi cảm thấy, đây là cái gì? Bụi đất. Sai, là người. Người. Không sai. Bình tĩnh gật gật đầu, Quỷ Hoàng gần từng chữ một, ta phát hiện Ma Hoàng tiểu tử kia, đang dùng người đến luyện công. Mà nên ngày trận đại chiến kia về sau, hắn cũng thừa nhận điểm này, hắn phát động chiến tranh, chính là vì muốn tài liệu luyện công. Ưng Hoàng lão huynh. Cũng là tại hắn quỷ mị công pháp dưới, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cái gì? Chưa phát giác sợ hãi cả kinh, mọi người ào ào hoảng hốt, thế nhưng là lấy người đến luyện công, tại thánh vực là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, người người oán trách, nếu là phát hiện, tất yếu trừ cho sướng. Chẳng lẽ hắn không sợ Thánh Sơn cao thủ rời núi, tiêu diệt hắn sao? Ta đã vừa mới nói,
hắn đã không đem Thánh Sơn đưa vào mắt. Hơn nữa lúc ấy hắn còn nói lộ một câu, cũng là rất nhanh hắn liền có thể xưng đế, đến lúc đó Thánh Sơn trong mắt hắn cũng là cái rắm. Xưng đế. Mi mắt cùng nhau nhảy một cái, mọi người lần nữa kinh hãi. Trừ thượng cổ bên ngoài, trên đời thì không nhân xưng đế qua, hắn từ đâu tới dạng này lá gan nói mình nhất định xưng đế đâu. Coi như bên trong ngọn Thánh Sơn, cũng không ai có thể xưng đế a. Mà không thể xưng đế lời nói, liền xem như thánh giả đỉnh phong, một đám người vây quét cũng có thể vây chết ngươi, hắn sao lại dám làm ra như vậy coi trời bằng vung việc ác đến. Chỉ có Kiếm Hoàng, trầm ngâm một chút, sâu xa nói, bây giờ xưng đế phương pháp chỉ có hai loại, hoặc là chính mình lĩnh hội, đáng tiếc người đến sau không có thể đạt tới thời cổ trí tuệ, hoặc là chính là được cổ đế cảnh truyền thừa. Mọi người cùng nhau lên tiếng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ nói, hắn đến đế cấp truyền thừa. Nặng nề gật đầu, Quỷ Hoàng cũng là thở dài, khả năng này cực lớn, bằng không thế gian có loại nào công pháp, làm cho hắn trong thời gian ngắn thực lực gấp bội đâu. Cứ như vậy, hắn nói ra loại kia cuồng ngôn, cũng liền tốt giải thích. Đến đế cảnh truyền thừa, xưng đế bất quá thời gian vấn đề, xác thực có thể không quan tâm Thánh Sơn cái nhìn. À, cái này toái phiến. Chợt, Diễm Hoàng tựa hồ phát hiện Tân Đại Lục, tại cái kia bột mịn bên trong xuất ra một khối quần áo vải vóc đến, trong mắt chớp động lên vẻ kinh dị. Quỷ Hoàng gặp, chưa phát giác có hắn, liền cáo chi nói, đây là ta vụng trộm siêu tập những cái kia bị hắn luyện công sau thi hài quần áo trên người, tựa hồ hắn công pháp chẳng những có thể đem thân thể thần hồn hóa thành bột mịn, ngay cả quần áo cũng giống như vậy. Vật này làm sao cùng thiếu chủ thi hài một dạng a, chẳng lẽ nói. Bỗng dưng, Diễm Hoàng dường như tìm tới đầu mối gì, không sai gật đầu, cảm thấy cười thầm. Đây hết thảy nguyên lai đều là ngươi làm a, Ma Hoàng, hừ. Cái này ngươi chết chắc, đợi ta bẩm báo sơn chủ, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Các vị, thế mà, nàng vừa mới suy nghĩ đến tận đây, Kiếm Hoàng cái kia chỉnh trọng thanh âm đã là đột nhiên vang lên, xem ra chúng ta lại phải đoàn kết nhất trí, như năm đó đối phó Ma Hoàng chắc nhất phàm đối phó hiện tại cái này Triệu Thành. Bất quá, năm đó giáo huấn mọi người còn nhớ chứ? Bởi vì thánh giả đến, chắc nhất phàm dưới tình thế cấp bách, hủy bí lục, bạo thể mà chết. Nhưng lần này, chúng ta nhưng muốn giữ bí mật, nếu không cho dù đoạt được đế cảnh truyền thừa, lại vô cớ làm lợi người khác, cần gì chứ? Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau gật đầu, sau đó lại toàn bộ quay đầu nhìn về phía Diễm Hoàng chỗ đó, dường như nàng trời sinh cũng là cái mật báo. Ra mặt lắc một cái. Bức bách tại áp lực, Diễm Hoàng bất đắc dĩ, cũng chỉ đành gật gật đầu, đồng ý. Trời u ám, tí tách tiểu vũ phía dưới không ngừng, một cái toàn thân gắn vào hắc bào bên trong bóng người, tại tịch mịch trong núi sâu chậm chậm hướng về phía trước, chỉ chốc lát sau liền tới đến một gian trong lương đình, nhìn hai bên một chút, tự lẩm bẩm thế nào, bọn họ còn chưa tới sao. Ha ha ha, chắc quản gia, chúng ta sớm đã đến, liền chờ ngài đại giá quang lâm. Chợt. Một tiếng phóng khoáng cười to vang tận mây xanh, nhưng nghe từng đạo tiếng xé gió lên, năm bóng người vụt sáng hiện đến người kia trước người, chính là Kiếm Hoàng các loại năm vị bát hoàng đến. Người áo đen kia gặp này, cũng là chưa phát giác khẽ cười một tiếng, chậm rãi đem bao bọc trên đầu áo choàng để xuống, lộ ra chắc phàm cái kia tà dị tiếu dung, thật sự là khó được a, đường đường năm vị bát hoàng, thế mà cùng nhau mời ta cái này Ma Hoàng quản gia bí mật đến đây, tiểu thật sự là thụ sủng nhược kinh. Trác quản gia khách khí, ngươi có thể dựa theo ước định, một mình đến đây, coi là thật làm cho bọn ta vui mừng, mời ngồi. Rear mép lắc một cái, Kiếm Hoàng làm mời thủ thế, liền dẫn đầu ngồi tại trước mặt trước bàn đá. Bọn người người, cũng là ào ào ngồi xuống. Trác phàm đem áo choàng tiếp nước nước động run run, đồng dạng ngồi xuống, nhìn lấy bọn hắn cười nói, các vị tiền bối hẹn ta đến tột cùng vì chuyện gì a? Còn muốn giấu giếm tất cả mọi người. Liền Ma Hoàng đại nhân đều không thể nói. Ngài không có nói hắn đi. Đương nhiên, nhìn thấy Kiếm Hoàng cái kia có chút khẩn trương khuôn mặt, Trác phàm lòng dạ biết rõ, cười nói, Ma Hoàng đại nhân trăm công nghìn việc, loại chuyện nhỏ nhặt này lại sao tốt làm phiền lão nhân gia ông ta đâu. Không phải vậy, muốn ta quản gia này làm gì dùng. Ta có thể xử lý, tự nhiên là xử lý. Đúng đúng đúng, Trác quản gia coi là thật không phải phàm nhân. Tự có thể một mình gánh vác một phương, không cần mọi thứ đều làm phiền với hắn, ha ha ha. Bật cười lớn, Kiếm Hoàng yên lòng, hài lòng gật đầu.
Trác Phàm gặp này, trầm ngâm một chút, cười nhạt một tiếng, thẳng vào chính để nói, đúng, vừa mới tại hạ vấn đề các vị vẫn chưa trả lời, bí mật mời ta đến đây, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Dù nói thế nào, ta chỉ là cái quản gia, quá đại quyết sách có thể không làm chủ, các ngươi muốn tìm Ma Hoàng đại nhân thương lượng mới là. Không không không, chúng ta không tìm hắn, tìm ngươi. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị, Kiếm Hoàng vội ho một tiếng, sâu xa nói, Trác quản gia a, tại chúng ta chính thức trò chuyện trước đó, lão phu muốn hỏi thăm ngươi một việc, cũng là gần nhất Ma Hoàng đại nhân có thể có cái gì dị thường sao? Dị thường, không có a, vừa mới đánh thắng trận, từ đâu tới dị thường? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm chế nhạo lên tiếng, Quỷ Hoàng sắc mặt trầm xuống, nghẹn đến nói không ra lời. Mỉm cười lấy khoát khoát tay, Kiếm Hoàng tiếp tục nói, Trác quản gia là người thông minh, cần phải minh bạch lão phu lời nói. Lão phu không phải hướng người bộ Ma Hoàng bí mật, chỉ là hỏi thăm một chút hắn gần nhất tình huống, phải chăng không ổn. Ngươi hẳn phải biết, hắn lúc trước trên chiến trường quỷ dị tàn nhẫn cùng điên cuồng, tuyệt đối là tương đương đáng sợ. Ngươi ở bên cạnh hắn, nếu là cỗ này điên cuồng lan tràn đến trên người ngươi, gặp nạn có thể không phải chúng ta. Cái này, cảm thấy thoát động, Trác Phàm lộ ra lo nghĩ chi sắc, lẩm bẩm nói, theo Kiếm Hoàng đại nhân nói như vậy, gần nhất Ma Hoàng đại nhân là có chút không đúng. Là ở chỗ nào? Cả người trở nên càng tối tăm, cả ngày thì trốn ở mật thất luyện công, còn hung hăng muốn tù binh, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tuy nhiên như thế liên tục tác chiến, đối Ma Hoàng trong lĩnh vực các tướng sĩ cũng chịu không được, nhưng đại nhân vẫn như cũ được ăn cả ngã về không, người nào khuyên đều vô dụng a. Có thể nói, Thiên Ma Sơn trừ ta bên ngoài, hắn mấy cái khuyên can đều bị Ma Hoàng đại xử tử người. Vậy hắn muốn nhiều tù binh như vậy làm gì, có phải đang luyện cái gì công pháp tà môn? Hỏi đến nơi đây, Kiếm Hoàng lộ ra càng thêm kích động, ngữ khí đều vội vàng sao động rất nhiều. Trác Phàm ngữ khí trì trệ, lại là không đang nói. Minh bạch hắn làm chủ trung thành, Kiếm Hoàng vội vàng đổi một vấn đề, Trác quản gia, hắn biến thành dạng này, đến tột cùng là theo chừng nào thì bắt đầu. Cái này, không rõ ràng. Mi mắt lắc một cái. Trác Phàm mê mang địa lắc lắc đầu, dù sao ta theo Minh Hải sau khi ra ngoài, nguyên khí tổn hao nhiều, ở gia tộc dưỡng thương mấy tháng sau, mới lại hồi Thiên Ma Sơn. Gặp lại Ma Hoàng đại nhân mặt lúc, hắn dường như chính là như vậy. Minh Hải về sau, đối đầu, liếc nhìn nhau, năm vị bát hoàng trong mắt chớp động lên nói đạo tinh mang, lộ ra vẻ hưng phấn, trong lòng đã tựa như gương sáng. Cái này nha khẳng định là tại Minh Hải. Dưới cơ duyên xảo hợp đến Minh Đế bảo vật, mới như vậy biến thái. Chỉ là hắn một mực giữ kín không nói ra, liền muốn một người độc chiếm, như là năm đó Trác Nhất Phàm một dạng, hừ hừ. Minh bạch điểm này, năm người mục đích càng thêm sáng tỏ, còn người hai bên đi loanh quanh về sau, lần này đến phiên Diễm Hoàng mở miệng dụ dỗ nói, Trác quản gia, lấy Ma Hoàng Triệu Thành cái tính khí kia, ngài tại hắn thủ hạ kiền khả còn thuận lợi. Cũng không tệ lắm. Mỉm cười. Trác Phàm một mặt bình tĩnh nói, Ma Hoàng đại nhân đối với người khác tuy nhiên so sánh hà khắc, nhưng đối ta vẫn là lễ kính có thêm, hoặc là nhiều như vậy khuyên can người đều chết, chỉ có ta còn sống đây, ha ha ha. Cười nhẹ gật gật đầu, Diễm Hoàng khen, Trác quản gia tài hoa bộc lộ, đừng nói là Ma Hoàng, cái nào chủ tử gặp gỡ đều không nỡ cho ngươi đi chết a. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, hắn hiện tại đang có dùng cho ngươi, mới có thể đối ngươi như thế lịch thiệp. Nhưng có một ngày ngươi đã không còn hữu dụng, hắn lại là cái như thế nào thái độ đâu. Ta tin tưởng, ta sẽ một mực hữu dụng. Trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, Trác Phàm cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cảm thấy run lên, mọi người liếc nhìn nhau, sắc mặt cũng hơi nặng nề. Cái này Trác Phàm, đừng nhìn thực lực thấp, thật đúng là cái cao ngạo người a. Bất quá đối với điểm này, Diễm Hoàng nhưng như cũ cười nhạo liên tục, Trác quản gia trí tuệ, chúng ta bội phục. Ta tin tưởng chúng ta bát hoàng, thậm chí là thánh giả bọn họ, vô luận là ai, có thể được Trác quản gia người như vậy mới, đều sẽ xem là tâm phúc. Thế nhưng là, dốc hết toàn lực, làm một cá nhân lực lượng mạnh đến không người có thể đụng lúc, hắn sẽ còn cậy vào ngài trí tuệ sao? Người đây là ý gì? Ra mặt lắc một cái, Trác Phàm thân thể chưa phát giác dừng lại một chút, trên mặt nụ cười cũng dần dần thu liễm. Nhìn lấy hắn cử động, Diễm Hoàng hài lòng gật gật đầu. Tiếp tục mê hoặc, Trác quản gia cần phải minh bạch, Ma Hoàng hắn hiện đang vì sao mạnh như thế.
mà lại tiếp tục như vậy nữa, hắn hội mạnh hơn, đến sau cùng một chân đem ngươi đá văng ra, cũng không đủ. Giết được thỏ, mổ chó săn, làm hắn không có đối thủ, ngươi cái này đại quản gia còn hữu dụng sao? Ngươi cần phải vì tính toán lâu dài, Trác quản gia, ngài minh bạch ta ý nghĩ sao? Không nói gì, Trác Phàm ánh mắt suýt híp mắt một chút, bắt đầu do dự lên. Trác quản gia. Lúc này, quỷ hoàng lại chặt tiếp tục mở miệng, lấy các hạ tài trí, tuy nhiên không tại bát hoàng hàng ngũ, nhưng thắng bát hoàng rất nhiều. Lão phu tin tưởng, bất kỳ một cái nào hoàng giai cao thủ, có Trác quản gia phụ tá, tất nhiên có bát hoàng chi năng, người mới thật sự là vô miện bát hoàng. Người không có ma hoàng, như trước vẫn là chính ngươi, ma hoàng không có ngươi, sớm thì cần phải xuống đài. Lần trước ta cùng ưng hoàng hai người liên thủ, cũng đủ để đem hắn làm tiếp. Chẳng lẽ người nguyện ý lấy dạng này tài cán, cả đời mai một tại người khác phía dưới, sau cùng còn cũng bị người vô tình vứt bỏ sao? Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm tựa hồ động tâm, ngửa đầu nhìn trời xanh, lẩm bẩm nói đi, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chúng ta hy vọng, người giúp chúng ta xử lý Triệu Thành. Nhìn lẫn nhau, mọi người gặp Trác Phàm rốt cục bị thuyết phục, nhất thời đại hỉ, Kiếm Hoàng càng là vội vã không nhịn nổi nói, nếu là chúng ta đột nhiên hướng Ma Hoàng địa vực tiến công, nhất định sẽ kinh động hắn, đả thảo kinh xà, để hắn trốn đi thì phiền phức. Cho nên, chúng ta nhất định phải bí mật vây quét hắn. Thế nhưng là, Ma Hoàng khu vực nhiều như vậy thủ vệ nhìn chằm chằm, muốn bí mật hành động, không có người bên trong là hoàn toàn không có khả năng. Riêng là Thiên Ma Sơn, các loại phòng ngự trận pháp nhiều như vậy, cho dù là bát hoàng muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào đi, càng là nói chuyện viển vông. Bây giờ, Ma Hoàng bế quan, toàn bộ Thiên Ma Sơn cùng Ma Hoàng lĩnh vực chỉ huy đại quyền ngay tại Trác quản gia trong tay. Chỉ cần ngài cho chúng ta mở cửa sau, hết thảy liền dễ nói. Đạm mạc gật đầu, Trác Phàm cũng không nói nhảm, gọn gàng làm, như vậy về sau ta có chỗ tốt gì? Bát hoàng chi vị. Hướng ngươi với chào. Gặp Trác Phàm sảng khoái như vậy, Diễm Hoàng cũng là đại hỉ, chặn lại nói, đến lúc đó chúng ta hết thảy đề cử ngươi vì mới bát hoàng, tuy nhiên chính ngươi không phải hoàng giai cao thủ, nhưng các ngươi gia tộc bất kỳ người nào ngồi phía trên, đều từ ngươi đem khống, cùng thực tế bát hoàng cũng không có gì khác nhau, mà lại chúng ta đến lúc đó cũng chỉ nhận ngươi theo chúng ta bình khởi bình tọa, ngươi vịn cái kia khôi lỗ chính là cho bên ngoài người nhìn, mảy may làm không cho phép, ngươi yên tâm đi. Các ngươi nói chuyện, có thể chắc chắn sao? Đương nhiên, chúng ta có thể lấy đạo tâm thề, mà lại ngươi lần trước cùng vị kia thánh giả ra điều kiện, ta cũng đã cho ngươi truyền đến đệ lục thánh sơn chỗ đó. Yên tâm đi, thánh sơn cũng đồng ý. Ngày sau cho dù thánh sơn thật phái người xuống núi muốn thay thế một vị nào đó bát hoàng, cũng tuyệt không động tới ngươi, ngươi địa vị là tương đương củng cố. Cực kỳ nghiêm túc gật đầu, Diễm Hoàng quét vào chàng còn lại mấy cái hoàng một vòng. Bình tĩnh nói cái hứa hẹn này, ngay cả chúng ta mấy người đều không có. Nói cách khác, về sau thì coi như chúng ta không làm bát hoàng, ngươi cũng vẫn tại vị, thành một phương chư hầu, sẽ không thay đổi. Nghe được lời này, bọn người người cùng nhau gật đầu, ào ào khuyên nói đến. Đúng a, điều kiện này như thế ưu việt, ngươi còn có cái gì không đáp ứng? Đúng vậy a, chúng ta đều ghen ghét, có Thánh Sơn làm bảo vệ, đây quả thực là hộ thân phù a. Chẳng lẽ ngươi muốn một thân cho Ma Hoàng làm thuê, sau cùng còn rơi cái qua cầu rút ván hạ chàng? Thật sâu nhìn một chút những thứ này lao nhao đám lão già này, Trác Phàm cảm thấy liên tiếp cười lạnh không ngừng. Điều kiện này, đối với những cái kia không kiến thức người, thật đúng là tràn ngập sức hấp dẫn. Trung thân bát hoàng danh vị, không có chút nào thoái vị mạo hiểm, liền những thứ này lâu năm bát hoàng đều không đạt được ưu tú điều kiện. Thế nhưng là tỉ mỉ vừa nghĩ. Đợi sau khi chuyện thành công, những thứ này lâu năm bát hoàng còn quan tâm cái này bát hoàng chi vị sao? Cầm tới đế cảnh truyền thừa bọn họ, ánh mắt tự nhiên đặt ở đỉnh cao nhất vị trí, chỗ nào còn sẽ quan tâm hiện tại hư danh? Những lão gia hỏa này bàn tính đánh cho, thật đúng là đầy đủ vang. Bất quá, Trác Phàm chỉ hy vọng nghe bọn hắn đánh như vậy, như bọn họ mong muốn, càng nghĩ càng tốt. Kết quả là, mò sờ cầm, Trác Phàm tựa hồ cũng rất hài lòng. Nhấc trợn mắt, cười nói, như vậy. Các vị đại nhân, khi nào động thủ? Nghe được câu này, năm người kia nhìn lẫn nhau, cuối cùng nhìn không được phát ra niềm nở cười to. Trác Phàm cũng là nhếch miệng lên, lộ ra tà dị tiếu dung. Chỉ bất quá đáy mắt chỗ sâu, lại là không có người phát giác, một đạo băng lãnh chợt lóe lên.
nhớ năm đó, các ngươi cũng là như thế mê hoặc cái kia nghiệt đồ a, hừ hừ hừ. Một tháng sau, Thiên Ma Sơn, mật thất cửa trước, Trác Phàm chậm chậm đi tới, bình tĩnh đủ, khom người bái nói, Ma Hoàng đại nhân, chúng ta vừa mới cầm xuống ba tòa thành trì, trung tù binh 2,350 người, đã đưa đến. Nhanh mau đem tới. Một tiếng tràn đầy khàn khàn, nhưng lại cấp bách âm thanh vang lên. Ngay sau đó, nhưng nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cửa đá kia đã là từ từ mở ra. Trác Phàm liếc mắt một cái, nhấc chân bước đi, đi vào bên trong, lại chính gặp Triệu Thành từng ngụm địa thở hổn hển, nhìn chăm chú về phía hắn hai con ngươi tràn đầy huyết hồng, trong mắt đều là vô tận điên cuồng, giống như dã thú quát ầm lên, người đâu, nhanh lên lấy tới cho ta. Bạch, vung tay lên, hơn nghìn người ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện tại cái này đen nhánh trong mật thất, nhồi vào toàn bộ bàn đá địa. Triệu Thành gặp này, trong mắt kích động càng sâu, thân thể chấn động, toàn thân hắc khí đột ngột đến tràn ngập ra, giống như như thủy triều, trong nháy mắt thì chìm ngập những cái kia đã đếm không hết bóng người. Trác Phàm liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng xẹt qua một đạo khinh miệt, quay người lại, gấp nhanh rời đi nơi này. Thế nhưng là, luyện công đã phát cuồng Triệu Thành, lại là hoàn toàn không có ý thức đến loại này dị thường tình cảnh. Thủ hạ mình, cùng chính mình ngay cả chào hỏi đều không đánh một chút liền rời đi, như cái gì lời nói. Thì bảo, chợt, một đạo băng lãnh quát nhẹ bỗng dưng theo bầu trời phía trên vang lên. Nhưng nghe ông một tiếng kêu khẽ, cái kia cuồn cuộn trong hắc khí, đúng là không lý do địa tản mát ra một cỗ kinh khủng ba động. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, Triệu Thành cảm thấy thầm kêu một tiếng hỏng bét, lập tức một bước chân liền muốn rời khỏi nơi này, đáng tiếc hết thảy đã muộn. Rầm rầm rầm, một chuỗi dài nổ tung, liên tiếp địa từ cái này đen nhánh khí lưu bên trong vang lên, mãnh liệt sóng xung kích nhất thời trong nháy mắt tràn ngập ra, tứ tán bay lượn. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Ma Sơn đầu liền tại từng đạo tiếng vang phía dưới bị san thành bình địa. Nồng đậm bụi mù bốn tản mát, dường như bão cát một dạng bao phủ bầu trời. Từng tòa giường cột chạm trổ, lộng lẫy ma cung kiến trúc, cũng là trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Siêu! Thế nhưng là, ngay tại cái này liên tục nổ tung phía dưới, bụi mù tràn ngập bên trong, một đạo hắc ảnh lại là bỗng dưng từ cuồn cuộn cho tàn bên trong lao ra, chờ rơi xuống mặt đất, mới nhịn không được quỳ mọp xuống, đỏ thẫm ngăn không được địa nhuộm dần dưới thân cát vàng, biến thành một mảnh huyết sắc. Thì bảo, quỷ hoàng! Hung hăng khẽ cắn môi, hắc ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra Triệu Thành cái kia giữ tợn khuôn mặt, còn có khóe miệng rơi xuống máu tươi, ngửa mặt lên trời gào thét, quỷ hoàng, người dám ám toán lão tử nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, ám toán ngươi, cũng không chỉ một mình ta a. Thế mà, ngay tại hắn tiếng nói kết thúc không bao lâu, một tiếng càn rỡ cười to lại là đột ngột đến vang vọng thương khung, ngay sau đó, từng đạo tiếng xé gió lên. Năm bóng người đồng loạt rơi ở trước mặt hắn, lại chính là Kiếm Hoàng, Diễm Hoàng bọn người tất cả đều đến đông đủ. Trong mắt hơi hơi lấp lóe, Triệu Thành hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm không thả, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi đám này lão già kia, lại liên hợp lại, lần này vẫn là âm lão tử, thực sự buồn cười. Ta sớm nên nghĩ đến, các ngươi đám hỗn đản này không có một cái đáng tin. Năm đó liên hợp vây công sư phụ ta, hiện tại lại tới vây công ta. Triệu Thành, lời này của ngươi nói liền không có lương tâm. Năm đó vây công sư phụ ngươi, không phải cũng có ngươi phần a? Khác đem chúng ta nói cùng ác nhân một dạng, ngươi lại tính toán vật gì tốt? Hừ hừ. Nhếch miệng cười một tiếng, Kiếm Hoàng một mặt châm chọc nhìn về phía hắn. Quỷ Hoàng nghe đến, cũng là ngăn không được cười to nói, đúng vậy a, Triệu Thành, khác lão nhìn vạch trần người khác ngắn, chính mình cái mông còn không sạch sẽ đây. Mà lại lần này, nhắc tới cũng là châm chọc rất. Năm đó ngươi đối sư phụ ngươi làm hết thảy, bây giờ không ngờ báo còn ở trên thân thể ngươi, thật sự là báo ứng xác đáng a, ha ha ha. Báo còn. Mi mắt lắc một cái, Triệu Thành đôi mắt suỵt suỵt, mới thình lình nhớ tới, đúng a, các ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy nhập ta Ma Hoàng khu vực, không có người phát hiện. Riêng là tên thiên ma này núi, trừ trọng binh phòng thủ bên ngoài, ba tầng trong ba tầng ngoài trận pháp không ngừng, các ngươi cho dù phá thủ sơn đại trận, cũng không có khả năng một điểm động tĩnh đều không phát trượt chân tiến đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tà cười một tiếng, mọi người liếc nhìn nhau, đều là lộ ra khinh miệt. Sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía một cái phương hướng. Triệu Thành gặp này,
cũng là theo lấy bọn hắn ánh mắt, nhìn về phía chỗ đó. Lại là bỗng dưng thân thể lắc một cái, giật nảy cả mình, là ngươi. Không tệ, chính là tại hạ, Ma Hoàng đại nhân. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm chậm rãi hướng về phía trước, cung khom người, cười nói, Nhẫn Mông đại nhân hậu ái, để cho ta trưởng quản toàn bộ Ma Hoàng lĩnh vực cùng Thiên Ma Sơn đại quyền, cho nên ta liền để những người kia mở một đầu xanh biết thông đạo, thả mấy vị này Bát Hoàng đại nhân tiến đến. Có tâm đắc tội, xin lỗi. Da mặt ngăn không được địa hung hăng run run, Triệu Thành tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Trác Phàm, ngươi tên phản đồ này, Lỗ Vốn Hoàng coi trọng như thế ngươi, ngươi thế mà làm ra như thế bán chủ cầu vinh sự tình, quả thật nên chết. Nói, Triệu Thành đã là thân thể bỗng nhiên lắc một cái, khí thế cường đại bỗng nhiên hướng Trác Phàm đè tới. Đồng thời nhất trưởng vung ra, một mảng lớn màu đen trưởng ảnh liền thẳng tắp hướng Trác Phàm ép đi. Ngăn không được hít sâu một hơi, Trác Phàm mặt lộ vẻ thần sắc, liên tục không ngừng hướng về sau lùi lại. Thế nhưng là đúng lúc này, một cái lắc mình, kiếm hoàng bóng người chợt hộ ở hai bên người hắn, một thanh trường kiếm một đến hướng về phía trước một đưa kiếm phá thương khung. Hiu! Tiếng xé gió lên, một đạo cực kỳ chói mắt bạch quang lóe qua, hóa thành 100 trượng cự kiếm, thẳng trên 9 tầng trời. Trong nháy mắt thì cùng cái kia to lớn màu đen trường ảnh, hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Chấn thiên hoàn toàn tiếng vang, chấn động bốn phía cao điểm đều đang không ngừng rung động. Kiếm hoàng hơi hơi run run, không khỏi liên tục lui về phía sau 10 bước, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình, nhìn về phía Triệu Thành khuôn mặt, cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Triệu Thành cũng hơi hơi rung động thân thể, ở ngực trì trệ, một miệng đỏ thẫm lần nữa chảy ra khóe miệng, trượt xuống khắp nơi, nhuộm đỏ một mảnh. Kiếm hoàng, ngươi thế nào? Nhìn thấy liền kiếm hoàng đều bị một chiêu đẩy lui. Mọi người cùng nhau đi vào bên cạnh hắn, nhìn về phía Triệu Thành sắc mặt, cũng đầy là ngưng trọng. Mọi người thực sự không nghĩ tới, Triệu Thành công lực đã đến thâm hậu như thế cấp độ, quả thực cũng là cái thứ hai Trác Nhất Phàm. Đế cảnh cao thủ truyền thừa, quả nhiên cường hãn. Hơi hơi khoát khoát tay, kiếm hoàng từng ngụm truyền mấy hơi thở hồng hộc, sắc mặt cũng là nắng rất mạnh, nhưng cùng lúc lại là càng thêm may mắn, tiểu tử này công lực, đã không là thằng cùi bắp ngày xưa, phải thận trọng đối đãi. May mà chúng ta sớm xuất thủ, đã trọng thương hắn, không phải vậy sau đó thật không biết nên như thế nào đối phó. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau gật đầu, Triệu Thành lại là trở thành tức giận, chăm chú nhìn Trác Phàm không thả. Trác Phàm, hàm răng cắn rát băng vang lên, Triệu Thành hai con ngươi đỏ bừng, thậm chí trong thất khiếu đều có máu tươi chảy xuống, bản hoàng ngày thường đối ngươi không tệ, ngươi vì sao như thế phụ ta? Nếu không phải ngươi đem những cái kia bị quỷ hoàng làm tay chân thi thể, pha tạp tại bản hoàng tài liệu luyện công bên trong, bản hoàng lại làm sao có thể như vậy tùy tiện bị bọn họ trọng thương. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa chi đồ, còn thế nào có mặt đứng trước mặt ta? Mỉm cười, Trác Phàm chậm chậm hướng về phía trước, lạnh nhạt đến gật gật đầu, Ma Hoàng đại nhân, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ta lúc đầu tìm nơi nương tựa đại nhân, chỉ là muốn chạy thoát tiền đồ. Nhưng là bây giờ đại nhân càng ngày càng mạnh, ngày sau chỉ sợ cũng không cần ta. Thỏ chết cáo buồn sự tình, ta không muốn tại trên người của ta phát sinh. Đặc biệt là bọn họ mấy vị Bát Hoàng đại nhân ra điều kiện xác thực rất dụ hoặc, cho phép ta Bát Hoàng chi vị, trung thân không thay đổi, ta thực sự không có lý do cự tuyệt như thế một cái tốt tiền đồ. Cho nên, ha ha, xin lỗi. Xin lỗi em gái ngươi, dám phản bội ta Ma Hoàng, đều đáng chết. Trong lỗ mũi phun ra hai ống khí thô, Triệu Thành bỗng nhiên một bước chân, liền hướng mọi người nhất trưởng đánh tới, nhưng nghe long ngâm róc rách, một đầu hắc long đã là quấn lấy hắn thân thể, lấy trùng thiên chi thế, hung hăng hướng mọi người đụng tới. Riêng là Trác Phàm, càng là hắn giết mục tiêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trác quản gia không cần phải lo lắng, có chúng ta ở đây, hắn thì thương tổn không ngươi. Một tay đem Trác Phàm hộ tại sau lưng, kiếm hoàng hét lớn một tiếng. Trác Phàm nghe đến, lại là cảm thấy ngăn không được địa sủi cười rộ lên. Nhớ năm đó bọn họ tựa hồ cũng là như thế nói với Triệu Thành, nhưng bây giờ lão tử không như cũ động Triệu Thành sao? Bọn họ hứa hẹn, tại lão tử cái này tránh thức Ma Hoàng trước mặt, đỉnh cái trứng dùng, hừ hừ. Trác Phàm cảm thấy khinh thường, mọi người nhưng lại không biết đây hết thảy, còn tại hết sức đem Trác Phàm hộ ở trung tâm bảo hộ. Đợi Triệu Thành sắp tiếp cận lúc, mới mạnh mẽ thực sự chân, đồng loạt ra tay, Triệu Thành,
ngươi còn có mặt mũi nói người khác, ngươi quên năm đó ngươi là như thế nào phản bội sư phụ ngươi sao? So với Trác quản gia mà nói, ngươi cái này khi sư diệt tổ tựa hồ càng không tư cách nói như vậy. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, tuyệt không kêu thiên hạ người phụ ta. Trong mắt nhất định, Triệu Thành đã là tụ lên lực lượng toàn thân vung ra song trường, cái kia hắc long cũng là giống to một tiếng, bỗng dưng thoát thể bay ra, hướng mọi người đánh tới. Nhìn ta âm minh quyết, đem các ngươi tất cả đều luyện hóa, ha ha ha. Nghĩ hay lắm, ngươi còn không có cái này công lực. Hét lớn một tiếng, kiếm hoàng cũng là đi đầu thả ra bản thân hoàng ấn, phá thiên liệt địa, vô thượng kiếm cương. Quỷ vũ thương khung, như có như không huyễn hư. Thiên địa liền cành, uyển chuyển quỳnh hoa. Bá bá bá. Năm đạo hoàng cực thiên ấn, hình thái khác nhau, tất cả đều tập hợp một chỗ, hung hăng hướng cái kia ma long phóng đi. Đụng một tiếng, thiên địa rung động, đen nhánh không gian cũng nói vẽ rơi, nứt ra đen nhánh lỗ hổng. Lục đạo hoàng cực thiên ấn va chạm, làm cho thánh vực không gian đều phá vỡ đi ra. Kiếm hoàng năm người hung hăng run run thân thể, cùng nhau hướng về sau lùi lại, sắc mặt ửng hồng, từng tia máu tươi không khỏi chảy ra khóe miệng. Triệu Thành lại là ngăn không được lui về phía sau bước, thẳng tắp lui vài chục bước, mới miễn cưỡng dừng lại. Sau cùng phốc một tiếng, một miệng lớn đỏ thấm dòng máu, trong nháy mắt phun ra xa hơn ba trượng. Thấy tình cảnh này, quỷ hoàng ngăn không được cười to lên, ha ha ha. Triệu Thành, chúng ta biết ngươi cái kia công pháp lợi hại, nhưng là chúng ta không theo ngươi chiến đấu, ngươi thì không có cơ hội luyện hóa chúng ta thần hồn. Chỉ cần chúng ta một mực lấy khí lực va chạm lực, dùng toàn lực va chạm. Ngươi trọng thương phía trước, chỗ nào còn có thể chịu nổi cái này xông lên chi lực chấn động. Chỉ cần lại đụng mấy lần, ngươi lập tức gân mạch đứt đoạn mà chết, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Ma Hoàng, thúc thủ chịu trói đi, ngươi đã không đường có thể đi. Thúc thủ chịu trói. Mi mắt hung hăng lay động, Triệu Thành tràn đầy oán độc hai con ngươi, chăm chú nhìn trước mặt mọi người không thả, lại là lộ ra làm cho người hoảng sợ nụ cười quỷ dị, muốn cho ta đầu hàng. Hừ hừ, không có cửa đâu. Mấy người các ngươi chờ đó cho ta, đợi ta chữa khỏi vết thương thế, thực lực tăng mạnh về sau, nhất định từng cái đến nhà tìm các ngươi tính sổ sách. Các ngươi đều cho ta đem cổ rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn chờ chết tốt, ha ha ha. Khinh thường bĩu môi, kiếm hoàng từ chối cho ý kiến, ma hoàng, ngươi đã bị chúng ta vây quanh, có thể chạy đi nơi đâu. Ngươi đã mất đường có thể trốn, thức thời đưa ngươi tại Minh Hải thu hoạch được công pháp giao ra. Chúng ta cũng không làm khó ngươi, không phải vậy lời nói. Công pháp, ta liền biết, có thể để các ngươi bọn này lão già kia liên thủ đối địch, cũng liền lý do này, cùng năm đó thật sự là giống như đúc a. Liếc mắt nhìn bọn họ, Triệu Thành lại là dao động cái đầu, mặt mũi tràn đầy chế nhạo, bất quá đáng tiếc a, ta không là năm đó sư phụ, cầm tới bảo vật còn không cho mình lưu lại thủ đoạn. Vết xe đổ, còn ở trước mắt, các ngươi muốn bắt ta, căn bản là si tâm vọng tưởng. Ha ha ha. Cười to một tiếng, nhưng nghe hô một tiếng, Triệu Thành toàn thân cuồn cuộn hắc khí lượn lờ, đã là trong nháy mắt biến mất bên trong. Hai con ngươi chừng một cái, kiếm hoàng tay mắt lanh lẹ, một đạo kiếm quyết, nhất chỉ bổ ra, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Bạch, chói mắt vệt trắng xẹt qua hư không, chính chính bổ vào cái kia khói đen mờ mịt chỗ, đem tất cả hắc ám bổ đến tiêu tán không thấy. Thế nhưng là, khiến người ta trợn mắt hốc mồm là, hắc khí kia bên trong thậm chí ngay cả một bóng người đều không có. Triệu Thành thân thể, cứ như vậy dưới ban ngày ban mặt, vô duyên vô cớ không thấy. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây là có chuyện gì? Lẫn nhau nhìn lẫn nhau, trong mắt mọi người chớp động lên nghi hoặc, kiếm hoàng càng là chăm chú nhìn chăm chú về phía Trác Phàm chỗ đó, hỏi Trác quản gia, ngài mưu trí siêu phàm, lại đi theo ma hoàng bên người không ít thời gian. Biết bên trong đến tột cùng sao? Ngưng lông mày tỉ mỉ suy tư một chút, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, xem ra ma hoàng thật sự là cho mình lưu một cái thủ đoạn bảo mệnh, ngay cả ta cũng không biết bên trong nguyên do. Bất quá có thể khẳng định là, hắn vừa mới cái kia một chút cũng là chướng nhãn pháp mà thôi, không có khả năng thật hư không tiêu thất. Chung quanh đây cần phải có cái gì mật đạo, để hắn trốn mới đúng. Không sai, Trác quản gia nói có lý, lập tức tìm kiếm. Bình tĩnh gật gật đầu, kiếm hoàng hét lớn một tiếng, mọi người liền cùng nhau bắt đầu tìm kiếm. Trác Phàm cũng là chậm chậm hành tẩu, ngó nhìn hoàn cảnh chung quanh, âm thầm suy nghĩ.
Thế nhưng là, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, tất cả mọi người không thu hoạch được gì. Thẳng đến sau ba canh giờ, Diễm Hoàng mới rít lên một tiếng, dường như phát hiện tân đại lục giống như hưng phấn nói, các người mau đến xem, tìm tới ám đạo. Mọi người nghe đến, vội vàng đi qua xem. Quả nhiên, tại một mảnh xanh tươi tốt bụi cỏ ở giữa, ẩn giấu đi một cái đen xì động huyệt, xa xa nhìn xuống dưới, liếc một chút không nhìn thấy đáy. Ta đi trước xem, các ngươi sau đó. Kiếm Hoàng không hổ Bát Hoàng đứng đầu, dùng cho làm gương mẫu, thời khắc thế này, một ngựa đi đầu, muốn đi xuống, cũng là bị Trác Phàm phất phất tay, ngăn cản. Mọi người không hiểu, nhìn về phía hắn, Trác Phàm chỉ là bật cười một tiếng, thở dài, khác uổng phí tâm cơ, ba canh giờ đi qua, hắn có thể chạy sớm chạy xa, theo sau cũng đuổi không đến, uổng phí sức lực mà thôi. Thế nhưng là, chúng ta tối thiểu có cái manh mối. Các ngươi coi là, hắn hiện tại gặp như thế biến đổi lớn, hội cho các ngươi lưu lại truy tung manh mối sao? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Mọi người nghe này, cũng là ngăn không được nhíu mày, mặt mũi tràn đầy âm trầm, quỷ hoàng càng là nhịn không được gấp, thế nhưng là ma hoàng phải chết, nếu không mà nói, chờ hắn khôi phục, gặp nạn nhưng chính là chúng ta. Sắc mặt nghiêm một chút, trong lòng mọi người cũng là cùng nhau trở nên nặng nề. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Huống chi, vẫn là như thế khó giải quyết một cường giả chạy. Như là không thể lập tức diệt trừ, quả thực làm cho người ăn ngủ không yên a. Trác quản gia, người có cái gì tốt đối sách, nếu là cái kia Triệu Thành trở về báo thù, cái thứ nhất tìm khẳng định là ngươi. Lúc này, Diễm Hoàng vừa nhìn về phía Trác Phàm hỏi thăm lên tiếng. Nghe được lời này, bọn người cũng cùng nhau nhìn về phía hắn. Dù nói thế nào, Trác Phàm cũng là bằng vào mưu trí khiến Bát Hoàng không dám xem thường, hắn chú ý, coi là thật rất là chân quý. Mỉm cười, Trác Phàm không chút phật lòng, yên tâm đi, hắn chạy không. Há, lời ấy sao giảng? Tuy nhiên chúng ta không có khả năng theo cái lối đi này phía trên tìm tới hắn hạ lạc, nhưng là các ngươi có thể suy nghĩ một chút hắn hiện tại tình cảnh. Trọng thương tại thân hắn, cho dù lại giảo hoạt, lại nghĩ ẩn nặc tung tích, cũng hầu như đến liệu thương luyện công đi. Mà đã muốn liệu thương luyện công, suy nghĩ một chút hắn công pháp chính là. Hắn cần đại lượng người sống. Trước mắt chưa phát giác sáng lên, Diễm Hoàng nhất thời hiểu được, chỉ cần chúng ta đem mỗi cái địa vực tất cả mọi người miệng đều giám sát chặt chẽ, một khi có chỗ nào đại lượng người mất tích, thì tất nhiên có thể tìm tới hắn hạ lạc. Cười nhẹ gật gật đầu, Trác Phàm biểu thị tán đồng, ta chính là cái này ý tứ. Không sai địa gật gật đầu, mọi người nhìn về phía Trác Phàm, cũng là một mặt kính phục. Cái này Trác quản gia quả nhiên tài trí vô song, một câu bên trong a. May mà hắn không có thực lực. Không phải vậy không phải thành mạnh nhất Bát Hoàng không thể, bọn họ người khác nhưng là không còn nơi đặt chân. Như vậy, chúng ta thì tách ra hành động, một bên mỗi người tìm kiếm, một vừa chú ý các lĩnh vực nhân khẩu đi. Sau cùng, Kiếm Hoàng làm ra đề nghị, mọi người gật gật đầu, liền tất cả đều mỗi người rời đi nơi này. Chỉ có Trác Phàm, nhìn xem cái này không đấy, trầm ngâm một chút đi, lại là đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị tới. Rất nhanh. Thánh vực Bát Hoàng khu vực bắt đầu một trận nghiêm mật điều tra, bởi vì Triệu Thành mất tích quan hệ, lại thêm còn lại ngũ hoàng lực nâng, Trác Phàm rốt cục danh chính ngôn thuận trưởng quản ma hoàng lĩnh vực tất cả sự vụ. Có Lạc gia các tinh anh phái đến các nơi hung ác nắm quyền lực, ma hoàng lĩnh vực đã họ Lạc. Trên dưới một thể, đều là nghe Trác Phàm một người hiệu lệnh. Cứ như vậy, một tháng thời gian đi qua, phiến địa vực này tựa hồ tương đối yên tĩnh, không có việc lớn gì phát sinh. Rốt cục. Làm tất cả mọi người đều có chút nhục chí lúc, tại Ma Hoàng cùng Diễm Hoàng lĩnh vực chỗ giao giới, truyền tới một tin tức nặng ký. Toàn bộ một cái thành trấn người, bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Điều này không khỏi làm còn lại ngũ hoàng rất là chấn kinh, vội vàng thân phó chỗ đó điều tra. Chỉ có Trác Phàm không có đi, mà lại một thân một mình đi một địa phương khác. Di giao tốc, cách Thiên Ma Sơn ngoài 5 dặm, một cái ẩn nấp khe núi nhỏ bên trong, rừng lá rậm rạp. Che khuất bầu trời. Một đạo có chút suy yếu bóng người, phí thời gian lấy tốc độ, tại ẩm ướt giữa rừng núi, từng bước hướng về phía trước, chỉ chốc lát sau, liền tới đến một cái sơn động miệng. Hai lần trên thân nước đọng, người kia thở sâu, đầu đầy lộn xộn dưới tóc, lộ ra một đạo nụ cười hưng phấn. Khô quát ngón tay vệt một chút trong tay giới chỉ, 10 phần thỏa mãn địa tiếp tục hướng trong động đi đến.
ta liền biết ngươi hội đến nơi đây. Bỗng nhiên, người kia vừa mới vào động, một đạo đạm mạc quát nhẹ liền đột ngột đến vang vọng trong động. Người kia không khỏi thân thể bỗng nhiên lắc một cái, quay đầu nhìn lại, lại chính gặp một đạo quen thuộc bóng người chính khoan thai tự đắc địa dựa vào nhất phiến thạch tường, trong tay cầm một cái bát trà, tại thanh nhàn thưởng thức trà. Trác Phàm, là ngươi. Đúng vậy a, Ma Hoàng đại nhân, Tà Dị cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Đem tóc dài đầy đầu đẩy ra, lộ ra Triệu Thành cái kia phẫn nộ khuôn mặt, chỉ bất quá gương mặt này so với trước kia đến, lại là càng thêm tiểu tụy tang thương rất nhiều, thậm chí từng đạo hắc khí đều ở trên mặt như con run giống như nhúc nhích, giống như người giống như quỷ, không phải người không phải quỷ. Ngươi làm sao lại tìm tới ta? Nơi này cần phải rất bí ẩn, ta cũng không có lưu lại cái gì manh mối đi. Rất đơn giản. Mỉm cười, Trác Phàm thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nơi này, không phải ngươi khi còn bé thường đến địa phương sao? Riêng là, mỗi lần bị đánh, ngươi đều hội chạy đến nơi đây khóc lớn một trận, còn tưởng rằng người nào cũng không biết. Thực, có một người một mực tại bên cạnh vừa nhìn ngươi. Thân thể ngăn không được lắc một cái, Triệu Thành không khỏi kinh hãi, ngươi. Ngươi làm sao lại biết ta không bao lâu là sự tình? Không có trả lời, Trác Phàm chỉ là khóe miệng hơi vểnh, tiếp tục thưởng thức trà. Thật sâu nhìn lấy hắn, gặp hắn không nói, Triệu Thành trầm ngâm một chút, lại là hung hăng khoát tay chặn lại, không suy nghĩ thêm nữa, trái lại khóe miệng lại xẹt qua lạnh lẽo, châm chọc nói, Trác quản gia, ngươi lần này thì một người tới sao? Đúng vậy a, ngươi ở bên ngoài cùng với bên trong, thấy qua người khác cái bóng sao? Ha ha ha, buồn cười a buồn cười, ngươi ngày bình thường thế nhưng là quỷ kế đa đoan, hiện tại làm sao cũng rơi vào mơ hồ. Một người thì dám tìm đến ta nơi này, không có cường giả ở bên người bảo hộ, ngươi chính là cái con kiến hôi. Coi như tìm tới cái sơn động này lại như thế nào, ngươi đã không có cơ hội đi mật báo. Ta cần phải đi mật báo sao? Ngươi lại giết không ta, ha ha ha. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Sắc mặt giận dữ, Triệu Thành tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ta giết không ngươi. Hừ hừ, đó là bản hoàng thương tiếc ngươi tài năng, không muốn giết mà thôi. Bây giờ ngươi dám phản bội bản hoàng sớm muốn đem ngươi giết cho sướng. Thiên Ma Trưởng. Giống to một tiếng, Triệu Thành nhất trưởng đánh ra, một chương dài ba trưởng to lớn màu đen trưởng ảnh, đã là trong nháy mắt đánh tới hướng Trác Phàm chỗ đó. Cái kia khủng bố uy thế, làm cho chỉnh sơn động đều đang không ngừng lay động. Tựa hồ một trưởng này phía dưới, cái này toàn bộ sơn phong liền muốn hoàn toàn hóa thành bột mịn. Thế nhưng là, Trác Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Bạch, uyển như gió mát quất vào mặt, cái kia màu đen trưởng ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt ngăn không được co lại, Triệu Thành quá sợ hãi, nhưng là hắn lại không phục, thân thể lắc một cái, nhưng nghe từng hồi rồng gầm, hắn hoảng ấn, đầu kia hắc long cũng là một tiếng ầm vang xông tới, hung hăng hướng Trác Phàm đánh tới. Bất quá đối với này, Trác Phàm nhưng như cũ không rảnh để ý, hơi cong nhất chỉ, nhẹ nhàng bắn ra. Phốc, một đạo trầm đục, đầu kia hắc long liền siêu một tiếng, bay ngược lấy lật lăn lộn mấy vòng, lại cho đạn hồi Triệu Thành thể nội. Hắn cũng là không khỏi đăng 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 lui về phía sau vài chục bước, sắc mặt một đỏ, một địa phun ra một miệng đỏ thẫm dòng máu, đã là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lộ rõ trên mặt. Sao, làm sao có thể, ngươi không phải tụ khí cảnh sao? Không phải, ta giống như ngươi, hoàng giai đỉnh phong. Việc đã đến nước này, Trác Phàm không có gì giấu giếm, lại phẩm một miệng trà thơm, khẽ cười nói. Mí mắt hung hăng run run, Triệu Thành vẫn là khó mà tin được, hoàng giai đỉnh phong. Điều đó không có khả năng, đồng dạng tu vi, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy đem ta chiêu thức phá giải. Ta thế nhưng là bát hoàng A, đã là hoàng giai người nổi bật. Nếu như những lời này là người khác hỏi ra, kiếm hoàng bọn họ cái gì, ha ha ha. Ta sẽ nói, các ngươi có biết hay không cái gì gọi là người ngoại nhân, thiên ngoại thiên. Mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm tà mị nhìn về phía hắn, có điều, vấn đề này là ngươi cha hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vô luận ma sát quyết vẫn là thiên ma trưởng, ngươi một thân bản sự đều là ta dạy, phá ngươi mấy cái chiêu thức có cái gì kỳ quái. Ầm ầm. Giống như sấm sét bổ đỉnh, Triệu Thành thân thể bỗng nhiên rung động một cái, kìm lòng không đặng hướng về sau liên tục lui bước, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt,
giống như nhìn thấy quỷ thần giống như kinh khủng, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi cảm thấy đâu? Chăm chú nhìn Triệu Thành, Trác Phàm hai con ngươi xẹt qua quỷ dị ánh sáng. Da mặt càng không ngừng co rúm, giống như đụng quỷ, Triệu Thành không ngừng dao động cái đầu, tự lẩm bẩm, tựa như điên cuồng, không. Không có khả năng, sư phụ ta đã chết, lúc đó tự bạo liền thần hồn đều tan hết, không có khả năng lại xuất hiện tại cái này thế giới. Đúng vậy a, thần hồn đều tan hết, Trác Nhất Phàm làm sao có thể hồi được đến. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Trác Phàm trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, có điều, hắn cái gì đều biến mất, nhưng ý niệm còn lưu giữ, liền có người truyền thừa. Một cái vừa mới chết không lâu thiếu niên, dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành cái thứ hai Trác Nhất Phàm. Không, hẳn là kế thừa hắn tất cả ý chí thôi. Nói cho cùng, Trác Nhất Phàm là Trác Nhất Phàm, Trác Phàm là Trác Phàm. Mí mắt càng không ngừng nhẹ rung lấy, Triệu Thành cứ như vậy kinh ngạc nhìn hắn. Một mặt mê mang nghi hoặc, đây là ý gì, người đến tột cùng là Trác Phàm vẫn là Trác Nhất Phàm. Đã là Trác Phàm, cũng là Trác Nhất Phàm, đã từng Trác Nhất Phàm, mà bây giờ Trác Phàm. Xùy cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, đứa ngốc a, ngươi không phải vẫn muốn đến dòm cửu u bí lục tinh hoa sao? Đây chính là bên trong một chiêu, tàn niệm chuyển sinh đại pháp. Nói cho cùng, người chỗ lấy là người, không ở chỗ nhục thể, cũng không ở chỗ linh hồn. Chỉ để ý đọc mà thôi. Người ý niệm ở nơi nào, người thì ở nơi nào. Thân thể ngăn không được mạnh mẽ chấn động một chút, Triệu Thành liên tục không ngừng hướng về sau liền lùi lại, đụng một tiếng, đụng tại sau lưng trên vách đá, đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngươi chính là sư phụ. Từ chối cho ý kiến, Trác Phàm khóe môi nhếch lên cười yếu ớt. Sư phụ tha mạng, năm đó sự tình ta không phải có lòng, là bọn họ bức ta. Ngài tuyệt đối không nên dẫn lây sang ta à. Bịch một tiếng, Triệu Thành trong nháy mắt quỳ ngã xuống, liên tục đập mấy cái khấu đầu, đã là sợ đến đầy mặt trắng bệch, khóc thiên đập đất địa cầu xin tha thứ, ngài có thể coi là sổ sách, đi tìm bọn họ, ngàn vạn đừng tới tìm ta. Nếu là có bất cứ phân phó nào, đệ tử đều nguyện phục cực khổ, mời sư phụ tha thứ đệ tử a. Phanh phanh phanh, liên tiếp giòn vang liên tiếp. Triệu Thành toàn bộ cái trán đều lộ ra sưng đỏ lên. Trác Phàm cứ như vậy nhìn lấy, cũng im lặng, chỉ là khóe miệng một mực treo đạm mạc cười yếu ớt, không vui không buồn, lại là khiến người ta xem xét, thì có loại không hiểu dùng mình cảm giác. Chờ Triệu Thành trọn vẹn đập 100 khấu đầu, Trác Phàm mới thở phào một hơi, cười khẽ một tiếng, đứa ngốc a, vi sư lúc nào nói qua muốn tìm ngươi tính sổ sách. Ách, sư phụ, ngài bỏ qua cho ta, chưa phát giác đại hỉ. Triệu Thành trèo lên thì lộ ra hy vọng chi sắc. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm lộ ra một bộ hòa ái khuôn mặt, tốt xấu sư đồ một trận, ta biết ngươi là bị bọn họ mê hoặc, bây giờ cái này đồng dạng sự tình, vi sư cũng kinh lịch, lại có thể không biết ngươi khi đó khó xử. Sư phụ minh bạch liền tốt, đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Lần nữa cuống quýt dập đầu, Triệu Thành không ngừng cảm kích. Không có đi ngăn cản hắn, tùy ý hắn như thế bái lấy. Trác Phàm tiếp tục nói, thế nào, vi sư truyền cho ngươi thiên ma đại hóa quyết, tu luyện được có thể còn tốt. Thiên ma đại hóa quyết. Thân thể trì trệ, Triệu Thành trong mắt chớp động lên vẻ mờ mịt, không phải âm minh quyết a, tại sao lại biến thành. Thiên ma đại hóa quyết là cửu u bí lục bên trong công pháp chí cao, vi sư chính là ma đạo trông mong, truyền lại từ đúng vậy là ma công, làm thế nào có thể truyền đồ đệ mình minh đế công pháp, đây không phải danh bất chính, ngôn bất thuận sao. Hả, thì ra là thế, sư phụ rốt cục truyền ta cửu u bí lục, cảm tạ sư phụ, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Vui mừng trong bụng, Triệu Thành lần nữa bái hạ. Mặc kệ như thế nào, mình đế cũng tốt, mà đế cũng được, chỉ cần đế cảnh cao thủ công pháp thì tuyệt đối là đồ tốt, luyện ai cũng cùng dạng. Thật sâu nhìn lấy hắn, Trác Phàm sắc mặt bình tĩnh, người vẫn chưa trả lời ta, cảm giác công pháp này như thế nào. Sư phụ truyền lại công pháp. Tự nhiên tinh diệu vô song. Đi qua mấy tháng này tu luyện, đồ nhi đã thực lực tăng nhiều, khiếu ngạo quần hùng. Ta nghĩ không ra mấy ngày, ta thì có thể đột phá thánh giả, ha ha ha. Một tiếng ngửa mặt lên trời cười to, Triệu Thành lại có chút điên cuồng, hoa chân múa tay. Chỉ là hắn sắc mặt, lại là trở thành âm trầm, mi mắt chính giữa, càng là hắc khí lượn lờ, không có nửa phần sinh khí có thể nói. Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, thỏa mãn gật gật đầu. Hiu hiu hiu.
Đúng lúc này, tiếng xé gió lên, một đạo thanh âm quen thuộc cũng đột ngột đến truyền vào đến, cái kia Triệu Thành một đường hướng nơi này đến, không có sai, ngươi nhìn cái này linh áp quỹ tích. Không chỉ chừng này, còn có những thứ này nồng đậm ma khí, cũng hẳn là hắn lưu lại, hắn nhất định thì ở phụ cận đây. Là bọn họ. Không khỏi giật mình, ngay tại vui mừng khôn xiết Triệu Thành sắc mặt đại biến, cái này sao có thể, ta hành sự rất cẩn thận, vì sao sẽ còn bị bọn họ tra được dấu vết để lại, theo dõi tới. Si Nhi. Thế mà, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một tiếng nhạt uống đã là đột nhiên vang lên, Triệu Thành sững sờ, quay đầu nhìn lại, thấy là Trác Phàm, lập tức nghiêm túc lên, giống như một cái nhìn thấy gia trưởng hài tử giống như, vội vàng đứng nghiêm nói, sư. Sư phụ, ngài có dặn dò gì? Vừa mới ngươi không phải nói muốn vì ta cống hiến sức lực sao? Hiện tại thời điểm đến, ra ngoài đem bọn hắn đều giết, đền bù ngươi trước kia sai lầm đi. Khẽ liếc hắn liếc một chút, Trác Phàm khoan thai lên tiếng, đối đãi ngươi lấy công chuộc tội về sau, hai chúng ta sẽ cùng nhau tung hoành thiên hạ. Trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, Triệu Thành ngăn không được gật đầu, hân hoan nói, đúng, sư phụ, đồ nhi tuân mệnh. Nói, hắn đã là quay người lại, trong nháy mắt chạy ra sơn động bên ngoài. Nhìn lấy hắn bóng lưng dần dần biến mất, Trác Phàm lại là bật cười lắc lắc đầu. Vĩnh biệt, ngốc đồ đệ. Kiếm Hoàng, mấy người các ngươi lão già kia, lại có loại tìm tới nơi này. Đã như vậy, các ngươi thì đều giữ mệnh lại a, ha ha ha. Bên ngoài sơn động một dặm chỗ, Kiếm Hoàng bọn họ ngay tại tỉ mỉ tìm kiếm, chợt hét lớn một tiếng vang lên, Triệu Thành cái kia tràn đầy ngung cuồng bóng người đã là trong nháy mắt lóe lướt qua đến, toàn thân nồng đậm hắc khí, dẫn tới bốn phía hoa cỏ cây cối đều trong chốc lát khô héo xuống tới. Ma Hoàng Triệu Thành, trong mắt cùng nhau lắc một cái, năm người lẫn nhau nhìn một chút, sau đó liền hét lớn một tiếng, cùng một chỗ hướng Triệu Thành phóng đi, toàn thân nguyên lực phồng lên. Đều xuất ra suốt đời toàn lực, Triệu Thành, đem đồ vật giao ra, nếu không ngày này sang năm cũng là ngươi ngày rỗ. Muốn đoạt ta công pháp, giữ mệnh lại đến lại nói, ha ha ha. Hoàn toàn không đem Ngũ Hoàng để vào mắt, Triệu Thành đã điên cuồng đến điên, song trưởng cùng vung, từng đạo đen nhánh trưởng ảnh như cuồng phong bạo vũ giống như hướng mọi người bay tới, thiên ma trưởng. Kiếm phá hư không, thiên hoa rực rỡ, gào khóc thảm thiết. Đồng dạng. Năm vị bát hoàng cao thủ cũng là cùng nhau tế ra bản thân tuyệt chiêu, đem toàn thân công lực tụ vào một điểm vung ra. Chỉ một thoáng, bên trong thiên địa, năng lượng mãnh liệt va chạm, chấn thiên hoàn toàn nổ tung bên tai không dứt. Đen nhánh không gian hắc động, từng khối vỡ vụn, như mạng nhện lan tràn tứ phương. Bốn phía sơn mạch, cũng là từng tòa chấn vỡ thành hư vô, đầy trời bột mịn hóa thành cuồng sa, cuốn lên vô tận hạt bụi, che khuất bầu trời. Phốc phốc phốc. Cường đại lực phản chấn, chấn động đến mỗi một cao thủ gân mạch phồng lên đâm đau, nội phủ phiên giang đảo hải. Kiếm Hoàng mọi người, thân thể run lên, cuối cùng nhịn không được liên tiếp nôn ra từng đạo đỏ thẫm máu nước, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống tới, khí tức cũng yếu rất nhiều. Triệu Thành cũng giống như vậy từ trong miệng lật ra xen lẫn nội tạng huyết tương, nhưng là hắn lại không tự biết giống như, vẫn như cũ điên cuồng hưng phấn cười to, song trưởng vẫn như cũ liều mạng vung ra, toàn lực ứng phó. Dường như hoàn toàn không cảm giác người giống như, ngay cả mình trọng thương đều không để ý. Rầm rầm rầm. Rốt cục, cường đại thiên ma trưởng đem năm vị bát hoàng hất tung ở mặt đất, trong bụng như lửa thiêu lại không dư lực chiến đấu. Triệu Thành lại là phạch một cái, rơi xuống trước người bọn họ, trước mắt một mảnh tự đắc kích động. Ha ha ha, chỉ muốn giết bọn hắn năm người, sư phụ liền sẽ tha thứ, để cho ta quay về môn hạ. Có ma đế công pháp. Sau này thiên hạ này chính là chúng ta sư đồ hai người, hắc hắc hắc. Ưng ực ưng ực. Một cỗ bọng máu theo Triệu Thành trong miệng toát ra, theo khóe miệng chảy xuống, dính được đầy người đều là, hắn lại không tự biết, vẫn như cũ đạp lên đã phí thời gian tốc độ, từng bước một hướng Kiếm Hoàng bọn họ bước đi, trong mắt đều là trần trụi hung mang. Con hàng này đã triệt để điên cuồng. Liếc nhìn nhau, mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, Diễm Hoàng càng là ngăn không được thấp thỏm nói. Hắn hiện tại người cũng bị thương nặng, thế mà còn nghĩ đến cùng chúng ta liều mạng, hắn là thật không sợ chết a. Cũng là bởi vậy mới đáng sợ a, cùng một người điên đánh, người căn bản không biết hắn sẽ làm ra cái gì sự tình đến. Da mặt hung hăng run run, Kiếm Hoàng cánh tay vội vã hướng về sau chống đỡ, thân thể hung hăng cuộn mình, nhìn về phía Triệu Thành ánh mắt, đã là có chút sợ hãi. Tiểu tử này đến tột cùng làm sao,
xuất thủ không có trình tự quy tắc, lại là dị thường hung mãnh, hoàn toàn cũng là lối đánh liều mạng a. Theo lý thuyết, hắn hiện tại trong tay cầm lấy công pháp, cần phải lớn nhất cẩn thận mới đúng, làm sao như thế không muốn sống, cái này không hợp với lẽ thường a. Vẫn là nói, hắn đã là cái người điên. Đáng chết, thế mà chết tại một cái luyện công cướp cỏ điên trong tay người, thật sự là chết không cam tâm a. Liếc nhìn nhau, mọi người vừa nhìn về phía từng bước một hướng bọn họ tới gần, giống như ma quỷ Triệu Thành, trên mặt là đã kiêng kỵ, lại biệt khuất. Thế nhưng là, Triệu Thành dĩ nhiên đã điên cuồng địa dịch bước đến trước người bọn họ, lộ ra tràn đầy máu me đầm đìa hàm răng, nhất trưởng hướng bọn họ đánh tới, các người đám lão gia này, đều cho lão tử đi chết đi, ha ha ha. Kít! Thế mà, tại năm người giữ tợn dưới con mắt, Triệu Thành mãnh liệt nhất trưởng, lại là trong nháy mắt đình trệ trên không trung. Lại nha chụp không được đi. Sau đó, làm cho người không thể tưởng tượng sự tình phát sinh, hắn toàn thân cao thấp bắt đầu toát ra cuồn cuộn hắc khí, sau đó hắc khí một cái thay đổi, nhất thời đem cả người hắn hoàn toàn bao khỏa đi vào. Đồng thời, tại từng tiếng chói tai quỷ khiếu phía dưới, hắn thân thể cũng dần dần bị những hắc khí này cắn nuốt, cái kia cỗ bứt rứt đau đớn, càng là khiến ngăn không được kêu rên lên tiếng, mặc phá thương khung. A, à, một cái cá chép nhảy. Triệu Thành cả người sau té ngã trên đất, không ngừng đến bốn phía bốc lên, thống khổ không thôi. Cái kia năm vị bát hoàng nhìn lấy đây hết thảy, một mặt hồi hộp, nhưng lại rất là kỳ lạ. Hắn, đến tột cùng làm sao? Lúc này, Triệu Thành câu nói tiếp theo, lại là lần nữa để mọi người kinh ngạc không hiểu, cảm giác lưng chợt gió mát lạnh rung lên, sư phụ, sư phụ. Đây là có chuyện gì, ngài nhanh tới cứu ta a, sư phụ. Sư phụ. Hắn đang nói cái gì, sư phụ hắn không phải ma hoàng chắc nhất phàm sao? Lông mày nhíu lại, Diễm Hoàng một mặt kỳ dị nhìn về phía mọi người, thế nhưng là tiểu tử kia không phải đã chết mấy ngàn năm a, làm sao cái này Triệu Thành hiện tại hội gọi hắn tục danh? Rear mép khẽ run, Kiếm Hoàng thật sâu nhìn lấy hắc khí kia đầy người, thịt cuốn dán bóng người, suy nghĩ một chút, hơi hơi gật gật đầu, ta minh bạch, hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, cho nên tâm trí thất thường. Xem ra hắn nội tâm một mực hổ thẹn tại Trác Nhất Phàm, cho nên trước khi chết nhìn thấy ảo giác, lên chuộc tội chi tâm, mới có thể kêu lên qua đời người tục danh a, chúng ta ngược lại là không cần coi là thật. Nghe được lời này, mọi người cảm thấy có lý, đều là tán đồng gật đầu. Xác thực, năm đó Triệu Thành thân thể vì đệ tử, lại là khi sư diệt tổ, bán sư tôn. Tuy nhiên về sau đổi lấy ma hoàng uy danh, đến một phương chư hầu chi thế, nhưng tại ở sâu trong nội tâm. Đối sư phụ áy náy cũng hẳn là một cái lòng hắn kết. Nghĩ như thế, đây có phải hay không là hắn luyện công cướp cỏ nguyên nhân đâu? Vừa nghĩ đến đây, mọi người lại nhìn về phía đau đến khản giọng liệt phế gầm loạn Triệu Thành, trong lòng đã hật, lại cười, còn có một chút xót thương ở bên trong. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, Triệu Thành trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, cũng không phải là ảo giác, mà chính là thật tại kêu gọi sư phụ cứu mạng. Chỉ tiếc, đối với cái này bất tài đồ, Trác Phàm không đưa đánh chết hắn coi như tốt, lại nơi nào sẽ xuất thủ cứu giúp đâu. Đứa ngốc a. Chợt, Trác Phàm một đạo mật ngữ truyền âm tiến vào Triệu Thành trong tai. Còn tại không ngừng giật giật Triệu Thành, bỗng dưng thân thể trì trệ, dường như gặp phải cứu tinh giống như, vội vàng nói, sư phụ cứu ta, sư phụ cứu ta. Hiện tại, người có thể lại nói xuống tu luyện thiên ma đại hóa quyết cảm ngộ sao? Thế mà, truyền vào hắn trong tai lại không phải cái gì cứu mạng chi pháp, mà chính là Trác Phàm lúc trước vấn đề. Không khỏi sững sờ, Triệu Thành có chút nghẹn lời, trong mắt mê mang một mảnh. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm mở miệng yếu ớt, hiện tại ngươi biết, lúc trước vi sư không cho ngươi đụng cửu u bí lục khổ tâm đi. Ngươi tâm thái tham, không có tiết chế. Thiên ma đại hóa quyết mặc dù là tu luyện nhanh chóng pháp môn, nhưng là lấy người khác công lực cho mình dùng, nào có dễ dàng như vậy. Mỗi khi hấp thu một chút, tất phải nhanh luyện hóa thành bản thân công lực, nếu không công lực hỗn tạp, lại thêm luyện hóa người khác thần hồn, oán niệm mọc thành bụi, ắt gặp phản phệ. Nó hội mài mòn thân thể ngươi, ăn mòn ngươi tâm trí, cuối cùng từ ăn quả. Ta sai, sư phụ, ta không nên chỉ vì cái trước mắt, ta biết sai, ngài mau cứu ta. Không, ngươi chỉ sai một nửa. Thế nhưng là, đối với hắn cầu xin tha thứ. Trác Phàm lại là mỉm cười cười một tiếng, tiếp tục nói, thực cho dù ngươi có thể tu thân dưỡng tính, đối cái này thiên ma đại hóa quyết có thể tiến hành theo chất lượng tu luyện, cũng không có gì chứng dùng.
bởi vì cái này công pháp, bản thân liền không được đầy đủ. Công pháp phía trước nhất một câu, ta tiết kiệm, cũng là muốn luyện công, tất yếu trước tự phế công lực. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, thiên ma đại hóa quyết đã muốn hút người khác công lực cho mình dùng, đầu tiên chính mình liền phải là cái không bình, mới có thể gánh chịu vạn vật. Nếu không bản thân công lực liền sẽ cùng ngoại giới công lực chỏi nhau, tạo thành ngăn cách, chung thân khó có thể luyện hóa. Mà hấp thu công lực càng nhiều, ngăn cách càng nhiều, sớm muộn cũng sẽ phản phệ. Như vậy ngài, ra mặt lắc một cái, Triệu Thành tựa hồ minh bạch cái gì? Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm tiếp lấy truyền âm, không sai, ta chính là sợ ngươi luyện đúng, cô phụ ta một phen tâm huyết, mới làm tay chân. Cho nên mặc kệ như thế nào, ngươi đều không có cơ hội thành công. Bất quá lật đầu qua đến nghĩ, ngươi người này vốn là tính tình vội vàng sao động, coi trời bằng vung, coi như ta đem bản thật cho ngươi, ngươi cũng không thành công hy vọng đi. Chỉ là, ta ở cái này hy vọng phía trên, lại thêm một phần bảo hiểm mà thôi. Ha ha ha, thì ra là thế, ngài lần này trở về, chính là muốn báo thù. Nhịn không được cười lớn một tiếng, Triệu Thành một cái xoay người, nằm ngửa trên mặt đất, mặc cho hắc khí kia ở trên người lượn lờ, hai chân đã hoàn toàn bị hóa thành bụi phấn, lại là rốt cuộc bất động. Tuy nhiên cái kia cỗ đau đớn y nguyên bứt rứt, nhưng là trong mắt của hắn, đã hoàn toàn thành cho tàn chi sắc, tuyệt vọng mà bất lực. Cái kia ngũ hoàng nhìn thấy, không khỏi sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tử này lại thế nào, đã không có ý định dẫy dụa sao? Vừa mới Trác Phàm cùng Triệu Thành đều là mật ngữ truyền âm, bọn họ lại là cái gì cũng không nghe thấy. Trong mắt sống tuếch, lúc này Triệu Thành trên mặt đã không có bất kỳ cái gì biểu lộ, sư phụ, lấy ngươi thực lực bây giờ, muốn báo thù lời nói, đau thật thương thật đến, bát hoàng bên trong cũng không có một người là đối thủ của ngươi, làm gì làm đến phức tạp như vậy. Đứa ngốc a, ngươi thế nhưng là đồ đệ của ta, vi sư lúc trước như thế nào chết, ngươi không nên thể hội một chút sao? Còn có, nếu là không cho ngươi tự mình luyện một chút cái này khiến ngươi tha thiết ước mơ ma đế công pháp, ngươi lại có thể trải nghiệm vi sư năm đó khổ tâm. Nếu không, đến chết ngươi còn tại quái vi sư tàng tư, cảm thấy lúc trước hết thảy đều là ngươi làm rất đúng đâu. Bờ môi nhịn không được run run, Triệu Thành trong mắt đã là chớp động lên óng ánh lệ quang. Đúng vậy a, cái này ma đế công pháp tuy nhiên mê người, nhưng cũng hại người. Nhìn qua là học cấp tốc chi đạo, lại là lớn nhất đoán luyện người kiên nhẫn. Không có tự chủ người, thì như chính mình dạng này, chỉ có thể tự làm tự chịu. Cái này thiên ma đại hóa quyết, quả nhiên là ma đạo đỉnh phong công pháp, muốn thành chân ma, chính mình trước muốn đi trừ tâm ma. Nếu không sau cùng, hại người không thành, chính mình trước mua dây buộc mình. Sư phụ, ta biết sai. Rốt cục, Triệu Thành trong mắt một hạt nước mắt chảy xuống, hối hận địa nhắm mắt lại. Xa xa Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, thật dài thở dài, tuy nhiên muộn, nhưng tốt xấu sau cùng minh bạch. Đã như vậy, ngươi liền đem cái này ác ma quả thực, tiếp tục truyền cho người khác đi. Sư phụ, ngươi không sợ ta mật báo sao? Si nhi, ngươi ta còn không hiểu sao? Trước khi chết không kéo mấy cái đệm lưng, tính là gì ma hoàng? Ha ha ha, đúng vậy a, biết rõ đồ chi bằng sư, lúc trước phạm phải sai lầm, há có thể ta một người lưng? Cười lành lạnh cười, Triệu Thành trong mắt lóe lên một đạo tà dị, chịu đựng kịch liệt đau nhức nhẹ nhàng sờ một chút trong tay giới chỉ, nhưng thấy hết mang lóe lên, một đạo xanh biếc ngọc giản liền đột ngột đến xuất hiện tại trong tay, đã như vậy, ta liền giúp sư phụ hoàn thành báo thù đại kế, kéo mấy lão già này cùng một chỗ xuống địa ngục tốt. Dù sao đời này kiếp này, ta Triệu Thành chỉ thiếu sư phụ một người. Cùng mấy cái này lão già kia, chỉ có thù, không có ân. Bạch! Cảm thấy giận dữ, Triệu Thành đã là đột ngột đến vừa nhấc cánh tay, đem ngọc giản kia ném ra, lại vừa vặn rơi xuống năm người trước mặt. Không khỏi khẽ giật mình, năm người nhìn lẫn nhau, không hiểu ý. Các ngươi không phải liền là vì thế mà tới sao? Cùng vài ngàn năm trước một dạng, hừ hừ hừ. Lúc này, nằm ở một bên Triệu Thành phát ra đạo đạo quỷ dị cười nhạo. Mọi người nghe xong, trước mắt nhất thời sáng rõ, liền cùng nhau hướng về phía trước cướp đoạt. Riêng là kiếm hoàng, lớn tuổi nhất, thương thế nặng nhất, lúc này tay chân lại linh hoạt nhất, một cái vọt mạnh liền đem ngọc giản kia ôm vào trong ngực. Còn lại bốn người xem xét, cái này còn phải, lập tức ba chân bốn cẳng đi lên chật đánh. Ha ha, kiếm hoàng, nói tốt mọi người cùng nhau đến, ngươi cũng đừng nuốt riêng.
Kiếm Hoàng, vội vàng đem đồ vật giao ra, không phải vậy chúng ta có thể không khách khí à. Chờ một chút. Bỗng nhiên vung tay lên, Kiếm Hoàng hét lớn một tiếng, đem mọi người trong nháy mắt kêu dừng, lạnh lùng chừng bọn họ liếc một chút, nổi giận nói, còn không biết đồ vật thật giả, thì đoạt làm một đoàn, còn thể thống gì. Đợi lão phu tiên nghiệm rõ ràng một phen lại nói. Nghe được lời này, mọi người nhìn lẫn nhau, tán đồng gật đầu, nhưng là từng đôi mắt lại là dõi sát lão gia hỏa kia không thả, sợ một chút mất tập trung, cái này kẻ già đời cho đánh cháo giống như. Đem nguyên thần đắm chìm bên trong xem một chút, Kiếm Hoàng bỗng dưng mở mắt ra, nhìn lấy mọi người cái kia hy vọng ánh mắt, gật gật đầu, không sai, là âm minh quyết, cùng hắn trước kia hô một dạng. Vậy còn chờ gì, nhanh cho ta xem một chút. Vừa mới nói xong, Quỷ Hoàng bọn người càng thêm không kịp chờ đợi muốn cướp, cũng là bị Kiếm Hoàng bỗng nhiên vung tay lên, bảo hộ ở một bên, các ngươi gấp cái gì, trước hỏi rõ ràng lại nói. Còn hỏi cái gì, mau đem tới a. Chẳng lẽ ngươi lão già này muốn độc chiếm? Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì, đương nhiên là muốn hỏi rõ ràng, vì sao tiểu tử này bỗng nhiên thì chịu đem đồ vật giao ra? Đừng quên, lúc trước chắc nhất phàm thế nhưng là chết đều không giao. Ách! Bỗng dưng trì trệ, mọi người cùng nhau nhìn về phía Triệu Thành, trong mắt cũng là có chút kỳ quặc. Tà dị cười một tiếng, Triệu Thành nửa thân thể đã ở trong hắc khí hóa không có, các ngươi không cần hoài nghi gì, đây là thật. Không phải vậy lời nói, ta toàn bộ giới chỉ cho các ngươi nhìn. Dù sao sau khi ta chết, các ngươi cũng sẽ xem ta di vật. Lấy ta hiện tại công lực, muốn như năm đó sư phụ như thế cùng công pháp đồng quy vu tận là không thể nào, còn không bằng như vậy giao cho các ngươi, miễn cho đế cảnh công pháp thất truyền, quá mức đáng tiếc. Nói, Triệu Thành hái một lần giới chỉ, lại ném cho bọn hắn. Quả nhiên, tại bọn họ xem về sau, bên trong lại không cái gì hắn đổ. Kiếm Hoàng suy nghĩ một chút, cũng là gật gật đầu khen, tục ngữ nói người sắp chết, lời cũng thiệt. Triệu Thành, người so sư phụ ngươi năm đó nhưng muốn thông suốt nhiều. Thông suốt, ha ha ha, các ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn biết, các ngươi năm người được đến công pháp về sau, lại là cái kết cục gì. Mi mắt lắc một cái, Kiếm Hoàng thật sâu nhìn lấy hắn, người cái này có ý tứ gì. Cái này âm minh quyết mặc dù là đế quân công pháp. Nhưng mà bên trong lại là cất giấu một cái ác quỷ, hàm oan mấy ngàn năm oan hồn câu mệnh. Ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ là sau đó hội là các ngươi ai đây? Ha ha ha! Một mặt tà mị nhìn về phía bọn họ, Triệu Thành nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to lên, giống như quỷ lệ kêu khóc, thân thể thì là tại hắc khí kia bên trong triệt để bị hóa thành cho tàn, như cùng hắn trước kia lúc luyện công tan đi những người kia đồng dạng. Thân thể lắc một cái, năm người chợt cảm thấy lưng phát lạnh. Lại là không biết Triệu Thành trước khi chết gào thét là có ý gì. Bất quá không nghĩ ra bọn họ cũng không đi lại nghĩ, nhìn lấy cái này làm cho tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ đế cảnh công pháp, trong năm người mỗi người ánh mắt nhiều để đó dị dạng ánh sáng, tham lam hiển thị rõ. Kiếm Hoàng, công pháp này chúng ta mỗi người sao chép một phần, riêng phần mình tu luyện đi thôi. Không được. Vội vã khoát khoát tay, Kiếm Hoàng lộ ra rất nghiêm túc. Chưa phát giác kinh hãi. Còn lại bốn người lúc này lộ ra địch ý, thế nào, người lão gia hỏa này muốn nuốt một mình hay sao? Các ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là các ngươi nhìn xem Triệu Thành hạ tràng, chẳng lẽ các ngươi muốn giống như hắn hay sao? Nhẹ liếc đống kia cho tàn liếc một chút, Kiếm Hoàng đinh tai nhức óc. Nghe được câu này, còn lại bốn người cũng là sắc mặt nghiêm một chút, dần dần trầm ngâm xuống tới. Đối xử lạnh nhạt nhìn bốn người liếc một chút. Kiếm Hoàng thăm thẳm lên tiếng, Triệu Thành luyện công chỗ lấy bị phản phệ, cứu nguyên do, đại khái chính là chúng ta đánh bất ngờ đánh gãy hắn tu luyện gây nên, cho nên tẩu hỏa nhập ma, bị công pháp phản phệ mà chết. Nếu là chúng ta đang tu luyện lúc, cũng bị người đánh như vậy quấy, chẳng phải cũng rất dễ dàng đi đến giống nhau tuyệt lộ. Như vậy Kiếm Hoàng, người muốn thế nào? Đem biết sự kiện này người đều giết, riêng là cái kia Trác Phàm. Trong mắt hàn quang lóe lên, Quỷ Hoàng đề nghị. Chậm rãi lắc đầu, Kiếm Hoàng trong mắt tỏa ra nói đạo tinh mang, trị ngọn không trị gốc, không có ý nghĩa gì. Coi như giết Trác Phàm, Lạc gia khả năng còn biết, tiếp lấy trừ Lạc gia, Ma Hoàng lĩnh vực không có người chăm sóc, gây nên náo động, tất nhiên dẫn tới Thánh Sơn đến tra. Huống hồ, Thánh Sơn sớm đã có phái người thế chỗ Bát Hoàng dự định, chẳng lẽ chúng ta liền Thánh Sơn đều có thể diệt trừ sao? Rất hiển nhiên, trước mắt chúng ta còn không đạt được điểm này. Như vậy ngươi nói, muốn xử trí như thế nào?
Căn cứ Triệu Thành luyện công tình huống nhìn, luyện cái này âm minh quyết có hai cái quan trọng. Thứ nhất là thời gian dài dằng dặc, cần liên tục không ngừng tu luyện, không thể bị quấy rầy. Cái này liền yêu cầu chúng ta bắt đầu ẩn cư, trốn đến người nào cũng không tìm tới địa phương. Thứ hai là cần tài liệu luyện công đông đảo, cái này lại hoàn toàn cùng điểm thứ nhất rất mâu thuẫn, lại cần chúng ta đi người nhiều địa phương siêu tập. Mà cứ như vậy, dấu vết hoạt động thì dễ dàng bại lộ, cùng cái này Triệu Thành. Như vậy, chúng ta cũng như Triệu Thành phát động chiến tranh đi. Còn người hai bên đi loanh quanh, Quỷ Hoàng đề nghị, chúng ta Ngũ Hoàng giả bộ như không hợp hỗn chiến, hòa mình. Trong chiến tranh siêu tập tài liệu luyện công, người nào đều không sẽ chú ý đến. Liếc nhìn nhau, mọi người đều là gật đầu nói phải. Chủ ý này không tệ, không biết cái nào một thiên tài nghĩ ra được, giấu giếm. À đúng, là Ma Hoàng ban đầu trợ thủ đắc lực, Trác Phàm chủ ý. Nhưng vừa nghĩ đến đây, Diễm Hoàng liền lại lắc đầu nói, cái này không được, coi như người khác không biết, Trác Phàm cái này kẻ cầm đầu vừa nhìn liền biết, cũng không an toàn. Nhưng là muốn xử lý hắn, tựa như Kiếm Hoàng chỗ nói, liên lụy quá lớn, dẫn tới Thánh Sơn phiền toái hơn. Huống hồ Thánh Sơn sớm đã nói rõ Bát Hoàng gần đây không được lại sinh sự tình, Trác Phàm là cùng đệ lục Thánh Sơn nói điều kiện xong mới không kiêng nể gì cả, chúng ta cũng không có cái đặc quyền này. Vậy phải như thế nào là tốt? Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Quỷ Hoàng mặt mũi tràn đầy vội vàng sao động, cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ chúng ta trông coi dạng này tuyệt thế công pháp không luyện sao? Ánh mắt nhẹ nhàng mị mị, Kiếm Hoàng cười lạnh, có đế cảnh truyền thừa, ngu ngốc mới không luyện, chỉ là nhìn chư vị có bỏ được hay không địa vị hôm nay. Lời này sao nói? Vẫn là câu nói kia, muốn tu này công, tiền đề nhất định phải ẩn cư, chỉ có tự mình biết. Ngoại nhân người nào cũng không biết, cho dù chúng ta lẫn nhau cũng giống vậy. Nói thật, chúng ta tâm lý điểm này tính toán, ai cũng lòng dạ biết rõ, lẫn nhau cũng lẫn nhau để phòng đây. Hôm nay từ biệt, mọi người cũng đừng lại liên hệ, miễn cho đến lúc đó lẫn nhau hãm hại, ai cũng không được khá chỗ. Mí mắt nhẹ nhảy, mọi người lẫn nhau nhìn một chút, đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau ý cười, khẽ gật đầu tốt, dạng này an toàn, như vậy tài liệu đâu. Tất cả mọi người là Bát Hoàng cao thủ, lĩnh vực cũng đủ lớn, theo mỗi người lĩnh vực thu thập là được. Theo mỗi người lĩnh vực thu thập. Mi mắt lắc một cái, Diễm Hoàng cả kinh nói, đại lượng nhân khẩu mất tích, sẽ khiến náo động, mà lại Thánh Sơn cũng sẽ chú ý. Khóe miệng xẹt qua một tia tà tiếu, Kiếm Hoàng thản nhiên nói, đây chính là ta muốn cảnh cáo các vị, các ngươi có hay không lá gan này, từ bỏ Bát Hoàng chi vị. Không tệ, gây nên náo động. Đại lượng nhân khẩu biến mất đều sẽ một vốn một lời địa vực quản chế tạo thành khủng hoảng, gây nên nổi loạn. Chư vị muốn lại làm Bát Hoàng, cũng là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Nhân tâm vừa mất, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, cũng không có người hội tuân theo ngươi. Chẳng lẽ thế gian có người nguyện ý, cùng một đám ăn người ma quỷ ở một chỗ sao? Trong mắt chớp động lên trần trụi tà mang, Kiếm Hoàng cười lớn một tiếng, ha ha ha. Đừng trách lão phu nói chuyện khó nghe. Hiện tại chúng ta đã muốn luyện này thần công, nhất định phải biến thành ăn người ma quỷ. Mặc kệ chính đạo vẫn là tà đạo, nhất tướng công thành vạn cốt khô, chỉ cần có thể đạt tới đế cảnh, cũng là đại đạo. Cầm mấy triệu người làm tài liệu luyện công, hẳn là đủ đi. Sau đó chúng ta chỉ cần hướng đế cảnh tiến lên là được, còn cần lo lắng Bát Hoàng vị trí sao. Đến lúc đó, cho dù là Thánh Sơn chúng ta đều không phóng tầm mắt bên trong, ngày sau Thánh Vực chính là chúng ta ngũ đế, như thế nào? Kiếm Hoàng cho mọi người miêu tả làm ra một bộ hùng vĩ bản kế hoạch, làm cho tất cả mọi người một trận si mê. Chốc lát, trong mắt mọi người cũng là lóe lên tà dị hung mang, mãnh liệt gật đầu một cái, liền coi như đáp ứng. Ngay sau đó, mọi người bắt đầu sao chép công pháp, sau đó lẫn nhau ôm một cái quyền về sau, mỗi người lách mình, trở về tông môn của mình, rốt cuộc không có người quay đầu nhìn lên một cái đối phương. Bởi vì giống như bọn họ sở thuyết như thế, cái này từ biệt. Thế gian đã không còn Bát Hoàng, mà chính là ngũ đế. Bọn họ lại gặp gỡ lúc, chính là cái này chúa tể thế giới, ha ha ha. Siêu. Một cái lắc mình, đi vào Triệu Thành biến mất địa phương, Trác Phàm vòng bài nhìn một chút năm người ly khai phương hướng, vừa nhìn về phía Triệu Thành cho cốt nơi ở, khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một đạo cười nhạt ý. Đứa ngốc, cái này năm cái lão gia hỏa cũng tới câu, bọn họ hội rất nhanh đi cùng ngươi. Ai? 5.000 năm trước ân oán, cũng sắp, ha ha ha.
Một tiếng cười khẽ, Trác Phàm đạp nhẹ một bước, bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Một tháng sau, tại trọng kiến Thiên Ma Sơn trên công trường, Lệ Kinh Thiên chợt đi vào Trác Phàm trước mặt, khom người cúi đầu, cười hì hì nói, Trác quản gia, như ngươi sở liệu, cái kia ngũ hoàng khu vực xem như triệt để loạn. Đại lượng nhân khẩu một đêm biến mất, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người tại trong khủng hoảng, đến mức Đan Hà Tông những tông môn kia, thì là hoàn toàn bế tông ẩn thế, những cái kia cầu cứu người tìm cũng không tìm tới bát hoàng chính thức bái sư hạ chung người thân ảnh. Cái này thời điểm, bọn họ cùng con ruồi không đầu một dạng, đều loạn thành một bầy, hắc hắc hắc. Hấp thu Triệu Thành giáo huấn về sau, vì an tâm luyện công, bọn họ phương pháp tốt nhất chỉ có thể là quyển người chạy trốn. Bây giờ rắn không đầu không được, chúng ta có thể tùy tiện cầm xuống bát hoàng khu vực. Mỉm cười, Trác Phàm phân phó nói, Lệ lão, đi an bài nhân thủ A, chuẩn bị tiến công. Ách không, tiến cái gì công A, trực tiếp đi đón quản là được. Đối với các lĩnh vực địa đầu xà, chúng ta Lạc gia cần phải có kinh nghiệm đi. Nhếch miệng cười một tiếng, Lệ Kinh Thiên vỗ ngực một cái bảo đảm nói, Trác quản gia yên tâm, ngài nhìn tốt A, một tháng. Không, nửa tháng chúng ta không uổng phí một binh một tốt, thì lấy cho ngài phía dưới bát hoàng toàn cảnh. Cứ như vậy, đối phương Thánh Sơn hậu phương lớn thì có, liền chờ Long tộc triệu tập nhân thủ vừa đến đủ, mình liền có thể cùng Thánh Sơn địa vị ngang nhau, hắc hắc hắc. Cười nhẹ gật gật đầu, Trác Phàm vung tay lên, để hắn đi làm. Thế nhưng là hắn còn đến không kịp lên đường, lại là một đạo tiếng xé gió lên, Thủ Viêm Biển bóng người lại là trong nháy mắt đi vào hai người trước người. A, Cửu lão đầu, làm sao ngươi tới? Trong mắt lóe lên kỳ sắc, Lệ Kinh Thiên vỗ vỗ hắn đầu vai cười nói. Trợn mắt một cái, Thủ Viêm Biển không để ý tới hắn, chỉ là đi vào Trác Phàm trước mặt bái bai, sắc mặt nghiêm túc, Trác quản gia, Thánh Sơn đến ba người trẻ tuổi, chỉ rõ muốn gặp ngươi, ngay tại Lạc gia bản bộ chờ lấy đâu. Ba cái. Chố mắt nhìn, Trác Phàm trầm ngâm một chút, hỏi thực lực gì? Hoàng giai đỉnh phong. Há, tám thành là tới đón quản bát hoàng vị trí người đến. Không sai gật đầu, Trác Phàm thì thào phân tích, Thánh Sơn lần thứ nhất đập người trẻ tuổi tới đón thế tục, còn vẫn chưa yên tâm, liền trước phái ba người tới thử nước. Bây giờ Đổ Hoàng chết, Ưng Hoàng cũng chết, hai chỗ ngồi xem như quang minh chính đại địa để chống, mặt khác Ma Hoàng chết tin tức ta còn không có thả ra, đoán chừng Kiếm Hoàng bọn họ vì an toàn ẩn thân, cũng sẽ không vội vã thả ra. Như vậy thừa phía dưới một người trẻ tuổi, cũng là muốn thay thế hiện hữu bát hoàng một vị. Hừ, thật vất vả dẫn tới cái kia mấy lão già chạy trốn, để chống lớn như vậy một mảnh địa bàn. Bọn này Thánh Sơn tiểu đông tây ngược lại đến kiếm có sẵn, thực sự buồn cười, ta đi đem bọn hắn đầu vặn xuống tới. Nghe đến Trác Phàm lời nói, Lệ Kinh Thiên sắc mặt giận dữ, hùng hùng hổ hổ địa liền muốn khởi hành, cũng là bị Trác Phàm khoát tay chặn lại, ngăn trở, Lệ lão bất giận, cái này tính là gì sự tình, mấy cái không có thấy qua việc đời ấm cải trắng mà thôi, có cái gì nếu không? Ta đi dăm ba câu, thì cho hắn mất quyền lực, không quan hệ. Muốn là ngươi thật đem bọn hắn giết, sớm kinh động Thánh Sơn, mới xấu đại sự đâu. Ách, thật sao? Hơi hơi sững sờ. Lệ Kinh Thiên một mặt do dự, thế nhưng là Trác quản gia, những cái kia cao cao tại Thượng Thánh Sơn công tử nhóm, nghĩ đến cuồng ngạo rất, lần này xuống núi tuy nhiên cái giám cũng đều không hiểu, nhưng kiến công lập nghiệp chi tâm vẫn là có. Bọn họ coi trọng địa bàn, đoán chừng chết đều không cho. Theo trong tay bọn họ đoạt đất bàn, có phải có chút khó a? Khó, không có chuyện gì, so theo thằng nhãi con trong tay đoạt kẹo que lại càng dễ, ha ha ha. Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm đáy lòng sớm đã bày mưu tính kế, ngươi không phải nói bọn họ cái rắm cũng đều không hiểu, chỉ có hùng tâm tráng trí sao. Vậy chúng ta thì thỏa mãn bọn họ chí khí, cho bọn hắn tạo điểm công tích giao nộp liền tốt còn thực tế quyền khống chế, bằng vào chúng ta Lạc gia cái này trăm năm nhiều kinh doanh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lông mày nhíu lại, ba người nhìn lẫn nhau, tất cả đều nhẹ nhàng vui vẻ địa cười ha ha. Ngay sau đó, Trác Phàm liền theo Thủ Viêm Biển trở lại Lạc gia, đi gặp ba cái kia Thánh Sơn đến cao quý các thiếu gia. Vừa vào đại sảnh môn, liền gặp chính bên trong vị trí, đã là thình lình ngồi đấy hai người trẻ tuổi, sắc mặt không tốt thưởng thức trà nước, thỉnh thoảng bĩu môi, tựa hồ có chút ghét bỏ. Một cái khác, thì là ngồi tại đầu dưới vị thứ nhất, buồn bực ngán ngẩm địa đá lấy chân, mí mắt đều nhanh vượt lên thiên. Quả nhiên là quý công tử A, đến nhà người ta làm khách.
chính mình lại ngồi tại chủ vị, thật đúng là không coi mình là ngoại nhân. Cảm thấy một tiếng oán thầm, Trác Phàm miễn cưỡng gạt ra một cái vẻ mặt vui cười, bước nhẹ đi vào, ôm lấy quyền cười nói, ai nha, các vị thánh sơn khách quý, đợi lâu, thất lễ. Biết thất lễ liền tốt, chúng ta ở chỗ này đều chờ nửa ngày, người đến cũng quá chậm đi. Chủ vị người tuổi trẻ kia suy cười một tiếng, khinh thường bĩu môi. Sáng sủa cười một tiếng, Trác Phàm gật đầu nhận lầm, xác thực là tại hạ sai lầm, vì sao lúc sinh ra đời không có có mọc ra thêm hai cái đùi, chạy nhanh một chút, để ba vị công tử đợi lâu, thực sự sai lầm a. Ha ha ha, đại ca, người nghe đến sao? Hắn nói mọc ra thêm hai cái đùi, người có thể tưởng tượng một người mọc thêm bốn cái chân sao? Ta đã lớn như vậy, còn chưa từng nghe qua buồn cười như vậy chuyện cười đâu. Lúc này, ngồi ở chủ vị nam tử kia nhìn không được cười to lên, còn lại hai người cũng là theo chân cười to lên, Trác Phàm cũng là theo chân cười làm lành. Lúc trước nặng nề không khí, nhất thời làm dịu không ít. Chỉ có tại hậu viện một mực nghe lấy phía trước động tĩnh Lạc Vân Thường các loại nữ, nhìn không được phốc một tiếng bật cười, ngọn thánh sơn này thật đúng là phái ba cái bao cỏ tới nhận chức bát hoàng A. Trác Phàm vừa mới nói rõ ràng là mỉa mai bọn họ không có kiên nhẫn, mình đã mức độ lớn nhất hướng trở về, bọn họ lại còn coi chuyện cười nghe, sửng sốt không nghe ra hắn lời nói bên trong mỉa mai chi ý. Ai, thánh sơn khiến cái này bao cỏ đảm đương bát hoàng, quản lý thánh vực, có thể thấy được vẫn chưa đem thiên hạ thương sinh đặt ở trong lòng. Người như vậy, sao có thể là thánh vực tầng cao nhất, trưởng khống thánh vực vận mệnh người đâu? Mộ Dung Tuyết nghe đến, lại là ngăn không được ai thán lắc đầu, đối thương sinh vận mệnh thụ bọn này vô ý người bài bố cảm thấy vạn phần thương tiếc. Khóe miệng nụ cười chậm chạp không lùi, Trác Phàm hướng ba người khom người bái bai, đúng, không biết ba vị công tử cái kia xưng hô như thế nào đâu. Đệ Tam Thánh Sơn, Từ Thiên Xuyên, cao ngạo địa hiên ngang đầu, cầm đầu đệ nhất nhân liếc xéo lấy nói. Ngay sau đó, người thứ hai cũng là cười nhẹ bĩu môi, Thứ Năm Thánh Sơn, Khúc Hướng Phong. Đệ Thất Thánh Sơn, Vũ Thiên Thu, sau cùng cái kia dưới tay vị thứ nhất nam tử, nhẹ hừ một tiếng, lỗ mũi đều nhanh hướng lên trời. Nhìn lấy ba người này lôi kéo cùng ngồi chém gió tự kỷ giống như, Trác Phàm không sai gật gật đầu, cười nói, chỉ là không biết ba vị công tử hôm nay đến đây tìm Trác mỗ, không biết có chuyện gì à? Chuyện gì? Liếc nhìn nhau, Từ Thiên Xuyên sùi cười một tiếng nói, chúng ta nghe nói người hình như là ma hoàng Triệu Thành tay trái tay phải. Đối bát hoàng lĩnh vực sự tình cũng tương đối quen biết, cho nên đặc biệt hướng ngươi tìm hiểu một ít chuyện. Ba vị công tử cứ nói không sao, Trác mỗ vinh hạnh đã đến. Thực cũng không có việc gì là không được, chính là. Trầm ngâm một chút, Từ Thiên Xuyên cau mày nói, chúng ta xuống núi mục đích, chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng. Vốn là chúng ta ba người muốn cùng bát hoàng tụ họp một chút, thương thảo một chút hoàng vực cụ thể tình hình. Kết quả ngược lại tốt. Chỗ nào tìm không thấy người, đi bốn cái địa phương, sáu nơi không có người. Sau cùng suy nghĩ tìm đến ma hoàng nói chuyện, kết quả vừa tới phụ cận, liền nghe nói mấy tháng trước toàn bộ thiên ma sơn đều bị san bằng tin tức. Đến, đoán chừng ma hoàng tiểu tử kia cũng không thấy, thẳng thắn tới tìm ngươi tính toán. Lại nói, những thứ này bát hoàng không cố gắng ở tại chính mình trong lĩnh vực cực kỳ trông giữ, cả ngày đông chạy tây chạy một chút đến nơi đâu, còn một hơi tất cả đều mất tích. Liền cái bóng người đều không có. Huynh đệ chúng ta mấy cái liền nguyệt đến chạy nhiều địa phương như vậy, đều nhanh đem thối trốn thoát đoạn, thực sự buồn cười. Nói, ba người trên mặt lần nữa phát lên nộ khí, tựa hồ tương đương không cam lòng. Trác Phàm nghe đến, suy nghĩ nửa ngày, lại là thản nhiên cười, có chút hơi khó lắc đầu, ba vị công tử, sự kiện này. Thật không phải ta cái kia nhúng tay sự tình, các ngươi còn là các loại mấy vị kia ra chính mình xuất hiện lúc. Tìm bọn hắn lên tiếng hỏi a, ta còn có chuyện quan trọng, như vậy cáo từ, xin lỗi. Ai, chờ chút. Mắt thấy Trác Phàm quay đầu liền muốn rời khỏi, Từ Thiên Xuyên lại là hét lớn một tiếng, đem hắn gọi lại, trong mắt tản ra nghi hoặc a, nhìn ngươi bộ dáng, trong này là có chuyện con a. Đến tột cùng phát sinh cái gì, cho ta thành thật khai báo. Ba vị công tử, cái này bát hoàng lão gia môn sự tình, ta thật không tốt nói huyên thuyên tử. Ha ha. Ta để ngươi nói liền nói, ngươi sợ bọn họ, chẳng lẽ thì không sợ chúng ta sao? Song đồng chừng một cái, ba người nhất thời hét lớn lên tiếng, khí thế cường đại đột một hướng Trác Phàm ép đi, cả giận nói, bọn họ là bát hoàng,
nhưng chúng ta lập tức cũng phải trở thành bát hoàng, mà lại chúng ta vẫn là Thánh Sơn tới. Đắc tội chúng ta, thiên hạ ai cũng bảo vệ không cái mạng nhỏ ngươi, hừ. Giả bộ bị cái kia mãnh liệt khí thế ép liên tiếp lui về phía sau, thở không ra hơi, Trác Phàm đỏ mặt tía tai nói, ba vị công tử bớt giận, ta nói còn không được sao. Bạch, phất ống tay áo một cái, ba người thu hồi hung uy, liếc xéo lấy Trác Phàm, khóe môi nhếch lên kiệt ngao nụ cười. Ai, thực sự kiện này nói ra, ba vị có thể tuyệt đối đừng sinh khí. Cẩn thận từng ly từng tí xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm thở dài một tiếng, sâu xa nói, không dối gạt ba vị công tử, sớm tại mấy tháng trước, những cái kia bát hoàng sớm đã chạm qua mặt, mà lại đối với ba vị đến, lên kịch liệt tranh chấp, chính hôm đó Ma Sơn. Bọn họ tranh chấp cái gì? Tranh chấp, nhìn trộm liếc liếc bọn họ, Trác Phàm một xẹp miệng, lầm bầm, tranh chấp như thế nào đối phó ba vị a? Cái gì? Đụng! Hét lớn một tiếng, Từ Thiên Xuyên ba người nhất thời vỗ bàn một cái, trợn mắt đứng lên, gầm thét lên, bọn họ thật lớn mật, thế mà muốn đối phó chúng ta. Bọn họ không muốn sống sao? Ba vị công tử bớt giận, chính bọn hắn biết mình phân lược, nào dám quang minh chính đại cùng các vị là địch. Cho nên, cũng chỉ có thể thầm lấy đến. Bọn họ muốn làm sao thầm lấy đến? Mau nói. Ai cũng biết, ba vị là đến thay thế bát hoàng danh vị. Nếu là lần này các ngươi chơi thành công lời nói, không hề nghi ngờ, Thánh Sơn sẽ tiếp tục từng bước phái người thay thế bát hoàng người khác danh vị. Cho nên, con người hai bên đi loanh quanh, Trác Phàm chậm rãi đi vào bên cạnh bọn họ, thấp giọng lặng lẽ nói, cho nên kiếm hoàng đề nghị, vô luận như thế nào không có thể để các ngươi thành công. Đụng, lại là một tiếng vang thật lớn, Từ Thiên Xuyên lần nữa hung hăng vỗ bàn một cái, cười khẩy nói, hừ, khẩu khí thật là lớn, muốn ngăn cản chúng ta trưởng khống hoàng vực, hắn có bản lãnh này sao? Ây, hắn nói không dùng ngăn cản, chỉ cần bọn họ không cần làm cái gì, chính các ngươi thì sẽ đem tất cả sự tình làm hư, bọn họ chỉ cần xem kịch liền tốt. Đụng, lại là một tiếng vang thật lớn, Từ Thiên Xuyên một quyền nện ở cái bàn phía trên, quát to, lời ấy sao giảng. Uy, các ngươi thánh vực công tử ca cũng sẽ chỉ vỗ bàn a. Mí mắt hơi rủ xuống, nhìn một chút dựng trên bàn bàn tay, Trác Phàm rực rỡ cười một tiếng tiếp tục nói, hắn nói ba vị công tử đều là thánh vực đến, khuyết thiếu hạ tầng kinh nghiệm, nhất định sẽ đem hoàng vực làm đến lung ta lung tung, gà bay chó chạy, bọn họ thì ở một bên nhìn lấy. Đợi đến các ngươi đem sạp hàng làm lớn làm nát về sau, khó có thể thu thập, Thánh Sơn tự nhiên sẽ đem các ngươi gọi trở về, mời bọn họ rời núi thu thập loạn cục. Cứ như vậy, bát hoàng tại thánh vực địa vị liền không thể lay động, liền Thánh Sơn cũng không làm gì được bọn họ. Dù sao Thánh Sơn người thay thế không bọn họ tác dụng. Hừ, nghĩ hay lắm, bọn này lão gia hỏa cũng quá đề cao chính mình đi. Nghe được lời này, Từ Thiên Xuyên ba người nhìn lẫn nhau, ngăn không được cười to lên, dương dương đắc ý, ta Thánh Sơn đệ tử từng cái thanh niên tài tuấn, hội thống ngự không hoàng vực những thứ này hạ tầng tạp chủng. Ngăn không được gật đầu, Trác Phàm cũng là một mặt vẻ tán đồng, đúng vậy a, chúng ta Ma Hoàng đại nhân cũng là như thế nghĩ. Còn một mực thuyết phục người khác không muốn cùng Thánh Sơn người tới đối đầu. Có thể là người khác mặc kệ, còn muốn lôi kéo Ma Hoàng đại nhân cùng một chỗ ẩn lui, bức ba vị công tử thu thập loạn cục, biết khó mà lui. Kết quả Ma Hoàng đại nhân mặc kệ, kết quả là... Tại là làm sao? Bọn họ thì liên thủ đem Ma Hoàng đại nhân giết chết. Nhìn không được buồn chạy lên não, Trác Phàm mắt đục đỏ ngầu, bọn họ nói Ma Hoàng nếu là nhờ vào đó trợ giúp ba vị công tử chữa trị hoàng vực. Sau cùng chẳng những bức bách không Thánh Sơn, ngược lại để bọn hắn trở thành Thánh Sơn chi địch, chết không có chỗ chôn. Sau đó liền liên thủ đem Ma Hoàng đại nhân đánh giết, cùng nhau ẩn lui. Tên thiên ma này núi Hạo Kiếp, cũng là lúc trước 6 người đại chiến tạo thành. 5-1, Ma Hoàng đại nhân ở đâu là đối thủ của bọn họ? Đụng! Lần nữa hung hăng vỗ bàn một cái, ba người mặt mũi tràn đầy nộ khí, thực sự buồn cười, chính mình không hiểu chung chúng ta. Còn không cho người khác hiểu chung. Đám này lòng lang dạ thú thế hệ, coi thường chúng ta đúng không? Hừ hừ, chúng ta thì đem các ngươi chống đi địa bàn tất cả đều tiếp thu, thật tốt chỉ cho các ngươi nhìn. Nói, ba người nhìn lẫn nhau, đã là phất ống tay áo một cái, hăng hái, đi ra ngoài, trong mắt đều là vô tận tự tin. Ba vị công tử, các ngươi không phải thay thế Tam Hoàng tới sao? Hiện tại vừa vặn, trừ Đổ Hoàng cùng Ưng Hoàng bên ngoài. Ma Hoàng vị trí cũng hư không dưới,
cái nào vị công tử lưu lại chữa trị ma hoàng lĩnh vực a? Chính ngươi trước thay lấy a, chúng ta đi đem cái kia ngũ hoàng địa bàn tiếp thu tới, thật tốt chỉnh đốn một phen. Đâu cũng sẽ không, Từ Thiên Xuyên phất phất tay, cười to nói, chúng ta muốn để những cái kia trong bóng tối chế giễu năm cái lão gia hỏa xem thật kỹ một chút, không có bọn họ, cái này năm cái địa phương như cũng bị chúng ta chữa trị đến thỏa mãn. Không có bọn họ, hoàng vực hết thảy vẫn như cũ bình thường. Bọn họ còn muốn lại làm bát hoàng. Hừ, nằm mơ a, ha ha ha. Nương theo lấy hung hăng càn quấy cười to, ba người thân ảnh rất nhanh biến mất. Trác Phàm xa xa nhìn lấy bọn hắn, khóe miệng một phát, khinh thường bĩu môi. Ba người ngu ngốc, lão tử ngồi chờ các ngươi đến khóc cầu ta. Bạch, lúc này, một bóng người lóe qua, lại chính là Lệ Kinh Thiên đi vào Trác Phàm trước mặt. Nhìn cửa một chút, mặt lộ vẻ vẻ u sầu, Trác quản gia, ba người này đi đón quản, chúng ta muốn không cần tiếp tục tiếp quản. Các loại mấy ngày đi. Nhẹ liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm bật cười một tiếng, chờ bọn hắn đem hoàng vực quấy đến gà bay chó chạy lúc, chúng ta lại quang minh chính đại địa tiếp quản cũng không muộn, ha ha ha. Thật sâu đến liếc hắn một cái, Lệ Kinh Thiên cũng là lộ ra tà dị tiếu dung. Sau 3 tháng, Trác Phàm Thiên Ma Sơn đã chữa trị hoàn toàn. Trác Phàm ngồi ở trung ương đại điện cái kia cùng trước kia đồng dạng trên bảo tọa, chậm rãi hướng về sau dựa vào, khóe miệng xẹt qua niềm nở tùy tiện. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn vẫn là ngồi trở lại nơi này a. Trác quản gia, Trác quản gia. Chợt, từng đạo gấp rút tiếng vang lên, Lệ Kinh Thiên liên tục không ngừng đi vào trước mặt hắn, trên mặt tất cả đều là nhịn không được ý cười, loạt, loạt, đều loạt, ha ha ha. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm ngạc nhiên nói, cái gì loạn? Là toàn bộ hoàng vực, trừ chúng ta nơi này bên ngoài, tất cả đều loạn. Hung hăng vỗ vỗ bắp đùi, Lệ Kinh Thiên một mặt hưng phấn, cái kia 5 vị bát hoàng gần trốn đi trước, không phải bắt cóc nhóm lớn người sao? Những địa phương kia chính lòng người bàng hoàng đây, đúng lúc Thánh Sơn đến 3 tiểu tử nhóm cưỡi ngựa nhậm chức, nói muốn thống ngự chỗ đó. Ngay từ đầu mọi người còn đều ủng hộ hoan nghênh. Cái kia 3 tiểu tử cũng thẳng hưng phấn, muốn làm một vố lớn, hung ác tra nhân khẩu mất tích vụ án. Kết quả tra nửa ngày, thuộc hạ không có người điều tra ra mảy may manh mối. Lần này, có thể chọc giận những con ông cháu cha này. Bọn họ còn tưởng rằng là những lão gia hỏa kia lưu lại người, cho nên ý làm khó bọn hắn đây. Sau đó liền phép nghiêm hình nặng, quy định 3 ngày cha không ra hạ lạc, tất cả mọi người đầu rơi địa. Kết quả có thể nghĩ, hàng trăm hàng ngàn. Thậm chí phía trên vạn thế gia con cháu đều rơi vào chết thảm hạ tràng, làm đến tất cả mọi người không dám thân cận 3 vị này ra. Sau cùng, bọn họ cũng không có người có thể dùng. Rất nhiều người thà rằng ly biệt quê hương, bỏ xuống đếm thế hệ tại bản địa đánh xuống gia nghiệp, cũng muốn rời xa thị phi. Ngược lại là chúng ta ma hoàng trong lĩnh vực nhân khẩu, tại đại lượng gia tăng, đều là theo địa phương khác chạy tới, ha ha ha. Đạm Mạc gật gật đầu. Trác Phàm không sai tại ngực, ta liền biết, Thánh Sơn những công tử ca này làm việc đơn giản thô bạo, sớm muộn nội bộ lục đục, đem tất cả hoàng vực người đều hoảng sợ chạy không thể. Chỉ chú trọng công tích, mà không cực nhân tâm, những địa phương kia đoán chừng khoảng cách biến thành quỷ thành cũng không xa. Cũng không phải sao, hiện tại 3 tên kia cũng gấp, vậy mà bắt đầu chặn lại chạy trốn gia tộc. Một người chạy trốn, cả nhà liên lụy, cái này đúng a? Người đem nơi này làm lò sát sinh. Muốn giết người nhà, còn không cho người chạy, ha ha ha. Nhanh, mỉm cười gật gật đầu, Trác Phàm chậm rãi nằm ở sau lưng dựa vào trên ghế, thoải mái mà rên rỉ một tiếng, hoàng vực đại loạn, bọn họ có thể nghĩ đến, cũng chỉ có chúng ta, ha ha ha. Đạp đạp đạp, một gian trang nhã trong thư phòng, Khúc Hướng Phong một mặt lo lắng, đầu đầy mồ hôi, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Từ Thiên Xuyên trong tay cầm ngọc giản. Lại là một mực tại run rẩy, trầm ngâm nửa ngày, lại là đụng một tiếng ngã tại bàn phía trên mặt tràn đầy sầu lo, cái trán đều vặn thành một cái vấn đề, các ngươi nói, ngọc giản này cái kia như thế nào trả lời? Hồi phục cái gì a? Phú Thiên Thu ra mặt lắc một cái, sắp khóc đi ra, nhậm chức 3 tháng, Thánh Sơn trưởng lão nhóm liền đến tin hỏi thăm tình huống, cái này khiến chúng ta làm sao đáp? Tất cả mọi người muốn ra bên ngoài chạy, cản đều ngăn không được. Rất nhiều khoáng thạch dược tài khai thác gia tộc, cũng tất cả đều toàn tộc quy ẩn. Nguyên bản muốn đưa hướng Thánh Sơn tư nguyên, đừng nói có chỗ hạ xuống, căn bản chính là hoàn toàn đình trệ. Lại tiếp tục như thế,
chúng ta làm sao hướng Thánh Sơn sư phụ sư bá bọn họ bàn giao? Vậy còn chờ gì, nhanh nghĩ biện pháp a. Đã nghĩ, chúng ta có thể sử dụng biện pháp đều dùng, uy bức lợi dụ, cái kia làm đều làm, nhưng mà cái gì đều vô dụng. Hiện tại chúng ta càng là thủ hạ liền nhân thủ đều không đủ, tất cả đều mặc kệ. Dù nói thế nào chúng ta cũng là Thánh Sơn người, bọn họ dựa vào cái gì cách chúng ta mà đi. Da mặt Ngăn không được co lại, Từ Thiên Xuyên trên ót một đám mây đen thổi qua, bất đắc dĩ cúi thấp đầu, âm mưu, đây tuyệt đối là cái kia bát hoàng âm mưu, bọn họ cũng là muốn xem chúng ta chuyện cười, cố ý trong bóng tối giở trò xấu. Nếu không mà nói, chúng ta cố gắng như vậy kinh doanh mấy cái này địa vực, vì cái gì lại càng làm càng hỏng bét. Chúng ta ngay từ đầu thế nhưng là vì những người kia tìm người mất tích, làm sao hiện tại bọn hắn cũng muốn cách chúng ta mà đi. Khẳng định trước đó lui qua lại giao hảo. Không sai, những thứ này dân đen cư nhiên như thế cô phụ chúng ta hảo ý, thực sự đáng chết. Trong mắt lóe lên một đạo hung ác mang, Khúc Hướng Phong oán hận nói, ta từ nhỏ đến lớn đều không cố gắng như vậy qua, như thế toàn tâm toàn ý vì bọn họ, thế mà còn không lĩnh tình. Hừ, đại ca, ta đề nghị cần phải tăng thêm hình phạt. Về sau ai dám tự ý rời gia viên, không an lòng thu thập tư nguyên cung cấp nuôi dưỡng Thánh Sơn, chu hắn thập tộc, liền hàng xóm đều không buông tha. Một người dám chạy, toàn trấn đổ sát, lấy liên đới. Ta cũng không tin, bọn họ ai còn dám chạy, người nào lại dám để cho người khác chạy. Hừ hừ, đụng, hung hăng vỗ bàn một cái, Từ Thiên Xuyên trợn mắt nhìn, mắng to, giết giết giết, ngươi liền biết giết. Giết phải hữu dụng lời nói, liền không biết có nhiều người như vậy chạy. Cái kia đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Ánh mắt hơi hơi suýt híp mắt một chút, Từ Thiên Xuyên sâu xa nói, đúng, bọn họ trốn cách chúng ta khu vực về sau, đều chạy đi đâu. Một số nhỏ ẩn cư, đại đa số đến Ma Hoàng lĩnh vực đi. Ma Hoàng, mi mắt lắc một cái, Từ Thiên Xuyên lầm bầm, Ma Hoàng đều đã chết, không người thống lĩnh, thế mà còn khả năng hấp dẫn người di chuyển, vì hắn hiệu lực. Xem ra cái kia đại quản gia Trác Phàm có một tay a, cùng trong truyền thuyết một dạng. Nếu không mà nói, Ma Hoàng lĩnh vực hiện tại hẳn là quần hùng cắt cứ, lớn nhất loạn thời điểm. Chúng ta chỗ này tuy nhiên có chút sai lầm, nhưng vẫn là thẳng thống nhất, không có chiến loạn, chạy cũng không thể hướng bên kia chạy a. Đại ca nói đúng a. Còn lại hai người, liên tục gật đầu. Thế nhưng là bọn họ có một chút lại là muốn sai, coi như Ma Hoàng lĩnh vực không có Trác Phàm, chiến hỏa bay tán loạn, các gia tộc tự trị, cũng so với bọn hắn chỗ này mạnh. Ba. Vỗ bàn tay một cái, Từ Thiên Xuyên phất phất tay, đi thôi, lại đi chiếu cố cái kia Trác Phàm. Đại ca, chúng ta lại đi tìm hắn làm gì? Để hắn phụ giúp bọn ta chữa trị một chút cái này loạn cục a. Không được. Hung hăng lắc đầu, Khúc Hướng Phong một mặt không nhanh, muốn là hắn đem cái này loạn cục chữa cho tốt, há không nói rõ chúng ta thật cùng bát hoàng sở liệu một dạng vô năng sao? Cái mặt này, ta có thể gánh không nổi. Bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Từ Thiên Xuyên sủi cười một tiếng, cái này tính là gì mất mặt. Trác Phàm hắn cũng là cái quản gia, phụ tá mà thôi, cũng không phải là bát hoàng chủ tử. Ma Hoàng có thể mời hắn phụ tá, chúng ta cũng được, đến thời điểm công thích vẫn là chúng ta. Nếu là chúng ta lại không hành động, năm nay giao không lên cho Thánh Sơn cung cấp, các sư thúc bá xuống tới tra một cái, phát hiện như thế cái cục diện rối rắm, còn không phải tự hạ thấp địa vị đem cái kia bát hoàng lại mời về. Đến lúc đó, Thánh Sơn lại không có lấy cớ thay thế bát hoàng vị trí, vậy chúng ta mới thật ném mặt to, liền những lão gia hỏa kia tâm nguyện. Bờ môi hơi hơi ục ục, Khúc Hướng Phong không tình nguyện gật gật đầu. Đón lấy, ba người liền một cái dậm chân, hướng Thiên Ma Sơn phương hướng bay đi. Một tháng sau, Thiên Ma Sơn trong đại sảnh, ba người vênh váo tự đắc đi tiến, Trác Phàm thì là cười hì hì chắp tay hướng về phía trước, bái nói, ba vị công tử đại giá quang lâm. Thật là làm Trác mỗ rồng đến nhà tôm a. Bớt nói nhiều lời, chúng ta tìm ngươi có việc. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Từ Thiên Xuyên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, lúc này theo hắn bên người bỏ lỡ, trực tiếp đi vào chủ vị cái kia trên bảo tọa ngồi xuống, còn lại hai người cũng là đĩnh đạc ngồi đến một bên trên ghế ngồi, liếc xéo hướng hắn. Em gái ngươi, cái này đến nhà ai? Ra mặt lắc một cái, Trác Phàm cảm thấy thầm giận. Nhưng trên mặt nhưng như cũ vẻ mặt vui cười, ha ha ha. Không biết ba vị công tử tìm Trác mỗ, có gì phân phó? Cũng không có gì,
cũng là gần nhất chúng ta cái kia mấy nơi có chút vấn đề nhỏ, người có thể bãi bình sao? Vấn đề nhỏ. Hừ hừ, một đám hai bức, trong khu vực nhân khẩu đại lượng dẫn ra ngoài có thể tính toán vấn đề nhỏ sao? Thật đúng là thánh vực đến công tử ca, hoàn toàn không biết cái này đến cỡ nào nghiêm trọng. Phàm là cấp trên đều cần phải minh bạch, nhân khẩu đại biểu sức sản xuất, đại biểu chiến lực, đại biểu nhân tài xuất hiện tỷ lệ. Bát hoàng trừ cá nhân thực lực bên ngoài, xem ai mạnh nhất, mặt ngoài nhìn là địa vực, nhưng trên thực tế địa vực thâu tóm nhân khẩu. Người nào địa bàn nhi người nhiều nhất, người nào mới mạnh nhất, tại bát hoàng bên trong lớn nhất lời nói có trọng lượng. Bát hoàng chiếm đoạt địa bàn, trừ đoạt tư nguyên bên ngoài, còn không phải liền là cướp người sao? Lớn bao nhiêu địa bàn, mới có thể cung cấp nuôi dưỡng bao nhiêu người? Cho nên trước kia bát hoàng, vô luận lại như thế nào hung ác, nhiều lắm là đối bên cạnh mình thủ hạ mấy người kia hung một chút, nhưng cũng không dám đối phía dưới phạm vi lớn làm ác. Nếu là tạo thành nhân khẩu đại lượng sói mòn, bất cứ lúc nào cũng sẽ địa vị khó giữ được tính mạng, đầu người khó giữ được. Có thể cái này ba thằng nhãi con, lại còn nói nhân khẩu sói mòn là vấn đề nhỏ. Hừ hừ, nếu không phải bọn họ sau lưng có Thánh Sơn chống đỡ, sớm đã bị người làm chết, còn có thể đến bát hoàng trên ghế ngồi đến. Đương nhiên, người ta hậu trường cứng rắn cũng là sự thật, Trác Phàm nhiều lắm là cảm thấy oán thầm, cũng cải biến không cái gì. Duy nhất có thể thay đổi chính là, bọn họ hậu trường cứng rắn làm sao, lão tử như cũ để hắn làm chỉ huy một mình, khôi lỗi chính quyền, hừ hừ. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà tiếu, Trác Phàm nhẹ nhàng khoát khoát tay, không phải cái vấn đề lớn gì, rất dễ dàng. Ồ, hai mắt tỏa sáng, Từ Thiên Xuyên chặn lại nói như vậy, người có thể để cho chút sói mòn nhân khẩu trở về, trấn an được bọn họ. Gật gật đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cái này rất đơn giản, bất quá trấn an nhân tâm mà thôi, tại hạ rất am hiểu. Nếu không mà nói, gần nhất nhiều nhân khẩu như vậy đại lượng chảy vào ma hoàng lĩnh vực, chúng ta nơi này cũng không có chút nào náo động a. Tốt, cái kia sự kiện này thì giao cho ngươi, chúng ta đi. Bỗng nhiên khoát tay chặn lại, Từ Thiên Xuyên vui mừng quá đỗi, đã là chuẩn bị làm vung tay trưởng quỹ, hái thắng lợi thành quả. Thế nhưng là còn không đợi hắn cái mông rời ghế ngồi, Trác Phàm lại vội gấp khoát tay nói chậm. Làm sao? Cái gọi là danh bất chính tất ngôn không thuận, hiện tại ma hoàng đại nhân không tại, tại hạ có thể thuận lợi quản lý cái này ma hoàng lĩnh vực, tất cả mọi người trả lại cho ta cái mặt mũi, nghe ta hai câu, là bởi vì ma hoàng đại nhân sớm đã bổ nhiệm phía trước, ta là nơi này đại quản gia, quản lý toàn cục. Bây giờ ba vị công tử để cho ta nhúng tay các người địa vực sự tình, có phải cũng phải cho cái danh phận mới được. Nếu không mà nói, người ta lại dựa vào cái gì tin ta? Cam tâm tình nguyện trở lại tại chỗ đâu? Cái này còn không dễ dàng. Người muốn danh phận, chúng ta cho ngươi chính là. Liếc mắt nhìn nhau, Từ Thiên Xuyên đánh nhịp nói, từ giờ trở đi, ngươi cũng là ba người chúng ta tay trái tay phải, đại quản gia, quản lý bát hoàng lĩnh vực. Ngươi nói chuyện, chính là chúng ta nói chuyện, vô luận ngươi làm cái gì cũng có chúng ta ở phía sau chống đỡ. Dù sao sự kiện này thì giao cho ngươi, ngươi làm tốt, bổn công tử trùng điệp có thưởng. Làm hư hại, cho ta đưa đầu tới gặp. Khẽ vuốt cằm, Trác Phàm lộ ra hài lòng nụ cười, vâng. Sau đó, ba người liền dương dương tự đắc địa rời đi nơi này. Trác Phàm vạch vạch ngón tay, đem một bên Lệ Kinh Thiên gọi vào trước người, nhíu nhíu mày nói, hiện tại, mới là chúng ta quang minh chính đại tiếp quản bát hoàng lĩnh vực thời điểm. Nên làm cái gì, biết không? Yên tâm đi, Trác quản gia, dựa theo ngài phân phó, lần này tràn vào ma hoàng lĩnh vực người ngoại lai, chúng ta đều ban chiếu cố, lạc gia nhân nghĩa tên, xâm nhập nhân tâm. Chỉ cần đem bọn hắn tại trả về, chúng ta rất nhanh liền có thể nắm giữ hoàng vực chính thức thực quyền, hắc hắc hắc. Vui vẻ gật đầu, Trác Phàm vung tay lên, đi thôi. Kết quả là, Trác Phàm chính thức sử dụng ba vị thánh sơn bao cỏ phóng túng, đem ma chảo vươn hướng toàn bộ hoàng vực phạm vi. Cái gọi là kẻ được nhân tâm được thiên hạ, muốn được lòng người, dư luận trước phải được. Những cái kia nhận qua lạc gia ân huệ các nơi tu giả, tại lạc gia ám chỉ dưới, tất cả đều trở lại chính mình địa vực tuyên dương lạc gia nhân nghĩa chi phong, vương giả khí độ, nhất thời tại những cái kia chịu khổ gặp nạn người trong lòng in dấu cái kế tiếp chúa cứu thế ấn tượng. Sau đó lạc gia cao thủ tất cả đều xuất động, phân công đến các nơi, tiến hành trấn an công tác, thì dễ dàng nhiều. Mà lại, vì tiêu trừ mọi người khủng hoảng,
Trác Phàm lấy Lạc Gia danh nghĩa, đem ba cái kia quý công tử thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chính lệnh tất cả đều phế, đổi thành rộng rãi đối đãi, đồng thời xuất ra đại lượng tài vật phụ cấp, đến để những cái kia rời nhà đi xa gia tộc trở lại tại chỗ. Đương nhiên, làm việc tốt nhất định muốn lưu danh, Trác Phàm tự nhiên cũng là sẽ không quên. Như thế như vậy, Lạc Gia ở các nơi trong lòng mọi người hình tượng, cũng là trong nháy mắt cao lớn hơn lên, thâm thụ kính yêu. Riêng là sau cùng, Lạc Gia còn tìm đến làm cho các chỗ đại lượng người mất tích thủ phạm, đồng thời tại chỗ đập chết, cũng là càng mọi người kính yêu có thêm. Đặc biệt là cùng ba cái kia bao cỏ so sánh, ba người làm đến thánh vực gà bay chó chạy đều không hoàn thành sự tình, người ta Lạc Gia lập tức liền làm được, ai cao ai thấp, mọi người trong lòng tự nhiên có tính toán. Tuy nhiên những địa phương này trên danh nghĩa là ba người quản lý, nhưng vô luận là thực chất vẫn là nhân tâm, thực sớm đã là Lạc Gia địa bàn. Trác Phàm muốn nhất thống hoàng vực dự định, tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, tại ba cái bao cỏ phối hợp xuống, viên mãn hoàn thành. Nếu không mà nói, trưởng khống làm địa đầu xà thế lực, liền muốn có phần phí công phu. Hiện tại tốt, ác nhân đều bị ba cái bao cỏ làm, địa đầu xà đối Lạc Gia tiếp quản những địa phương này đều vui mừng khôn xiết, chỗ nào sẽ còn lại gây chuyện thị phi, tìm không hợp nhau đâu. Người ta thế nhưng là đem mình cứu ra khổ hải chúa cứu thế a. Cái gì, mấy cái kia xử tử thủ phạm là dê thế tội. Một gian tinh xảo trong thư phòng, Trác Phàm trên mặt bình tĩnh, thậm chí ngậm lấy từng tia cười nhạt, khom người đứng thẳng. Trước mặt sau án thư, là Từ Thiên Xuyên nghẹn họng nhìn chân chối kêu to lên tiếng. Một bên Khúc Hướng Phong nghe đến, cũng là ngăn không được nghi hoặc, nói như vậy, những này nhân khẩu đại lượng mất tích sự tình, vẫn là không có làm rõ ràng. Đúng, có điều, cũng không cần làm rõ ràng. Này làm sao nói? Ha ha ha, nhân tâm a, thì đồ cái yên ổn. Nhân khẩu đại lượng mất tích sự tình, náo đến lòng người bàng hoàng, mọi người làm sao có thể an tâm? May mà nhân khẩu mất tích sự tình thì phát sinh ở cái kia một đoạn thời kỳ thôi, sau đó lại không việc này, đoán chừng cái kia hung đồ đã ẩn tàng. Chúng ta muốn khiến mọi người khôi phục lại bình tĩnh, nhất định phải tìm dê thế tội. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ta tìm mấy người kia. Đều là tại thánh vực thực lực không tệ, mà lại tiếng xấu từng đống nhân vật, coi như nói bọn họ làm chuyện xấu xa gì, mọi người đều sẽ quyết chí thể không đổi mà tin tưởng. Cho nên nói, nhân phẩm thật rất trọng yếu, không phải vậy có một ngày, có người oan uổng ngươi, ngươi đều hô không ra oan đến, ha ha ha. Trác Phàm cười rất bình tĩnh, rất rực rỡ, ba người kia chăm chú nhìn hắn, lại là đã ngây người. Thật lâu, Từ Thiên Xuyên mới ngăn không được thở dài một hơi. Thở dài, hắc, thực sự quá hắc. Bất quá Trác quản gia a, người này miệng mất tích sự tình không có bình tĩnh, người để cho ta ngọc giản này làm sao hướng lên báo cáo a. Rất đơn giản, tốt khoe xấu che thôi. Mi mắt nhẹ nhàng lựa chọn, Trác Phàm tà dị nói, công tử, bây giờ hoàng vực hết thảy an ổn, ngươi chỉ cần nói các ngươi chơi sinh cơ bừng bừng, một mảnh hưng thịnh liền tốt, hắn cái gì vụn vặt có thể đừng đề cập cũng đừng sách, càng là nhân khẩu đại lượng sói mòn sự tình. Tuyệt đối đừng báo cáo, nếu không ảnh hưởng ba vị danh dự. Cái này, hơi chậm một chút trễ, Từ Thiên Xuyên do dự một chút, đây không phải lừa gạt sư trưởng sao? Gào to, vẫn là cái bé ngoan a. Từ công tử, đây cũng không phải là lừa gạt, mà chính là hiếu đạo. Giống như lão hồ ly đồng dạng nhếch môi sừng, Trác Phàm hướng dẫn từng bước, công tử ngài suy nghĩ một chút, Thánh Sơn các tiền bối trăm công nghìn việc, bình thường sẽ vì các ngươi không an lòng. Các ngươi nếu là đem cái này phiền lòng sự tình hợp thành báo lên, không lại để bọn hắn cuống cuồng sao? Dù sao hết thảy đều đi qua, kết quả là tốt, cũng là tốt, làm gì lại để bọn hắn tức giận chứ? Muốn là bọn họ hoài nghi các ngươi năng lực, đây không phải càng hỏng bét. Nghe được lời này, ba người liếc nhìn nhau, hơi hơi gật gật đầu, Khúc Hướng Phong càng là rực rỡ cười một tiếng nói ách, Trác quản gia nói có lý, đại ca, mình cũng đừng lại phiền nhiễu sư phụ bọn họ. Đây cũng là một loại hiếu đạo a. Ha ha ha, đúng đúng đúng, hiếu đạo, trăm thiện hiếu làm đầu mà. Ngăn không được gật đầu, Từ Thiên Xuyên tuy nhiên xấu hổ, nhưng cũng thở phào một hơi, yên lòng. Rất hiển nhiên, hướng lên báo cáo chính mình quính sự tình, hắn cũng không nguyện ý, chỉ sợ hai bọn họ đâm thọc, bán đứng hắn. Bây giờ ba người ăn ý đạt thành nhất trí ý kiến, quả nhiên là vô cùng tốt. Riêng là cái này Trác quản gia. Tán thưởng xem Trác Phàm liếc một chút, Từ Thiên Xuyên cười nói,
làm phiền Trác quản gia nhắc nhở, về sau ta sẽ chú ý, tận lực không cho sư phụ bọn họ phiền lòng, ha ha ha. Cái này cũng không thể nói như vậy. Thế mà, Trác Phàm lại là khoát tay một cái nói, Thánh Sơn chư vị tiền bối nhóm, ái đồ sốt ruột, nhất định sẽ đối với các ngươi đặc biệt chú ý. Bởi vì cái gọi là người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Nếu như các ngươi thế chỗ bát hoàng đến nay, một chút sai lầm đều không có, cũng quá giả. Cái này không khỏi lại hội để bọn hắn lo lắng, cảm giác đến chính các ngươi chịu khổ, trấn an bọn họ, đây không phải vừa đến phản sao. Ách, cái kia Trác quản gia ý là. Một điểm nhỏ sai lầm, không ảnh hưởng toàn cục, thêm một chút là được. Lần nữa lộ ra nụ cười quỷ dị, Trác Phàm nhìn ba người liếc một chút, hạ giọng nói, đại sự không muốn sách, tiểu thất bại nho nhỏ có thể sách một chút. Tựa như lần này nhân khẩu đại lượng mất tích sự tình không muốn sách, nhưng có thể nói mất tích khoảng hơn 100 người, không quan trọng nha. Tránh thức thủ phạm chưa bắt được không muốn sách, nhưng có thể nói đi qua mấy tháng vây quét, bắt đến những cái kia ác đồ, cũng đem bọn hắn đánh chết, đến cỡ nào khổ lụy. Ta muốn Thánh Sơn các tiền bối nhìn thấy những thứ này, cũng sẽ vì các ngươi cảm thấy vui mừng cùng kiêu ngạo. Trước mắt chưa phát giác sáng lên, ba người nhìn chăm chú liếc một chút, mừng rỡ gật đầu, sau đó Từ Thiên Xuyên liền giống Trác Phàm sở thuyết như thế, ghi chép ngọc giản. Vốn là Thánh Sơn phái chính mình đệ tử tới thay thế bát hoàng, là muốn phía trên thông hạ đạt, hoàn thành Thánh Sơn đối toàn bộ thánh vực khống chế. Hiện tại ngược lại tốt, tại Trác Phàm dăm ba câu mê hoặc dưới, bọn họ còn không có khống chế thánh vực. Trác Phàm đã là đem đệ tử của hắn khống chế lại, hoàn toàn bị ma quỷ ám ảnh nghe hắn bài bố. Chờ ngọc giản ghi chép hoàn thành, Từ Thiên Xuyên càng là cười lớn một tiếng, khen Trác quản gia, ngươi quá có tài, về sau chúng ta báo cáo ngọc giản, từ ngươi trước phát thảo một phần đi. Cầu còn không được. Hơi hơi một phát miệng, Trác Phàm cảm thấy cười thầm. Cứ như vậy, là hắn có thể tạm thời che khuất Thánh Sơn ánh mắt, không phát hiện được bây giờ thánh vực biến hóa cụ thể. Dù sao hiện tại bọn hắn hậu phương lớn đã thành, đợi đến Long tộc đồng minh vừa đến, liền có thể đối Thánh Sơn triển khai chính thức đánh bất ngờ, hừ hừ. Trác Phàm đem hết thảy đều nắm chắc nơi tay, tựa hồ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Bất quá, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cái này dụ cách bát hoàng, trong bóng tối từng bước xâm chiếm hoàng vực, cuối cùng cùng thánh vực địa vị ngang nhau bố cục, vẫn là xuất hiện một tia chỗ sơ suất, là Trác Phàm cũng không thể tránh được. Dù sao, hắn cũng không phải là thần, làm không được không cần đoán cũng biết. Siêu. Đệ thất Thánh Sơn, một cái ngọc giản xẹt qua thương khung, thẳng vào trong đại điện, rơi xuống một cái mặt trắng lão giả trong tay. Lại xem bên trong tin tức về sau, lão giả kia chưa phát giác khẽ cười một tiếng, lại đưa cho còn lại mấy người, cười nói, xem ra kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi, mấy cái kia tiểu quỷ làm còn ra dáng a, lão phu còn lo lắng mới vào trần thế. Bọn họ sẽ ra cái gì chuyện rắc rối đâu. Hiện tại xem ra, ta Thánh Sơn đệ tử quả nhiên rồng phượng trong loài người, ở đâu đều là cấp trên tài liệu, ha ha ha. Đúng vậy a, chúng ta trước thả ba người ra ngoài làm thí nghiệm. Hiện tại xem ra, bát hoàng lĩnh vực trông giữ, cũng có thể chính thức nạp nhập Thánh Sơn khu vực. Kể từ đó, các loại cái kia thiên mệnh chi nhân xuất hiện, chúng ta liền có thể dẫn biết trước, đoạt được tiên cơ. Ngay sau đó, một vị khác lão giả tán đồng gật đầu, trong mắt đều là đạm mạc tinh mang. Bọn người người nghe, cũng là cùng nhau đồng ý gật đầu, mặt lộ vẻ vui vẻ. Thất Thánh Sơn từ thượng cổ về sau, thành lập phu thánh vực bên trong, một mực là nhân loại đỉnh phong đại biểu. Nhưng là từ trăm năm trước lúc, thiên địa dị biến, lại là báo hiệu lấy một người mới loại đỉnh phong muốn xuất hiện, cùng đế cảnh có quan hệ. Bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ tân nhân loại siêu việt bọn họ. Lập tại bọn hắn phía trên, càng muốn bởi vậy dò thành đế huyền bí. Cho nên, khống chế tầng dưới chót nhất bát hoàng thống lĩnh các tu giả, là tất yếu cửa khẩu. Tương lai đế cảnh cao thủ, nhất định phải là bọn họ Thánh Sơn chính mình người mới được. À, đệ lục Thánh Sơn mạnh lão đầu đâu? Chúng ta thất Thánh Sơn Sơn chủ hội nghị, hắn lại chạy đi đâu? Bỗng nhiên, một lão giả nhìn lấy rỗng tuếch một chương chỗ ngồi, nhẹ kêu lên tiếng. Ngồi ở chủ vị râu dài lão giả dương mắt khẽ liếc một chút, lại là mỉm cười cười, không cần chờ hắn, hắn hôm nay sẽ không tới. Vì sao? Các ngươi không biết sao? Hắn nhi tử tại Đan Hà Tông phụ cận, vô duyên vô cớ bị giết. Cái này đều gần một năm, người phía dưới còn không có tra ra cái gì dấu vết để lại tới.
không phải sao, hắn các loại không, tự mình đi tra. Cái gì, tự mình đi tra? Một cái sơn chủ, ha ha ha, hắn cũng thật sự là thủ hạ không đại tướng. Trước kia còn có, hiện tại a? Hiện tại làm sao? Bỗng nhiên mất tích, một năm không cùng hắn liên hệ, chỉ sợ đã theo ngộ hại cũng khó nói. Ồ, mi mắt lắc một cái, mọi người cùng nhau kinh hô, trước hết giết hắn nhi tử, lại giết hắn thám tử, đây là nhằm vào chúng ta thất thánh sơn đến, vẫn là chỉ nhằm vào hắn đệ lục thánh sơn một cái. Hai con người hơi suyệt, râu dài lão giả khẽ vuốt tròm râu, chậm rãi lắc đầu. Ai, gió thổi báo giông bão sắp đến, trăm năm trước dị tượng, không biết là cát là hung a. Cùng một thời gian, ban đầu Diễm Hoàng lĩnh vực, một cái thô kệch đại hán đầu đội mũ rộng vành, toàn thân khí thế nội liếm, chậm rãi đi ở một tòa phồn vinh trên đường cái, nhìn hai bên một chút, chợt gặp phải một tên thân mang đạo bào nữ tử, cấp tốc vừa ra tay, liền tóm lấy nàng cánh tay. Nữ tử kia giật mình, quay đầu kêu lên, người nào, người muốn làm gì? Diễm Hoàng ở đâu? Ta không biết. Trên người ngươi mặc là Đan Hà Tông đạo phục, làm sao có thể không biết nàng ở đâu? Mau nói, đại hán kia nắm lấy nữ tử tay rất gấp, như thiết chảo vô luận như thế nào đều không thể tránh ra. Nữ tử kia hai mắt đẫm lệ, hai mắt đỏ bừng, đau đến sắp khóc đi ra ta. Ta thật không biết, sư phụ trong vòng một đêm thì không thấy tăm hơi, còn có thật nhiều sư tỷ muội cũng không thấy, ngươi bỏ qua cho ta đi. Các nàng cũng không thấy, ngươi làm sao còn có thể lưu lại. Ta đêm hôm ấy đi gặp người yêu, trở về thì không thấy các nàng. Thân thể hơi hơi trệ trệ, đại hán kia một mặt kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Này nương môn chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ có tật giật mình, cùng nhi tử ta chết có quan hệ? Hơi hơi nâng lên đầu đến, lộ ra bên trong mãn kiểm cầu nghiêm gương mặt, lại chính là đệ lục thánh sơn sơn chủ không thể nghi ngờ. Bỗng nhiên vung tay lên, đem nữ tử kia ném sang một bên, sơn chủ vừa muốn rời khỏi, nhưng lại quay đầu lại hỏi, như vậy Diễm Hoàng trước khi đi, có cái gì chuyện quái dị phát sinh sao? Hoặc là nàng có cái gì quái dị cử chỉ sao? Không có gì a, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là sư phụ biến mất không lâu, mọi người liền phát hiện, phụ cận rất nhiều thành trì trong khoảnh khắc hoàn toàn biến thành thành trống không, không có bất kỳ ai. Về sau, còn lại mấy cái hoàng lĩnh vực, cũng xuất hiện dạng này hiện tượng. Cái gì, trong thành người đều biến mất. Thân thể chấn động, cái kia sơn chủ càng thêm nghi hoặc, như vậy hắn mấy cái hoàng cũng giống vậy biến mất sao? Vâng, đáng chết, đến tột cùng là ai, có dạng này năng lực, đem bát hoàng lặng yên không một tiếng động bắt đi không nói, liền mấy tòa thành trì người đều có thể một tên cũng không để lại địa bắt đi. Mi mắt hung hăng run rẩy, sơn chủ một mặt không hiểu, liền xem như thánh giả, cũng không có cái này năng lực đi. Trừ phi, tất cả mọi người nghe hắn, tự nguyện cùng đi theo. Chỉ là, người này đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, sơn chủ rơi vào trong mê võng, nữ tử kia gặp, nhìn cái khe hở, vội vàng chuồn mất, trong lòng còn một trận oán thầm thầm mắng, bệnh thần kinh. Không để ý đến cái kia vụng trộm chạy thoát nữ tử, mạnh sơn chủ một mực do dự không chừng, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu tìm hiểu. Chợt, từng đạo hét lớn vang vọng bên tai, toàn bộ thành trấn người nhất thời hối hả lên, hướng về cùng một phương hướng dũng mãnh lao tới, mọi người mau đến xem, Lạc gia công bố kết quả thi. Hoa lạp lạp lạp, giống như thủy triều mọi người bôn tẩu bẩm báo, mạnh sơn chủ gặp, lại là nghi hoặc càng sâu. Lạc gia, đó là cái gì, bát hoàng bên trong có tính lạc sao? Trong lòng không rõ, mạnh sơn chủ suy nghĩ một lát, cũng theo tiến đến, lại là chính gặp thành trấn phía trước nhất cổng trào dưới, dán vào một chương ánh vàng rực rỡ bảng cáo thị. Viết tinh tế, sau cùng lạc khoản là bốn chữ lớn, Lạc gia Trác Phàm. Trác Phàm, cái tên này ở nơi nào nghe qua a? Ánh mắt suýt híp mắt một chút, mạnh sơn chủ miệng phía trên nói thầm, nhưng rất nhanh liền, đúng, Diễm Hoàng nói qua ma hoàng thủ hạ có một người cơ mẫn, cùng Sở Khuynh Thành cũng có chút quan hệ, giống như cũng là kẻ này. Nhưng là hắn là ma hoàng người, làm sao lại đột nhiên chạy đến Diễm Hoàng lĩnh vực ra lệnh đâu? Sơn chủ đại người trong lòng không hiểu, nhưng mọi người chung quanh từng tiếng tất dẫn, lại là đột ngột đến truyền vào hắn trong tai, khiến ngăn không được thân thể chấn động, kinh dị lên. Cái này Lạc gia thật sự là nhân nghĩa nhà a, chúng ta gặp rủi ro lúc khẳng khái mở hầu bao, thu lưu chúng ta, hiện tại lại tuyên bố xuất gia tư tài đến thay chúng ta trọng trấn gia viên.
Cái này hoàng vực người thống trị biến thành bọn họ, làm thật là chúng ta phúc phận a. À. Đúng vậy a, à, trước kia bát hoàng mỗi nơi đứng, chinh chiến không ngừng, chúng ta bách tại bọn hắn dâm uy, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hiện tại Lạc gia quản lý bát vực, Trác quản gia anh minh thần võ, quả nhiên là thế giới cực lạc a, à, ha ha ha. Cái gì, Lạc gia quản lý bát vực? Trong mắt Ngăn không được co rụt lại, Mạnh Sơn chủ một chảo cái kia nhân cánh tay, không khỏi đại kêu ra tiếng, các ngươi tại nói vớ nói vẩn thứ gì, cái này tám khối khu vực không phải thánh vực bát hoàng địa bàn nhi à, làm sao lại biến thành Lạc gia? Sắc mặt co quắp một trận, người kia khóe miệng đau đến thẳng đấy, có chút kiêng kỵ nhìn về phía hắn nói, ngươi là Thâm Sơn tới sao? Đây đều là lâu năm ngày nào, một năm trước bát hoàng thì chết ba cái, mất tích năm cái nào còn có cái gì thánh vực bát hoàng a? Kia Thánh Sơn phái xuống thế chỗ bát hoàng tân hoàng đâu? Bọn họ cũng chạy sao? Bọn họ, nâng lên ba người kia tuy nhiên vẫn như cũ đau đớn, lại là Ngăn không được cười lạnh, ba cái kia ma quỷ cũng xứng xưng hoàng. Bọn họ vừa đến đã làm đến toàn bộ hoàng vực gà bay chó chạy, người chết so bát hoàng đại chiến lúc còn nhiều hơn được nhiều, hơn nữa còn không thèm nói đạo lý, hại toàn bộ hoàng vực người dân chúng lầm than. Nếu không phải Lạc gia nhân nghĩa, Trác quản gia anh minh lãnh đạo, thu thập cái này cục diện rối rắm, chỉ sợ hoàng vực tất cả mọi người đều muốn để xuống tổ nghiệp, trốn vào Thâm Sơn, dù sao ở chỗ này cũng là chết. Không tin người đi hỏi thăm một chút, người ở đây người nào không hận ba cái kia Thánh Sơn đến bao cỏ. Nếu không phải bọn họ hậu trường đủ cứng lời nói, chỉ sợ mọi người đã sớm cùng công chi, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, hừ. Trên mặt biến ảo không ngừng, Mạnh Sơn chủ tay hơi hơi run run, chậm rãi buông ra người kia, lầm bầm, như vậy hiện tại, ba cái kia bao cỏ ở đâu? Ai biết, dù sao chúng ta bây giờ đều là nghe Lạc gia thông lệnh làm việc, người nào quản ba người bọn hắn đi hướng. Đoán chừng không mặt mũi tại hoàng vực ngốc, mặt mày xám xịt chạy trở về Thánh Sơn đi. Ba. Thế mà, hắn lời ấy vừa ra, một tiếng thanh thúy bàn tay vang lên, người kia đã là ngã nhào một cái lật ra đi, khóe miệng đỏ thẫm, khỏa khỏa nát răng lăn xuống mà ra. Ngươi tại sao đánh người? Đánh ngươi là nhẹ, nói xấu đường đường Thánh Sơn đệ tử, chết không có gì đáng tiếc. Hung hăng nhìn hắn chằm chằm, Mạnh Sơn chủ giận quát một tiếng, lăn. Cổ co rụt lại, cái kia người biết không thể trêu vào, liền vội vàng lộn nhào địa đào tẩu. Còn lại vây xem mọi người thấy tình thế không ổn, không muốn nhiều gây phiền toái, cũng giải tán lập tức. Chỉ một thoáng, nơi này chỉ còn lại có Mạnh Sơn chủ một người mà thôi. Còn có cái kia sáng loáng bảng cáo thị, tại mặt trời gay gắt chiếu rọi, là như vậy lòe loẹt lóa mắt. Bá á! Sau cùng, Mạnh Sơn chủ vung mạnh tay lên, đem cái kia bảng cáo thị kéo xuống, vò thành mảnh vụn, ném không trung, nghênh ngang rời đi. Hừ, bổn tọa đi trước xem Đan Hà Tông tình huống, đến mức cái này Lạc gia. Ngày sau lại thu thập các ngươi. Nửa canh giờ về sau, Mạnh Sơn chủ đi vào đã là mạng nhện róc rách. Hơi có vẻ rách nát Đan Hà Tông bên trong. Nhìn lấy cái này không có một ai khu vực, Mạnh Sơn chủ đối xử lạnh nhạt quét một quyền, nhịn không được hét lớn, Diễm Hoàng, người cho lão phu lăn ra đến. Hung mãnh tiếng vang rung khắp thương khung, dẫn tới toàn bộ sơn mạch đều nhẹ nhàng run rẩy lên, cát bụi phấn khởi, Rolling Stone trượt xuống. Đáng tiếc, vẫn như cũ không có gì tiếng vang, dường như thật không có người đồng dạng. Thật sâu hút khẩu khí, Mạnh Sơn chủ sắc mặt âm trầm. Lại càng phiền não. Cái này bà nương trốn không gặp người, hắn cái kia đi đâu tìm mới tốt. Răng rắc. Bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ phát ra, Mạnh Sơn chủ lỗ tai khẽ nhúc nhích, bỗng dưng một cái lắc mình, thì thuấn gian di động ngàn mét xa, tại tông phía sau cửa một cái dòng suối xó xỉnh bên trong, nhìn thấy một cái một mực tại không ngừng run rẩy bóng người. Bỗng nhiên lấy tay hướng về phía trước, nắm lấy hắn đầu vai nắm chặt lên, lại là nhất thời cầm ra một cái bẩn thỉu. Run run rẩy rẩy tiểu cô nương. Không, đừng có giết ta, sư phụ, đừng có giết ta. Vội vã khoát khoát tay, nữ tử kia tóc tai rối bời, bẩn thỉu, không nhận ra bóng người, chỉ là theo nàng rách dưới ăn mặc phía trên, Mạnh Sơn chủ mơ hồ có thể nhận ra nữ tử là Đan Hà Tông đệ tử không thể nghi ngờ. Sau đó trước mắt vui vẻ, đuổi vội vàng kêu lên, Diễm Hoàng ở đâu? Nói, Diễm Hoàng. Mông lung hai con người không khỏi hung hăng run run, nữ tử kia tinh thần tựa hồ đã thất thường, vội vã khoát tay, sắp khóc đi ra, không, sư phụ đừng có giết ta, không nên giết. Ô ô ô,
nhà đầu này có phải thụ cái gì kích thích, điên thành dạng này. Mi mắt nhẹ rung, Mạnh Sơn chủ thật sâu liếc nhìn nàng một cái, lại là chợt sắc mặt lạnh lẽo, nhẹ nhàng dò ra nhất chảo, đụng một tiếng liền hung hăng đập vào nàng trên ót, năm cái đầu ngón tay giống như cốt thép giống như, chậm rãi cắm vào nàng đầu, đỏ thẫm máu tươi như nước suối, từng đạo chảy xuống, nhuộm đỏ nàng khuôn mặt. Mà nữ tử này cũng là trong mắt bên ngoài lồi, khuôn mặt vặn vẹo, tựa hồ hết sức thống khổ giống như. Khóe miệng xẹt qua tà dị, Mạnh Sơn chủ thản nhiên nói, tiểu cô nương, ngươi đừng sợ, lão phu cái này ly hồn đại pháp hội kích thích ngươi trí nhớ, để ngươi nhớ tới cái kia nhớ tới đồ vật. Nói, ngươi là ai? Đan Hà Tông đại đệ tử, Phương Mẫn. Sắc mặt tăng như chỉ đỏ rực bóng cao su, nữ tử kia lộ ra tương đương thống khổ. Nhưng vẫn là thanh âm khàn khàn nói ra. Bất quá, cùng người bình thường nói chuyện khác biệt, nàng tựa hồ hoàn toàn không dùng suy nghĩ, liền sẽ trực tiếp nói ra đặt câu hỏi người đáp án. Bởi vì lúc này giờ phút này, nàng thần hồn đã chộp vào lão gia hỏa này trong tay, không cho phép nàng nói dối. Cho dù hiện tại nàng chấn kinh quá độ, thành người điên, nhưng thần hồn bên trong trí nhớ lại sẽ không biến, vẫn như cũ hội một năm một mười địa bàn giao đi ra. Liền nàng chính mình cũng không biết. Hài lòng gật đầu, Mạnh Sơn chủ tiếp tục nói, vậy ngươi biết Diễm Hoàng nàng bây giờ ở nơi nào sao? Biết, Tiềm Long Sơn, liền phá động. Nàng ở nơi đó làm gì? Luyện công. Luyện cái gì công? Sắc mặt nhất định, Mạnh Sơn chủ vội vàng giống to. Thế nhưng là, dường như lại nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình, Phương Mẫn thần hồn một trận chấn động, mười phần không ổn định. Khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo ta. Ta không biết, sư phụ thật đáng sợ. Nàng đem người sống hóa thành cho bụi, tính khí cũng càng ngày càng âm trầm, sau cùng mang đến người không đủ dùng, liền lấy các luyện công, liền mai sư thúc đều bị độc thủ, ta là thừa dịp loạn trốn tới, nàng muốn đem ta bắt về, ta không muốn. Không muốn, a, ong ong ong. Nói đến đây, Phương Mẫn kích động càng sâu, trong mắt kinh khủng tột đỉnh. Thậm chí ngay cả thần hồn cũng bắt đầu chấn động lên khủng bố ba động tới. Sau cùng oanh một tiếng bạo hưởng, nàng thế mà trực tiếp thần hồn tự bạo. Uy lực kinh khủng làm cho toàn bộ đỉnh núi lay động không ngừng, Đan Hà Tông cũng trong nháy mắt bị bình định một nửa đỉnh đài lâu các. Bụi mù tràn ngập, thẳng trên 9 tầng trời. Chờ khói lửa tán đi, cách nàng gần nhất Mạnh Sơn chủ lại là lơ đễnh vỗ vỗ trên thân cho bụi, từ chối cho ý kiến. Nhưng trong mắt nghi hoặc, lại là càng ngày càng cái gì? Nhìn như vậy đến, là Diễm Hoàng đem một đám người bắt đi, mục đích lại là luyện công. Chỉ là, nàng đến tột cùng luyện cái gì tà môn công phu, thế mà khiến đến chính mình đệ tử nổi điên thành dạng này. Ngửa đầu nhìn xem thương khung, Mạnh Sơn chủ chưa phát giác cười lạnh tốt, vậy lão phu thì đi xem một chút ngươi này nương môn, đến tột cùng đang làm cái gì yêu thiêu thân, hừ. Vừa dứt lời, Mạnh Sơn chủ một bước chân, liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nửa tháng sau, Tiềm Long Sơn, liền phá trước động, Mạnh Sơn chủ nhìn lấy chung quanh cái kia đỏ thẫm đất đai, rõ ràng là bị máu tươi chỗ nhiễm, trong lòng nhất định, biết đến đúng. Sau đó dưới chân lại thực sự mấy bước, rất mau tiến vào bên trong hang núi kia. Thế nhưng là không tiến còn tốt, mới vừa vào đi, trước mặt hết thảy, lại là để hắn ngăn không được quá sợ hãi. Cái này hang động là cái đại động đá. Chiếm diện tích hơn vạn nghiêng, nhưng là bây giờ, đã bị trắng hiếu hải cốt chỗ lấp đầy. Càng nhiều, còn có cái kia vô tận bột mịn cho bụi, khối khối vỡ vụn tấm vải, cũng là rất rõ ràng địa pha tạp bên trong. Liếc nhìn lại, phảng phất mộ địa phế tích. Chậm rãi cúi người, đem những cái kia cho bụi nắm, riêng là những cái kia tấm vải, Mạnh Sơn chủ nhẹ nhàng run rẩy một chút bàn tay, khóe miệng ngăn không được mãnh liệt quất. Bởi vì cái này đồ vật hắn quá quen thuộc. Chẳng phải là con của hắn sau khi chết còn sót lại tràng cảnh sao? Lúc đó những thứ này vẫn là Diễm Hoàng đưa cho hắn nhìn, nghĩ không ra bây giờ hắn lại nhìn thấy, lại là tại Diễm Hoàng sân luyện công bên trong. Số bà nương, ngươi ra ngoài cho lão phu, giết nhi tử ta có phải cũng là ngươi? Ngươi cái vừa ăn cướp vừa la làng kỹ nữ, lão phu nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đôi mắt đỏ bừng, Mạnh Sơn chủ khàn giọng liệt phế địa nộ giống lên tiếng. Cả ngọn núi cũng đang không ngừng lay động, những cái kia bột mịn càng là hóa thành vòi rồng, phồng lên đến khắp nơi đều là. Khặc khặc khặc, chợt, một đạo bén nhọn ồn ào vang lên, nương theo lấy từng đạo lấp lóe không ngừng, một cái thân mặc diễm lệ vân thường phụ nhân, trong vòng mấy cái hít thở,
liền đột nhiên xuất hiện tại cái này cho tàn phong tuôn ra bên trong. Trực tiếp phát ra, khuôn mặt ngăm đen, cuồn cuộn hắc khí còn đang không ngừng trên thân bốc lên, trong mắt chỗ sâu mang theo một tia yêu thương, nhưng càng nhiều lại là điên cuồng. Đông ca, ngươi rốt cuộc tìm được nô gia, vậy ngươi khi nào đem nô gia tiếp vào Thánh Sơn, cùng ngươi tướng mạo tư thủ đâu? Diễm Nhi, mí mắt nhẹ nhàng lắc một cái, Mạnh Sơn chủ nhìn lấy thân này từng có lúc, mọi loại quen thuộc trang phục, kìm lòng không được lên tiếng, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sắc mặt hung ác, cả giận nói, Diễm Hoàng, ngươi nổi điên làm gì? Xuyên thành bộ này quỷ bộ dáng làm gì? Dương mắt khẽ liếc hắn liếc một chút, Diễm Hoàng già mà dê, nhưng lại nhu tình như nước, thế nào, đồng ca người trước kia không phải liền là ưa thích Diễm Nhi như vậy phải không? Bây giờ vì sao? Trước kia là trước kia ngươi vẫn là cái thanh xuân thiếu nữ, hiện tại bất quá một lão phụ mà thôi, xuyên thành bộ dáng như vậy, cùng cái yêu quái một dạng, tăng thêm trò cười. Hừ, Mạnh Hạo Đông, ngươi còn có mặt mũi xách sự kiện này. Sắc mặt lạnh lẽo, Diễm Hoàng lúc này giận dữ mắng mỏ lên tiếng, nếu không phải năm đó ta vì ngươi tìm hiểu cửu u địa cung tình hình, thụ địa cung ma khí quấy nhiễu, sao sẽ phải chịu dung nhan giả yếu vận rủi. Ngươi cái phụ tâm nhân, ta vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, ngươi lại chỉ coi ta là con chó, sử dụng hết thì ném. Năm đó đối với ta tình nùng ý nồng, dỗ ngon dỗ ngọt, nói muốn tiếp ta đi Thánh Sơn cùng hưởng thêm tuổi. Kết quả ta phương dung không tại, ngươi liền mấy ngàn năm không thấy ta một mặt. Nếu không phải trăm năm trước ta phát hiện khuynh thành lời nói, chỉ sợ ngươi trung thân cũng sẽ không gặp lại ta đi.